tỉnh dậy đi. Tiếng quát tháo của Triệu Bân vang lên không ngừng suốt quãng đường. Giờ phút này, hắn thật sự rất thê thảm, trên người toàn là vết máu, nhuộm cả cơ thể hắn thành màu đỏ, cho dù đã mở thể kỳ lân, cho dù đã ra trí ma pháp, nhưng hắn vẫn rơi vào thể yếu. Nếu hắn không đủ mạnh thì hai kẻ phía sau kia, thật đáng sợ. Trong chốc lát, Triệu Bân suýt phải sử dụng bùa nổ cao cấp, nếu không để hai người bị nổ bay trời thì hai người này không nhớ đòn đâu. Thế nhưng, hắn vẫn có thể kiềm chế được ý nghĩ kích động đó. Bùa nổ cao cấp mà được kích hoạt, không chết thì cũng bị thương, nếu nổ thật thì cũng có thể khiến U Lan và Phượng Vũ bị nổ thành cát bụi. Rầm, bùm, bùm. Đòn tấn công của U Lan và Phượng Vũ vẫn chưa dừng lại. Ai cũng nói, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim sao, mà câu này có vẻ nên áp dụng cho hai người này, bây giờ cả hai đã là chị em tốt. Khi Triệu Bân chưa tới, hai người đánh từ bắc tới nam khí thế ngút trời, sau khi Triệu Bân tới, hai người lại giống như được thêm bắp, đuổi mãi không bỏ. Một khi đuổi kịp thì đánh như không còn ngày mai, người nào không biết còn nghĩ hai người này. Có thủ giết cha với Triệu Bân mất. Sao anh em đồng lòng thì đủ sắc bén để cắt vàng. Đuổi và trốn, kéo dài đến hơn nửa đêm. Chẳng biết đến lúc nào, khi tiếng rơi xuống nước vang lên. Cũng là lúc kết thúc. Ma đạo của Triệu Bân tiêu tán, hắn ngã xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, U Lan mất lý trí bùng nổ cũng dần giảm bớt cũng vì đêm trăng đang từ từ kết thúc. Trong lúc loạng choạng, liền cắm đầu rơi xuống sông. Còn về phần Phượng Vũ, không lâu sau, cũng vì cấm pháp đến thời hạn, ba người bị bọt nước bao phủ. Một đêm náo động, đến lúc đó mới trở nên tĩnh mịch. Dưới đêm trăng, dường như ba người trong cuộc hỗn chiến đều trở thành một cây lục bình, phiêu bạt trên dòng sông, nước chảy đến đâu trôi đến đó. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh lại, cô ta chắc chắn sẽ thổn thức, cũng không biết là vì ân oán hay là duyên phận, ba người lại tụ họp lần nữa, chính vì thế tình cảnh mới trở nên ngượng ngùng như vậy. Đồ nhi của cô ta anh minh một đời, nhưng lại bị hai chị em thu phục trở nên ngoan ngoãn. Điều này cũng vì Triệu Bân đang trong trạng thái không tốt, trước đó một cao thủ cảnh giới địa tạng lại tự bạo khiến cho hắn bị nội thương, thế thì sao có thể thắng được U Lan đang điên cuồng. Lại thêm một Phượng Vũ tẩu hỏa nhập ma, sống được đến bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi. Nếu là những người khác cùng cấp độ thì e rằng không ai có thể đỡ được đòn tấn công của U Lan và Phượng Vũ. Nước sông biến thành một màu máu vì ba người. Ba ngày hai đêm, không ai trong bọn họ tỉnh lại, có lẽ cả ba đều đã bị thương quá nghiêm trọng. Ánh sáng của bình minh, ấm áp và bình yên. Vận may của ba người không tệ, họ được dân làng trải cứu giúp. Nơi đây là một ngôi làng cỡ trung, kề sông tựa suối giống như chốn bồng lai tiên cảnh, yên tĩnh thoải mái. Ở xa xa có thể nhìn thấy người nông dân đang cầm cuốc làm việc trên cánh đồng. Nhìn thấy người phụ nữ trong làng tụ tập dưới tán cây dệt vải, hoạt bát nhất vẫn là đám trẻ con, đi trên cỏ với những bước chân loạng choạng, tiếng cười non nớt khúc khích, vang lên không ngừng. Mà Triệu Bân, U Lan và Phượng Vũ đã được cứu tới ngôi làng này. Trong một ngôi nhà được xây bằng đá có một chiếc giường đá, ba người cùng nằm trên đó. Cũng không biết họ đã được ai cứu sống, vị trí mỗi người đều được sắp xếp rất đáng chú ý, Triệu Bân nằm ở giữa. U Lan và Phượng Vũ ở hai bên trái phải. Đầu kề má ấp trong truyền thuyết, có lẽ chính là như thế này. Ở đầu giường là mấy cái đầu nhỏ đang trụm lại, chúng đều là những đứa trẻ trong thôn, hẳn đây là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, đứa nào cũng nhếch cái miệng nhỏ, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhóc xanh, đi ra ngoài. Một ông lão chống gậy bước vào, dẫn mấy đứa trẻ đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, ông lão còn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn ba người trên giường. Đặc biệt là Phượng Vũ, là một cô gái, tại sao trên trán lại khắc chữ thù, còn U Lan, cổ tay và cổ chân vẫn còn xiềng xích đã bị kéo đứt, cô ta là tù nhân vượt ngục à. Bình thường nhất vẫn là người thanh niên kia, nhưng cả người lại toàn là máu, một người đã gần 70 như lão ta cũng không biết nên gọi đây là sự kết hợp gì. Đêm lại đến. Trong thôn thoang thoảng mùi khói bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Trong nhà đá, vẫn chưa thấy ba người tỉnh dậy. U Lan và Phượng Vũ vẫn còn may, nhưng khóe miệng Triệu Bân không ngừng chảy ra máu, chỗ lông mày có vết bầm, nếu không phải hắn có căn cơ vững chắc, da thịt cứng cỏi, nếu không thì, hắn đã tàn phế rồi. Ánh nến mờ ảo phản chiếu, U Lan từ từ mở mắt,
ngơ ngơ ngác ngác. Ngay sau đó là Phượng Vũ, ngơ ngác nhìn vào mái nhà, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối. Đợi sau khi tỉnh táo lại, hai người đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn Triệu Bân, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt, hai người đều không cử động. Một lúc sau, hai cô gái gặp lại kẻ thù của mình. Liền đỏ mắt. Bùm, ầm ầm, rầm. Một căn nhà đá đang bình thường đột nhiên không còn yên tĩnh nữa. Nghe từ bên ngoài, căn phòng vang lên tiếng leng keng, ồn ào giống như có bọn cướp xông vào cướp bóc vậy. Cả căn nhà trở nên hỗn loạn, bàn ghế, ghế dài, ấm chén song nồi đều vỡ nát. Rầm. Khi dân làng tới nơi, trên mái nhà đã bị thủng một lỗ to. U Lan và Phượng Vũ, một trước một sau xông ra, chém giết nhau trên mái nhà. Khó xử nhất vẫn là Triệu Bân, chỉ vừa tỉnh sau được vài giây là đã gặp phải tai ương. Vừa mới mở mắt, còn chưa kịp hít thở, mắt cũng chưa mở to, một xà nhà bằng đá đã đập xuống, đụng ngay vào trán hắn. Triệu Bân vốn đang suy yếu, choáng váng, bị đập như vậy thì lại ngất đi. Nằm không cũng trúng đạn chính là nói hắn. Nhưng trận chiến trên mái nhà cũng không dừng lại vì hắn hôn mê. Phượng Vũ vô cùng tức giận, sát ý lạnh lùng, U Lan bốc khí huyết lên, tà khí cũng nồng đậm, tư thế không chết không thôi. Đều là người quen của Triệu Bân, tại sao vừa gặp đã đánh nhau rồi? Rõ ràng hai người còn có ân oán gì đó mà không ai biết, ít nhất là Triệu Bân không biết. Biết hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là nhà đá bị đổ sập xuống, Triệu Bân thì vẫn còn đang trong giấc mộng, hắn đã một xà nhà đập chúng, giờ lại thêm đá vụn vùi lấp, số hẻo thì coi như về với đất mẹ luôn. Buồn là U Lan và Phượng Vũ không biết đó là Triệu Bân, nếu biết, chắc chắn sẽ cứu người trước. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ông lão chống gậy kia xuất hiện, đứng từ xa la hét, muốn tiến lên khuyên can nhưng khí thế giữa hai cô gái quá đáng sợ, ông lão chỉ là một người bình thường, nếu dám dính vào thì chắc chết cũng không biết nguyên nhân. Những dân làng khác cũng bị dọa sợ, đàn ông ở phía trước, che trước mặt phụ nữ và trẻ em, khuôn mặt tái nhợt quan sát trận chiến. Hai cô gái nhìn có vẻ yếu đuối mà sao lại lợi hại như vậy. Cây cổ thụ lớn ở bên cạnh nhà đá đã bị kiếm khí chặt ngang. Kẻ nào của La Sinh Môn, cũng đáng chết. Phượng Vũ hừ lạnh, đôi mắt đẹp trong suốt chỉ có màu đỏ như máu, hoàn toàn không màng tới những âm thanh thẳng thốt của thôn dân. Hủy thanh linh châu của ta, nợ mới thù cũ, hãy thanh toán hết một thể đi. U Lan lạnh lùng quát một tiếng, dường như còn tức giận hơn cả Phượng Vũ. Phượng Vũ không để ý đến tiếng kêu la của dân làng, cô ta cũng vậy, rõ ràng trên người có vết thương nhưng lại chạy nhảy nhót lung tung. Đòn tấn công cũng rất ác liệt. Ầm, bịch, ầm. Trận chiến càng ngày càng ác liệt giống như công nhân tháo dỡ chuyên nghiệp, đi tới đâu thì đánh tới đó. Bởi vì bọn họ mà ngôi làng nhỏ gặp nạn, từng ngôi nhà đá nối tiếp với nhau sụp đổ. Nếu ai cưới hai cô ả này thì đừng nghĩ đến chuyện yên ổn cả đời. Đây chính là ngụ ý mà dân làng muốn truyền đạt qua ánh mắt của mình. Không chừng người bị sỏi đá vùi lấp kia chính là tướng công của bọn họ, nếu là vậy thì hai cô gái này cũng khá thú vị rồi, không hề đinh cứu người mà lại tập trung đánh nhau, đều là người một nhà, đánh cái gì chứ? Hả? Phượng Vũ khẽ nhíu mày, ngửi thấy một luồng sát khí khác, đang hướng về phía này. Cô ta đoán đó là sát thủ của La Sinh Môn, nếu hai đánh một thì nàng ta nên chạy trốn vẫn tốt hơn. Rồi sẽ có ngày, ta lấy mạng của ngươi. Cô gái kia cũng có thể cảm nhận được, lao vào trong rừng giống như một bóng đen rồi biến mất không thấy bóng đâu. U Lan muốn đuổi theo, nhưng cứ tiến một bước là lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ lo đánh nhau mà nên quên mất thương thế. Hiện giờ không có đối thủ nên cô ta nôn ra một ngụm máu, gắng gượng một hơi, phun sạch sẽ máu độc, rồi loạng choạng bỏ đi. Vèo. Không lâu sau, một cơn gió nổi lên, một người đàn ông mặc áo choàng đen tiến đến đầy quỷ mị. Phượng Vũ đoán không sai, đó chính là sát thủ của La Sinh Môn, tu vi còn mạnh hơn U Lan. U Lan, người cũng khó tìm thật đấy. Người mặc áo choàng đen mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh. Nếu người đến sớm hơn một chút thì ả ta sẽ không chạy mất đâu, U Lan lạnh lùng nói. Ta đến đây chính là vì ả ta, người mặc áo choàng đen bình tĩnh nói, nhiệm vụ ám sát ả ta. Bị hủy bỏ. Hủy bỏ.
phía trên có nhiệm vụ khác giao cho ngươi, người mặc áo choàng đen đưa ra một tờ giấy. U Lan giơ tay nhận lấy, sau khi xem qua, lông mày khẽ cau lại, Thiên Tông đại hạ. Tất cả đã an bài thỏa đáng cho ngươi, người mặc áo choàng đen cười. Đã rõ, U Lan nhẹ nhàng nói, trên đầu ngón tay có ngọn lửa bốc lên, đốt sạch tờ giấy. Leng keng. Người mặc áo choàng đen lấy ra sát kiếm, đầu lưỡi đỏ chét liếm môi, đi về phía dân làng. Nhìn tư thế của gã rõ ràng là muốn tàn sát cả thôn, để tránh bị người khác biết được bí mật này. Bọn họ, đều là người bình thường. U Lan bước nhanh lên trước, vòng qua trước mặt người mặc áo choàng đen. Một kẻ giết người không ghê tay như ngươi mà cũng thương hại đám run rế này sao, người mặc áo choàng đen cười nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi đang dạy ta làm việc sao, giọng điệu của U Lan lạnh lùng thêm một chút. Ngươi, thay đổi rồi. Gã mặc áo choàng đen khẽ cười, thế nhưng vẫn thu hồi sát kiếm, quay người đi không nhìn lại. Sau khi gã đi, U Lan lau vết máu trên khóe miệng, phất tay một cái, lôi Triệu Bân ra từ đống sỏi đá. Cô ta cứ nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Bân như vậy, nâng lên giữa không trung, nhìn một lúc, cô ta có thể chắc chắn là mình không biết vị này, nhưng người này lại khiến cô ta có cảm giác quen thuộc giống như đã từng gặp qua. Nhìn một hồi lâu, cô ta mới thả Triệu Bân xuống rồi biến mất trong bóng đêm, trước khi đi còn ném xuống một túi tiền, đây là thứ cô ta để lại cho dân làng, ý tứ cũng rất rõ ràng, cầm lấy để sửa nhà. Những gì gã áo đen nói là sự thật. Cô ta thật sự đã thay đổi rồi, đã thay đổi vào một đêm trăng tròn nào đó. Một người tên Triệu Bân không chỉ cho cô ta một tia sáng trong bóng đêm, mà còn đánh thức. Một chút sự lương thiện trong cô ta, nếu như là cô ta của lúc trước có lẽ không cần gã áo đen động thủ, chính tay cô ta sẽ tàn sát cả thôn làng này. Phụ thân bị bức tử, mẫu thân thì bị bắt đi, có lẽ người rất đau lòng. Trong bóng đêm có tiếng U Lan tự lẩm bẩm, người trong lời cô ta chính là Triệu Bân. Cô ta từng nghe chuyện của Triệu gia, về nhiệm vụ thế nào, bị đuổi giết ra sao, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đến được thành Vong Cổ. Mau, mau cứu người. Dân làng vẫn rất tốt bụng, vội vàng khiêng Triệu Bân rời đi. Sau chuyện này, mới hiểu rõ, hai nam một nữ này chắc chắn không phải cùng một loại người. Đau, cả người đều đau nhức. Triệu Bân trong cơn mê nhưng vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn. Cũng không biết là vì biết thương hay là vì bị đánh. Cả đời này, duyên phận của hắn với vài người đúng là điều rất đáng vui mừng. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai tràn ngập cả sơn thôn. Cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại, cơ thể vô cùng yếu, nhìn sàn nhà một lúc, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, một tay bụng lồng ngực, ho khan dữ dội, thậm chí hắn còn ho ra không ít máu. Đợi đến khi thanh tỉnh được một lúc thì mới nhớ ra trước đó mình đã bị ông lão răng vàng bắt đi luyện đan rồi đối phương tự nổ, sau nữa bị U Lan và Phượng Vũ truy sát, rơi xuống dòng sông. Những chuyện sau đó hắn không thể nhớ được. Đại ca ca, huynh tỉnh rồi. Ngoài phòng, một thiếu nữ mặc áo xanh tiếng vào, trong tay còn bưng một chén thuốc. Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Không phải ta, là đại bá cứu được các ngươi, thiếu nữ áo xanh cười. Ta không phải người duy nhất được cứu. Đúng, còn có hai tỷ tỷ xinh đẹp khác, nhưng họ đã đi rồi, đêm qua đánh nhau rất kinh khủng. Đúng là gặp nhau sẽ đánh nhau. Triệu Bân lại ôm lấy ngực, hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Hai người đều đi rồi, chứng tỏ không ai nhận ra hắn, cũng đúng thôi. Vì hắn đã đổi gương mặt khác mà. Sau đêm đó, cô đã trải qua những gì? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đang nhắc tới Phượng Vũ. Khi đại chiến, hắn nhìn thấy rõ ràng, Phượng Vũ tu luyện một ma công cực kỳ bá đạo, hơn nữa cũng đã đổi huyết mạch, trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, cô ta ra sức đuổi theo U Lan, nếu không vì thế hắn cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Đại ca ca. Thiếu nữ áo xanh gọi một tiếng, đưa chén thuốc tới. Đa tạ. Triệu Bân khẽ cười nhận lấy rồi uống cạn chén thuốc. Thuốc sắc thông thường không thể chữa được vết thương của hắn, tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân. Ta là Nhã Thủy, đại ca có chuyện gì cứ gọi ta. Cô gái áo xanh cười nói rồi xoay người đi ra ngoài. Nhã Thủy, tên hay lắm. Nói rồi Triệu Bân cố gắng nâng cái thân dậy ngồi thiền, bỏ một viên thuốc vào miệng, tùy tiện uống vài hớp linh dịch,
sau đó mới vận tẩy tủy dịch cân kinh, lúc này trong cơ thể vang lên tiếng lốp bốp. Pháp môn luyện thể có tác dụng thần kỳ trong việc chữa lành vết thương. Còn nội thương thì không thể chữa lành chỉ trong một chốc. Hắn ngồi thiền chữa trị vết thương như thế cả một ngày. Đến khi trăng lên cao, trời cũng tối, Triệu Bân mới đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là ngọn núi lớn, làng mạc được xây dựng tựa lưng vào núi, cạnh đó là một dòng sông dài, xa xa còn nghe thấy tiếng ồn ào, càng thêm tô đậm thêm nét tĩnh mịch. Thu hồi tầm mắt, hắn đi vào núi. Không lâu sau thì nghe được tiếng kêu của thú dữ. Khi đi ra khỏi núi lần nữa, hắn vác theo một con lợn rừng lớn trên lưng. Thế này tức là ngươi đã khỏe rồi à? Vẫn là ông lão đó nhìn từ trên xuống dưới toàn thân Triệu Bân, khó che giấu được sự kinh ngạc trên mặt. Ông ta nghĩ Triệu Bân bị thương nặng như thế, kết cục sẽ bị tàn phế thôi, bây giờ mới qua một đêm mà đã có thể xuống giường đi dạo, còn vào núi bắt lợn rừng, trông bộ dạng chắc đêm nay hắn định ở lại trong làng. Nhưng khi nghĩ lại, ông ta cũng thấy nhẹ nhõm. Người trước mặt này quả nhiên không phải là người tầm thường, chắc chắn là một võ tu. Wow, thơm quá! Ninh được mười mấy cái niêu thịt thơm phức, một đám trẻ con nhìn mà chảy nước bọt, dân làng cũng thường vào núi bắt lợn nhưng không bắt được nhiều, điều này chẳng so được với Triệu Bân. Ăn một bữa no nê rồi Triệu Bân lại lên đỉnh núi. Đêm nay trăng rất đẹp, quan tài băng ngọc cũng được lấy ra đắm mình dưới ánh trăng sáng ngời như mộng như ảo, nhưng Liễu Tâm Như vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Như thế thì đến Thiên Tông là chuyện cần thiết, Nguyệt Thần lại đang bế quan nên phải tìm người cứu thê tử của hắn. Cao thủ Thiên Tông rất nhiều, chắc chắn sẽ có cách. Từ từ thu thần, hắn tự kiểm tra đan điền của mình. Bị ông lão răng vàng tóm đi luyện đan, tạo hóa là có, ngoại trừ hòa hợp với tinh túy tinh hoa, điều đáng mừng nhất vẫn là khí huyền hoàng. Vì hắn bị thiêu đốt cơ thể nên đã tăng nhanh tốc độ biến chất của khí huyền hoàng, hắn tiếp tục tế luyện, khí huyền hoàng sẽ hoàn toàn là của hắn. Nói là làm, hắn bắt tay vào việc. Dưới ánh trăng, chân nguyên đan điền của hắn cuộn trào, chìm ngập trong khí huyền hoàng, có sấm sét xé rách bên trong, phối hợp với chân nguyên tôi luyện hết lần này đến lần khác, biến khí huyền hoàng thành một vũ khí thuận tay, đến khi luyện hóa hoàn toàn thì mới xem như hoàn chỉnh, sau này. Nó sẽ là một vũ khí sắc bén cực kỳ lợi hại. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Trong ba ngày nay, hắn không hề nhúc nhích chỉ chuyên tâm vào việc cúng tế luyện độ. Dân làng không quấy rầy hắn. Mỗi khi ra khỏi nhà, họ đều sẽ nhìn lên đỉnh núi một cái, trên người Triệu Bân luôn xuất hiện một lớp sương mù, nhất là vào ban đêm, ánh sáng chói lọi bao phủ quanh thân, bất kể nhìn từ góc độ nào, trông hắn cũng như một vị thần. Trời cao không phụ người có lòng. Đến ngày thứ tư, một luồng ánh sáng lớn mạnh, lao ra từ phía đỉnh đầu của Triệu Bân. Ngay sau đó, bầu trời bỗng sáng rực, dị tượng thấp thoáng hiện lên, như có thể nhìn thấy ảo ảnh sông núi. May mà dân làng đã đi ngủ hết rồi, nếu họ mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ cúi đầu quỳ lạy để cầu bình an. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện rất nhanh mà hết cũng chóng vánh. Triệu Bân mở mắt ra, cũng đứng dậy, ý nghĩ vừa thay đổi thì hắn đã triệu hồi được khí huyền hoàng, nó đã được luyện hóa, giờ nó đã hoàn toàn trở thành đồ của hắn. Hắn cảm nhận được sự thân thuộc, nó cứ vòng quay người hắn. Ý nghĩ lại chuyển động thì nó lại quay về đan điền như một thần hồng lang thang trong khí biển chân nguyên. Không biết uy lực của nó thế nào. Nói rồi Triệu Bân chắp hai ngón tay lại bước về trước một bước chỉ vào tảng đá lớn phía trước, khí huyền hoàng bắn ra từ giữa hai ngón tay nhanh như chớp, chỉ lướt thoáng qua nhưng lại có sức mạnh có thể xuyên thấu mọi thứ. Rắc! Trên tảng đá lớn kiên cố tức khắc xuất hiện một cái lỗ. Khá lắm! Triệu Bân không khỏi khẽ cười. Sau đó thu hồi khí huyền hoàng lại, nó cứ quanh quẩn trên đầu ngón tay hắn. Đừng nhìn số lượng ít này mà lầm, lực sát thương của nó cực mạnh, cũng không uổng hắn tế luyện mấy ngày trời. Nhưng có điều thứ này vẫn chưa hoàn hảo là do đạo hạnh của hắn quá thấp, thậm chí áp chế khí huyền hoàng mà như bị áp chế bởi sấm sét. Sợi khí huyền hoàng này không thể phát huy được uy lực thật của chân nguyên, đợi tu vi của hắn mạnh hơn nữa thì dùng nó phá núi cũng không có vấn đề gì. Cô nhóc, ra đây đi. Triệu Bân thu hồi khí huyền hoàng rồi tiện tay lấy một bình rượu ra. Hắn vừa dứt lời thì thấy phía sau tảng đá cách đó không xa lộ ra một cái đầu nhỏ, cô nhóc rụt rè bước ra, đó chính là cô bé mặc áo xanh tên Nhã Thủy. Mấy ngày nay Triệu Bân chuyên tâm tế luyện khí huyền hoàng,
dân làng không đến làm phiền hắn, chỉ có cô gái này ngày nào cũng đến rồi trốn sau tảng đá nhìn lén. Nhã Thủy, dịu dàng khoan dung như nước. Quả thật rất phù hợp với khí chất của cô gái này, mắt sáng tâm thiện, thuần khiết trong sáng. Đại ca, có thể dạy võ đạo cho ta không? Nhã Thủy dừng chân, tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Bân. Triệu Bân khẽ cười, con đường này, rất khó đi. Ta không sợ, Nhã Thủy nói, ánh mắt cô bé đầy vẻ kiên định. Triệu Bân không đáp lời, không biết có nên truyền dạy võ đạo cho cô nhóc hay không. Nếu thật sự đi theo con đường này thì sẽ không còn những khoảng thời khắc bình yên nữa. Cuối cùng hắn vẫn lấy ba quyển sách cũ ra, quyển thứ nhất là công pháp, quyển thứ hai là bí tịch, quyển thứ ba là tâm đắc tu luyện, đều là những thứ hắn cố ý chọn ra cho Nhã Thủy. Cô bé này có tư chất rất tốt, là một hạt giống tốt của tu luyện, nếu bồi dưỡng thêm thì sau này chắc chắn sẽ thành danh. Đa tạ đại ca. Nhã Thủy khẽ cười, sau đó xoay người chạy đi. Triệu Bân lặng lẽ nhìn cô bé, nhưng hy vọng nhiều năm sau Nhã Thủy sẽ không trách hắn. Uống hết nửa bình rượu, hắn lại khoanh chân, khí huyền hoàng chạy khắp toàn thân, tẩy luyện cơ thể, cũng chui rèn chân nguyên, như thế thì người ngoài không thể nhận ra hắn bằng hơi thở cá nhân. Hắn làm vậy để chuẩn bị cho việc đi đến Thiên Tông, rời Thiên Nhãn, bỏ ngọn lửa, đổi vẻ ngoài. Bây giờ nếu đổi cả hơi thở thì dù cao thủ cảnh giới thiên võ ở đó thì cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Quá trình này cực kỳ lâu, không thể làm được chỉ trong vòng 2-3 ngày. Đêm nay hắn tẩy luyện rất nhiều lần, rửa sạch đi sự sắc nhọn, hơi thở càng trở nên nộ liễu hơn. Ngoài ra còn có thêm một luồng khí cổ quái, hẳn là đã nhuốm ý chí huyền hoàng. Mấy ngày sau đó, hắn đều trải qua như thế, một lúc làm nhiều việc, vừa làm sạch thân mình vừa tẩy luyện, vừa chữa trị vết thương. Còn dành thời gian ôm bản vẽ nhỏ sang nghiên cứu, rất có tâm đắc. Nhà Thủy lại đến mấy lần nữa. Con nhóc này chăm chỉ đến mức Triệu Bân cảm thấy hết sức bất ngờ, cũng yêu nghiệt đến mức hắn cảm thấy kinh ngạc, đúng là chẳng cần gì cũng tự hiểu, tu luyện công pháp mới có mấy ngày đã khai mạch ngưng nguyên, đã ngưng nguyên được 3 phần rồi, trở thành võ tu, cứ như thay da đổi thịt, Triệu Bân cũng dần phát hiện ra Nhược Thủy có thể chất cực kỳ đặc biệt, nói chính xác hơn là trong người Nhược Thủy có tiềm tàng một thứ nào đó mà hắn không thể nhìn thấu. Đại ca ca, bên ngoài ngọn núi sẽ là thế giới ra sao? Nhược Thủy hoan ngoãn, giọng nói của cô bé cũng như con người vậy, trong trẻo, lạnh lót. Đó là sự tồn tại của ánh sáng và bóng tối. Triệu Bân cười nói, lại lấy quan tài băng ra. Thế giới mà hắn đang diễn tả tuy có hơi trừu tượng nhưng lại là sự thật, ca ca của Phượng Vũ, cha mẹ hắn, đó là những minh chứng máu chảy đầm đìa, sống còn trong thế giới đó thật tàn khốc, cái gọi là ánh sáng cũng chỉ là một lớp áo khoác trông có vẻ tươm tất và xinh đẹp của bóng tối mà thôi. Ánh sáng, bóng tối. Nhược Thủy thì thào, cô bé chưa từng ra khỏi ngọn núi này nên không biết thế giới ngoài kia trông thế nào. Rất lâu sau đó, cô bé mới hoàn hồn nhìn về phía quan tài băng, nhỏ giọng nói, tỷ ấy là ai thế? Thê tử của ta. Triệu Bân không hề giấu giếm, dẫn hương ánh trăng chiếu lên quan tài băng. Nhược Thủy không hỏi lại, sợ chạm vào nỗi đau của Triệu Bân, với cô bé mà nói, đại ca ca trông có vẻ bình thường này là người có tâm sự, tiểu tỷ tỷ đó có lẽ là nhân vật chính trong câu chuyện đó, cô bé không hiểu tình yêu nhưng lại biết nó là một thứ rất kỳ diệu. Xoẹt. Triệu Bân lấy Long Uyên ra, múa dưới ánh trăng. Sau khi thay đổi khí tức, chiêu thức của hắn và cách chiến đấu cũng phải sửa lại, một lần nữa biến phức tạp thành đơn giản. Nhược Thủy vẫn chưa đi. Hệt như hồ lô nhân bản, cũng luyện kiếm như hắn, cô bé dùng một thanh kiếm gỗ, học cũng nhanh, nhưng chỉ được cái vẻ ngoài, sư phụ đã đón vào cửa, tu hành phải dựa vào bản thân, cô bé phải tự tìm hiểu. Ngày hôm sau, trời có mưa lớn. Triệu Bân thích thời tiết này, hắn rút kiếm múa trong cơn mưa, mỗi một chiêu thức đều mang theo sức mạnh của lôi điện, thái sơ thiên lôi quyết được dùng hết mức, hấp thụ tia chớp trong từng giây, từ đó thiên lôi cũng ngày càng mạnh hơn. Đó là người thật ư? Người trong thôn ngửa đầu lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Mọi người thường nói trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh, hôm nay lần đầu tiên trông thấy Triệu Bân bị sét đánh hết lần này đến lần khác nhưng lại chẳng hề hấn gì, người tu luyện võ đạo đều mạnh mẽ như thế ư? Đáp án là không. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Triệu Bân vậy, chẳng những có tài năng thiên bẩm nghịch thiên mà còn có một sư phụ tốt,
tuy luôn gài hắn nhưng đúng là đã dạy cho hắn rất nhiều, xét về nền móng vững chắc thì chắc hẳn cả đại hạ này không ai có thể sánh bằng, nếu đối đầu với người cùng cấp bậc thì có lẽ phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn. Trong tiếng sét, Triệu Bân lại đột phá tu vi. Lẽ ra phải mất khoảng vài tháng nữa mới có thể lên đến tầng thứ 9, nó đến nhanh như vậy vì hắn có trợ thủ rất tốt, đó chính là lão già răng vàng, tạm không bàn đến thuật luyện đan cao hay không cao, cơ duyên mang tặng cũng rất đặc biệt, nếu không có lão ta bỏ nhiều nguyên liệu luyện đan, nhiều tinh hoa tinh túy cho hắn, luyện vào trong người Triệu Bân, cộng thêm nung nóng thân thể thì chắc Triệu Bân đã không thể thăng cấp nhanh như thế. Tất nhiên, cơn mưa sấm sét này cũng là một cơ hội để nước chảy thành sông. Cơn mưa lớn rơi suốt một ngày một đêm. Khi trời mưa tạnh thì bầu trời đã đầy sao, bầu không khí mát mẻ và trong lành đến lạ. Khi Triệu Bân xuống núi thì khiêng theo hai con thú hoang, ánh mắt người trong thôn nhìn hắn đều chứa đầy kính sợ, người có thể đón được sấm sét. Cũng không nhiều, vấn đề là bọn họ lại gặp được một người. Chẳng bao lâu, mùi thịt hầm cứ bay lượn khắp các ngõ ngách trong thôn. Bầu không khí vẫn cực kỳ hài hòa. Đêm nay Triệu Bân vinh quang rực rỡ, tu vi tăng lên, khí huyết cũng dồi dào hơn rất nhiều, dù vẫn còn nội thương nhưng không còn đáng lo ngại, cái chính là võ hồn cũng tinh khiết hơn khi ở tầng thứ 8. Tiểu huynh đệ, ta cũng muốn học võ đạo, một đại hán khôi ngô vạm vỡ cười hơ hớ nói. Vừa mới nói xong, rất nhiều người tập trung lại, phần lớn là người làm nông trẻ tuổi cường tráng, cũng chẳng vì cái gì, chỉ để lên núi săn thú được an toàn hơn một chút, sợ bị thú hoang cắn chết. Triệu Bân đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng chim đại bàng, hắn nghe thấy nên ngẩng đầu theo bản năng. Có thú cưỡi bay ngang qua, đó là 4 con thương ưng khổng lồ, trên lưng mỗi con có một người, hắn biết một người trong số đó, doãn hồn của tộc Hắc Viêm, đối thủ một mất một còn của Lâm Tà, thiếu chủ tộc Thiên Dương, cũng giống với Phượng Vũ và U Lan, có duyên gặp mặt. Từ phương Nam bay về phía Bắc, có thể thấy họ đang tới Thiên Tông. Hắn ngước lên. Đúng lúc gặp doãn hồn cúi xuống, tùy tiện liếc mắt xuống dưới một cái rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Ồ, trên con chim đó có người kìa. Mấy đứa nhỏ hoảng sợ lên tiếng, đứa nào cũng ngước đầu lên, cực kỳ tò mò. Triệu Bân đã chuyển tầm mắt về phía bên kia con sông, có người đang lảo đảo đi về phía này, là một đạo sĩ béo trông tai to mặt lớn, cầm phất trần nhưng lại không mặc đạo y, quần áo của lão khiến người cả thôn nhìn mà miệng cứ giật giật. Đó là một bộ đồ liệm. Đúng vậy, đạo sĩ béo mặc một bộ đồ liệm, ban đêm ban hôm, nhìn rợn hết cả người. Cảnh giới địa tàng. Triệu Bân khẽ nói, ít nhất cũng phải tầng thứ 6, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Hắn ngước lên, đạo sĩ béo đã đến, tay giấu trong tay áo, mũi cứ nhếch lên như con chó Nhật, ngửi tới ngửi lui, không biết là do ngửi thấy mùi thịt hay là mùi rượu. Ông là ai thế? Một nông dân uống hơi nhiều rượu gào to một tiếng, bị Triệu Bân kéo ngược lại. Cảnh giới địa tàng đấy, cũng không thể gào bừa như thế được, nếu không cẩn thận thì cả cái thôn đều toi đời. Đạo sĩ béo không quan tâm, vẫn ngửi khắp nơi. Triệu Bân chỉ lẳng lặng nhìn, cái ngọn núi chim không thèm thả phân này lại xuất hiện một cảnh giới địa tàng, có thể thấy không phải đến để du ngoạn, cũng không đi tìm rượu, tìm thịt, có trời mới biết đạo sĩ béo đang tìm cái gì. Đi ngang qua người trong thôn cũng chẳng thèm nhìn, lúc lướt qua hắn mới nhướng mày. Ở đây có cả một võ tu này, à không đúng, là 2. Đạo sĩ béo nói thầm, nhìn Triệu Bân và cũng quan sát Nhược Thủy. Nói xong thì lập tức nhấc chân đi. Nói là đi thì cũng không đúng, dạo trong thôn thì chính xác hơn, khi thì cầm phất trần gõ chỗ này khua chỗ nọ, cứ như đang xem đồ cổ, không chỉ người trong thôn. Dù có là Triệu Bân cũng thấy khá là kinh ngạc, hơn nửa đêm, mặc bộ đồ liệm chạy khắp nơi, tiền bối này cũng thật đặc biệt. A! À, đột nhiên, đạo sĩ béo gào lên như sói khiến dân trong thôn sợ suýt vãi cả nước tiểu. Triệu Bân nhìn cực kỳ rõ ràng, đạo sĩ béo không hề nhàn rỗi, sau tiếng gào đó bèn dựng lỗ tai lên, khép đôi mắt già nua, có lẽ là không nghe rõ nên lại nhảy lên mái hiên, há miệng gào thêm tiếng nữa. May là nó không có khí thế của võ tu, nếu không những người ở nơi này đều sẽ choáng váng. Thính thanh biện vị ư. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng như thế, đó cũng là một loại bàng môn tà đạo. Người trong thôn đều mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn đạo sĩ béo như một tên đần.
ta bảo mà. Đạo sĩ béo vui vẻ ra mặt, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi mái hiên và vọt vào trong núi. A! À. Sau đó âm thanh như tiếng sói tru cứ vang lên không dứt. Người trong thôn đều đứng lên, nhón chân nhìn về phía ngọn núi, chủ yếu là tò mò không biết đạo sĩ nọ rốt cuộc đang làm gì, mặc bộ đồ liệm chạy tới chỗ bọn ta luyện giọng. Đó không phải là luyện giọng gì. Ai không biết nhưng Triệu Bân lại nghe thấy mỗi một âm thanh của đạo sĩ béo đều có mục đích cả, đó là một loại bí thuật thính thanh từ xa xưa, nghe như không có gì nhưng lại cất giấu những điều đặc biệt. Ầm. Tiếng sói tru không còn nữa, tiếng ầm lại chợt vang lên. Tiếng ầm đó đến quá đột ngột, khiến người dân trong thôn cũng không đứng vững, ngọn núi cũng rung lên. Âm khí. Ánh mắt Triệu Bân khẽ nhíu lại, cũng đứng lên. Có âm khí, hắn ngửi được rất rõ. Nơi này có ngôi mộ lớn nào không? Triệu Bân nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt cũng hướng về ngọn núi lớn. Có vẻ hắn đã biết đạo sĩ béo đang tìm gì, lão ta đang tìm mộ phần của người ta đây mà. Nhưng có lẽ đã tìm được rồi, lúc nãy người tới người lui, có lẽ đang ngửi mùi của ngôi mộ lớn, tiếng sói tru cũng chính là cách tìm kiếm vị trí, còn tiếng nổ ầm kia, có lẽ là tiếng cửa ngôi mộ nổ tung. Hắn đoán không sai, đúng là có ngôi mộ lớn. Sau tiếng nổ đó, âm khí ngày càng nhiều, tập trung rất nhiều trên trời, trăng thanh gió mát biến thành gió lạnh, cả hắn cũng thấy lạnh lẽo chứ đừng nói đến người trong thôn, bọn họ đang lạnh run cả người đây. Tên võ tu kia, lại đây. Trong núi có tiếng đạo sĩ béo gọi, võ tu mà lão ta nhắc đến chính là Triệu Bân. Triệu Bân lại nhíu mày, có xúc động muốn chuồn đi trước, nếu qua đó, lỡ đâu bị giết người diệt khẩu thì sao? Nhưng nếu hắn chuồn rồi thì e là người trong thôn sẽ gặp phải tai ương, có trời mới biết lão đạo sĩ béo đó từ đâu đến. Nghĩ thế, hắn vẫn vào trong núi. Lần theo ngọn nguồn của âm khí. Hắn đi thẳng một đường vào sâu trong rừng. Xa xa, trông thấy một cái lỗ thật lớn, có âm khí cuồn cuộn bay ra ngoài. Đạo sĩ béo thì lại đứng bên cạnh lỗ thủng đó, nói chính xác là đang lau máu mũi, trông có vẻ nhếch nhác, xem ra lão ta đã vào cổ mộ, bất cần đụng phải cơ quan nên mới gọi hắn tới, có lẽ cần hỗ trợ. Có ngôi mộ lớn thật này. Triệu Bân lặng lẽ thổn thức, hắn ở đây lâu vậy mà lại không phát hiện ra. Trông dáng vẻ thảm thương của đạo sĩ béo là biết ngôi mộ này không hề đơn giản, ít nhất cơ quan trong đó không đơn giản, nếu cân nhắc cẩn thận thì có khi trong này còn là một vị vua, cũng như vua Âm Nguyệt vậy. Tiền bối, lão tìm ta. Cách đó mấy mét, Triệu Bân đã đứng vững được. Đến tận bây giờ hắn mới biết tại sao đạo sĩ béo lại mắc áo liệm, chắc là trộm nhiều mộ rồi nên dùng áo liệm để đè nén âm đức, đó là một cách giải thích rất mơ hồ, trong huyền môn thiên thư cũng có phân tích một hai. Có còn là đồng tử không? Đạo sĩ béo vừa nhìn cái lỗ thủng vừa hỏi. Còn, Triệu Bân khẽ gật đầu. Nào, tiểu vào trong đó, đạo sĩ béo kéo Triệu Bân lại. Làm thế, không tốt lắm nhỉ? Có gì đâu mà không được. Đạo sĩ báo nói xong còn cầm một con dao sáng loáng như tuyết, bày ra cho Triệu Bân xem, cũng khá là dễ hiểu, tiểu đi, tiểu cho lão già này ngay. Dám ở đó ý kiến ý còn nhiều cẩn thận lão tử cắt con chim nhỏ của ngươi. Sau đó là tiếng nước chảy ào ào, gia chủ Triệu gia rất nể mặt đạo sĩ béo, tiểu một ít nước tiểu vào trong động, không tiểu không được. Dám cãi lời thì chắc sẽ được trở thành người thực vật đấy. Đạo sĩ béo không cho là đúng, nhìn vào trong động xem xét. Lấy nước tiểu đồng tử của Triệu Bân không phải để trừ tà mà có một mục đích khác. Triệu Bân tò mò nên cũng nhìn vào trong thử. Vấn đề là âm khí quá dày đặc nên thiên nhãn không thể nhìn xuyên qua, chỉ thấy những thứ mờ ảo. Đừng nhúc nhích, ta phải đi lấy bảo bối, lấy được chia cho ngươi một ít. Đạo sĩ báo lấy ra một sợi dây thừng quấn một đầu vào người Triệu Bân, đầu khác trói vào lưng lão ta, dây thừng cực kỳ khó tả, trên đó có rất nhiều ký hiệu Triệu Bân mới thấy lần đầu. Làm xong hết, đạo sĩ béo mới vào trong động. Cái gọi là dây thừng đó lại còn thay đổi hình dạng, trở thành ký hiệu, hết cái này đến cái khác tạo thành hình dây thừng, chỉ dài khoảng vài mét nhưng lại có thể kéo dài vô tận. Triệu Bân xem thấy tò mò nên bèn đi tới xem thử. Cút! Trong động có tiếng hừ lạnh khiến lão ta giật mình run lên. Trước sau chỉ có một cái chớp mắt,
trông thấy đạo sĩ béo nhảy đi trốn nhanh hơn bất kỳ ai, có ký hiệu dây thường nối liền nên Triệu Bân cũng bị kéo theo, không biết đụng trúng bao nhiêu cái cây. Bù! Lão đạo áo liệm điên cuồng chạy một mạch, cuối cùng mới dừng lại. Triệu Bân thì thảm thương thôi rồi, hắn bị ký hiệu dây thường kéo suốt một đường, nhìn lại mấy gốc cây già bị gãy kia, mấy tảng đá vỡ nát kia, tất cả đều do hắn đụng trúng. Hắn muốn thoát khỏi ký hiệu dây thường nhưng vấn đề là tu vi có hạn, hoặc là cách làm không đúng nên bị đụng đến nỗi đầu váng mắt hoa. Không thể như thế được. Lão đạo áo liệm đứng trên một tảng đá, tay cầm chiếc la bàn cũ nát, nhìn tới nhìn lui, khi lại ngửa đầu lên cứ như đang thử xem bầu trời sao trên kia có hiện tượng gì, miệng cứ lải nhải không ngừng. Người sống hay là người chết? Triệu Bân vẫn còn nhìn xuống người mình, ánh mắt sáng tối không rõ. Lúc nãy hắn nghe cực kỳ rõ ràng, chữ cút đó đầy uy nghiêm, đạo sĩ béo cảnh giới địa tàng còn sợ đến nỗi tè ra quần, có thể thấy sự tồn tại trong ngôi mộ đó. Đáng sợ đến mức nào? Ngươi, chắc không phải là người giữ mộ đâu hả? Lão đạo sĩ béo vừa xem la bàn vừa hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu, chẳng những hắn không phải mà bọn Nhược Thủy có lẽ cũng không phải, trông vẻ mặt người trong thôn có thể thấy họ không biết nơi này có ngôi mộ. Từ đó cho thấy ngôi mộ này còn tồn tại lâu hơn cả cái thôn này. Nào, nghỉ ngơi một lát. Lão đạo cất la bàn đi, đặt mông ngồi xuống, tiện tay lấy tẩu ra, châm xoẹt xoẹt, làn khói lượn lờ bay lên cứ như đang tu tiên, người lúc nãy mới sợ đến nỗi vãi cả da quần mà giờ lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Triệu Bân bèn đi tới, hắn đang cố gắng phá hủy ký hiệu dây thừng, không muốn ở lại nơi này. Đừng phí sức làm gì nữa, ngươi không trốn được đâu. Lão đạo áo liệm xua làn khói đi, sau đó tiếp tục hút, thế này nhé, ta dẫn ngươi cùng xuống đó, trộm mộ cũng phải xem sắc trời, canh giờ này không hợp với bát tự của ta, chờ một lát để giờ tí qua đã. Ta không đi đâu, ta còn có việc. Triệu Bân cười gượng, vẫn đang cố gắng gỡ dây thừng, trộm mộ tổn hại đến âm đức lắm, nhớ đâu đụng phải xác chết sống dậy hay xác chết biến đổi thì sao, hai người bọn họ chẳng phải quay ra nữa. Có ta đây mà đừng sợ. Có lão ở đây ta mới sợ đấy. Hậu bối thành thật như ngươi thế này không nhiều mấy nhỉ, lão đạo áo liệm bùi ngùi nói. Vãn bối chỉ là cảnh giới chân linh, không thể làm được gì đâu. Cuối cùng Triệu Bân cũng từ bỏ, hơi hối hận vì đã tới đây, lẽ ra hắn nên cắn răng trốn đi. Mộ bình thường thì không cần tới ngươi giúp đỡ đâu, nhưng ngôi mộ này thì phải tìm một kẻ có thân đồng tử theo cùng, lão đạo áo liệm ngáp một cái. Có lẽ là đang nhàm chán nên mới ngồi kể cho Triệu Bân nghe về mấy chuyện trộm mộ này nọ lọ trai, các ngôi mộ đều có sự khác biệt, người hạ mộ, cách hạ mộ, canh giờ. Cũng có rất nhiều cái cần để ý, ngôi mộ như thế thì hai người đi xuống sẽ hợp ký hơn, còn phải buộc lại bằng dây âm dương nữa, Chính là cái dây thừng ký hiệu đang trói người đấy, nó không phải là dây thừng bình thường. Triệu Bân không nói gì, hắn chẳng hề nghe thấy lời lão đạo áo liệm nói, chỉ muốn nghĩ cách chuồn đi. Bàn về đạo sĩ béo, lão ta cũng là một tay trộm mộ chuyên nghiệp, vì trộm mộ người ta mà nghiên cứu cũng khá là sâu xa, trộm mộ là một việc cần kỹ thuật, có lẽ người này đã trở thành chuyên gia. Lấy được bảo bối rồi sẽ chia cho người một cái, lão đạo áo liệm vẫn còn nói. Cá nhân ta tin là tiền bối, sẽ giết người diệt khẩu hơn, Triệu Bân cũng ngồi xuống. Lão già này vẫn có đạo đức nghề nghiệp lắm nhé, lão đạo áo liệm bĩu môi, rót một ngụm rượu. Ta khác với đám nhóc tộc xác chết kia, ta chỉ lấy bảo bối, không trộm xác cũng chẳng giết người. Thế tiền bối không sợ ta nói ra ngoài ư? Thấy quả hồ lô này không, lão đạo áo liệm xốc một bên áo lên, lộ ra một quả hồ lô nhỏ, bên trong là nước phong tình, uống vào rồi. Chẳng thể nhớ nổi chuyện nào dưới mộ. Mấy năm nay tiền bối cho nhiều người uống lắm rồi nhỉ, Triệu Bân khẽ hỏi. So với giết người thì cách của ta hiền lành hơn nhiều. Lão đạo lặng lẽ vuốt râu. Triệu Bân lại im lặng, trông dáng vẻ của lão đạo này thì nước phong tình đó. Hắn phải thử một chút. Lão đạo không hé răng, chỉ khoanh chân ngồi đó, hai tay còn chống cái mặt tròn quay, dưới ánh trăng, bộ áo liệm khiến người ta thấy mọi thứ không được bình thường, hơn nữa còn rợn cả da gà. Trong ngôi mộ đó, chôn ai thế? Rất lâu sau đó mới nghe thấy Triệu Bân lên tiếng, chủ yếu là tò mò. Có trời mới biết được. Lão đạo áo liệm nhún vai, trộm mộ nhiều năm thế rồi, có hơn một nửa lão ta không biết là mộ ai, trong mắt lão ta, mộ ai cũng không có vấn đề gì cả, chỉ cần có bảo bối là được. Ai cần biết là ai?
Triệu Bân vùi đầu, suy nghĩ không biết có nên mời vua Âm Nguyệt ra hay không, để lão đạo này mở mang tầm mắt một chút, xác ướp cổ cảnh giới thiên võ, hơn nữa còn là vua Âm Nguyệt, Hồng Uyên mà thấy chắc cũng phải e dè. Nên biết rằng ở thời chiến quốc, khả năng chiến đấu của vua Âm Nguyệt là không ai có thể địch nổi. Giữa núi rừng, âm khí lại càng dày đặc, mọi thứ cứ mù mịt, người bình thường lên đây chắc sẽ đông chết. Triệu Bân nhìn lướt qua, lấy ra một cọc tiền giấy, tiện tay vung lên. Muốn chết hả? Lão đạo áo liệm vội vàng giơ tay, tiền giấy chưa rơi xuống đất đều bị lão ta cầm. Cái này mà cũng phải để ý nữa hả? Triệu Bân khó hiểu nói. Đã bảo rồi, đây không phải là ngôi một bình thường, không thể vung tiền bậy bạ được, lão đạo giấu tay đi, mộ đã bị tổn hại, âm khí lọt ra ngoài, cộng thêm tiền giấy nữa rất có thể sẽ khiến xác chết sống dậy. Nói thật ra thì vãn bối không tin lắm, mấy cái đó hơi mê tín, Triệu Bân ho khan nói. Lão đạo không muốn nói nhiều, tiền giấy được lấy đi trước đó lại tiện tay đặt xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó, âm khí trở nên dữ dội. Ngoài ra còn có tiếng rên ư, không biết là gió hay là tiếng lệ quỷ kêu rên. Triệu Bân hết sức tự giác đi tới nhặt tiền giấy lại. Mở mang tầm mắt. Tối nay đúng là mở mang khá nhiều, thế gian này thật sự quá huyền ảo, nhưng hắn vẫn không hiểu tiền giấy và xác chết sống lại có liên quan gì tới nhau, hay đó là quy tắc nào đó giữa hai giới âm dương. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh thì hẳn sẽ cho hắn một lời giải thích hoàn hảo. Tú Nhi nhà hắn mới là ông tổ của nghề trộm mộ. Nào, cho ngươi xem mấy thứ thú vị. Lão đạo áo liệm kéo Triệu Bân lại, giơ tay lên hai mắt Triệu Bân, có hai giọt nước. Đó không phải là giọt nước bình thường, nó có mùi vị cực kỳ quái dị, hai mắt hắn trở nên nóng rực, sau đó dần mát lạnh, hai mắt Triệu Bân bị nhuộm thành màu đen, tuy có thiên nhãn nhưng hắn vẫn bị giọt nước đó gây rối. Chờ tới khi trước mắt sáng trở lại thì hắn trông thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, có một người mặc áo giáp, cầm giáo đang từ nơi xa đi tới, trông có vẻ giống lính đánh giặc, xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề, bước chân cũng rất đều. Kỳ quái là trên đầu vai mỗi người đều có đầy cho bụi nhưng vẻ mặt lại hiền lành, hai mắt trống rỗng như một cái xác không hồn chẳng hề có cảm xúc. Âm binh. Triệu Bân nhíu mày. Chắc chắn đó là một đội quân âm binh, đi đến đâu âm khí theo đến đó. Âm binh mượn đường. Lão đạo áo liệm lại xách bầu rượu ra. Trông dáng vẻ đó không hề bất ngờ tí nào, xem ra. Lão ta cũng đã thấy khá nhiều lần rồi. Triệu Bân cũng khá là bình tĩnh, hắn còn gặp cả quỷ sai rồi, dù là âm binh nhưng cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, hắn tò mò là âm binh mượn đường trong truyền thuyết này lại có thật, do âm phủ không có đường đi hả? Mượn đường của Dương Thế, hoặc là do âm phủ cũng có chiến tranh nên họ phải đi đánh giặc. Âm phủ và Dương Gian có những canh giờ đặc biệt để cánh cửa của hai giới giao nhau, lão đạo áo liệm lại khoe khoang kiến thức, nếu trong khoảng thời gian đó, khu vực đó là thuần âm. Hay thuần dương, thì sẽ có âm binh mượn đường, thật ra họ vẫn đi đường ở âm phủ, chẳng qua họ có thể hiện ra ở dương gian mà thôi, người bình thường không thể nhìn thấy, dù nhìn thấy, cũng không thể đụng tới. Gian âm binh này, đi đâu thế? Triệu Bân bèn hỏi. Không biết, lão đạo áo liệm lại rút tẩu thuốc ra, ta chỉ biết những nơi có âm binh mượn đường thì chắc chắn sẽ có ngôi một rất lớn, nhưng ngược lại nơi có mộ lớn cũng chưa chắc đã có âm binh mượn đường. Đúng là mông lung. Triệu Bân thì thào, rất muốn chạy qua đó tóm một âm binh lại hỏi thử một chút. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, đụng đến âm phủ thì không đơn giản là tổn hại âm đức đâu. Hắn ngước lên, âm binh đi tới một lát thì không còn bóng dáng nữa. Đến lúc rồi, đi. Lão đạo áo liệm cất tẩu thuốc đi, đi thẳng vào trong rừng sâu. Lúc này, dù Triệu Bân không muốn đi cũng bị tóm theo. Hắn vẫn còn bị dây thừng âm dương trói chặt. Xoạt, xoạt. Lại quay về cái động đó, đạo sĩ béo nhảy xuống ngay không hề nghĩ ngợi. Triệu Bân cũng theo vào. Dưới đó tối đen như mực, âm khí rất dày, người khí huyết dồi dào như hắn cũng không nhịn được dùng mình, cứ thấy trong bóng tối luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm, gió lạnh cứ thổi qua lưng lạnh buốt. Lão đạo sĩ là người trong nghề, hiểu mấy thứ bàng môn tà đạo bèn tung ra ba quả cầu lửa. Xoay quanh người, dùng nó để soi sáng đường tìm xuống ngôi mộ, dọc đường đi xuống cứ phải cẩn thận từng bước một. Triệu Bân theo sau cứ nhìn trái ngó phải.
Ngôi mộ này khô hạn, lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sột soạt, như có con chuột đang cắn hạt lúa mạch. Đi tới một nơi, lão đạo áo liệm dừng lại, xách một tảng đá ném tới. Cút! Lập tức, tiếng hừ lạnh vang vọng trong không gian, uy nghiêm và lạnh lẽo. Triệu Bân đột nhiên tái mặt, nhảy lùi về đằng sau, lùi một lát thì bị lão đạo sĩ kéo về. Đừng ngạc nhiên quá! Lão đạo sĩ áo liệm vuốt râu, nhấc chân. Lời này khiến Triệu Bân nghe khá là buồn cười, lúc nãy lão chạy còn nhanh hơn cả ta. Còn chữ cút đó thì cũng không phải là người nói mà là một loại cơ quan âm thanh trong mộ, mục đích chính là hù dọa người trộm mộ, thế nhưng lão đạo sĩ lại là người am hiểu về nghề nên nắm được manh mối. Đi thêm một đoạn nữa, trên vách tường có xuất hiện những hình vẽ. Triệu Bân cứ dõi mắt nhìn suốt dọc đường, không biết rõ là năm nào. Bộp, bộp, bộp. Lão đạo sĩ áo liệm cũng không nhàn rỗi, lão ta cầm phất trần vừa đi vừa gõ, cứ như đang thính thanh biện vị, có một vài nhân tài trộm mộ chỉ cần nghe tiếng là biết được những điều đặc biệt trong ngôi mộ. Đây là họa tiết của triều đại nào, có biết người được chôn dưới này là ai không? Triệu Bân hỏi, hắn cũng xem kha khá sách cổ nhưng chưa từng thấy họa tiết trên bức tường này bao giờ. Lão đạo sĩ không đáp, đi được một lát thì đột nhiên ngừng lại, cứ đứng bất động như một pho tượng. Tiền bối. Triệu Bân kéo dây thừng âm dương, nhỏ giọng hỏi. Lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi xoay người lại, nhưng vẻ mặt không còn hiền lành mà đã trở nên cực kỳ dữ tợn, còn vặn vẹo méo mó, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, răng nanh trắng bóc lộ ra âm quang, dù nhìn thế nào cũng giống quỷ ma, cộng thêm bộ đồ liệm trên người nữa lại càng đáng sợ. Triệu Bân nhíu mày lùi lại từng bước theo bản năng. Lão đạo sĩ áo liệm đi nhanh hơn, giơ tay bóp cổ hắn, nhấc lên cao. Tin lão được mới là lạ, mặt Triệu Bân đỏ lên. Còn bảo là không giết người diệt khẩu, chưa vào đến mộ nữa đã bắt đầu giải quyết người rồi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vung tay ném một lá bùa nổ lên. Đột nhiên, bùa nổ chưa kịp nổ tung thì đã có người chọt chọt hắn. Nhìn lại thì thấy hắn vẫn đứng yên đó, lão đạo sĩ áo liệm cũng không bóp cổ hắn, vẫn cầm phất trần gõ tới gõ lui, tất cả cứ như chưa từng xảy ra. Ảo thuật, Triệu Bân cực kỳ ngạc nhiên. Đạo hạnh không đủ thì đừng nhìn lung tung, lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi nói. Triệu Bân chẳng nói gì, chỉ lén liếc mắt nhìn lên vách tường, trước đó hắn đã nhìn vào họa tiết này nên mới chìm ảo ảo giác, điều đó khiến hắn giật mình hoảng hốt, hắn có võ hồn cơ mà. Rất khó chúng phải ảo thuật, bây giờ chỉ nhìn vài lần mà tinh thần đã mê loạn, những họa tiết này đáng sợ quá thể. Có vết xe đổ, hắn không dám nhìn nữa, tu hành chưa đến nơi đến chốn thì tốt nhất nên yên phận. Kỳ lạ! Lão đạo sĩ áo liệm lại nói thầm, đi tới gõ gõ thêm một chút. Trộm mộ thế này tổn hại âm đức lắm. Triệu Bân nói một câu, thật ra hắn có hơi sợ. Mới đi vào thôi đã nhiều bẫy thế này rồi. Vào sâu hơn nữa chắc cái mạng nhỏ này khó giữ. Ngậm trong miệng. Lão đạo sĩ áo liệm đáp, đó là một viên thuốc màu tím. Nó dùng để phòng độc, trong mộ đạo đã bắt đầu có xương khói dày đặc, nói chính xác hơn là khói độc. Độc mạnh thật đấy. Triệu Bân thì thào, tuy không hít thở nhưng khói độc vẫn xâm nhập vào khí lực, không thèm ngó ngàng đến chân nguyên mà tấn công thẳng vào tâm mạch. Nếu không có tác dụng của viên thuốc tím thì bây giờ có lẽ hắn đã nằm xuống rồi. Cuối con đường có hai cánh cửa đá. Hai bên cửa đá còn đốt hai cây đuốc. Lão đạo sĩ áo liệm liên tục ném hai cục đá ra, va chạm vào cơ quan bên trong. Hai cánh cửa đá chậm rãi mở ra, có âm khí dày đặc cuồn cuộn ập tới, có lẽ do nhiều năm không được mở ra nên âm khí tích góp qua nhiều năm lao ra cùng một lúc, đừng nói là Triệu Bân mà cả lão đạo sĩ cũng không đứng vững. Là một ngôi một hoàn chỉnh. Lão đạo sĩ áo liệm xoa tay cười ha hả. Triệu Bân đứng vững, áp lực khiến hắn không thể thở nổi. Cái ngày hắn vào mộ phần của vua Âm Nguyệt cũng chưa từng có cảm giác này. Nếu nói thế thì người được chôn dưới ngôi mộ này cũng là cảnh giới thiên võ. Ít nhất cũng phải là chuẩn thiên, thế thì hai người họ đang đi trước quỷ môn quan. Chỗ đầu tiên rẽ trái, chỗ thứ hai rẽ phải, thứ ba rẽ trái, thứ tư là phải, Nói chung là rẽ trái rồi lại rẽ phải. Nhớ kỹ, lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Bân vào cửa đá bên phải, sau đó không quên bỏ thêm một câu, còn nữa. Đừng đụng chạm linh tinh.
còn lão ta thì vào cửa bên trái, ngược với Triệu Bân. Rẽ trái, rẽ phải. Triệu Bân ghi nhớ, đi thẳng vào trong, hắn đã hiểu lý do lão đạo sĩ dẫn hắn vào, hai cánh cửa, hai con đường, phải đi cùng một lúc mới được, người đi rẽ bên trái, người khác sẽ rẽ bên phải, nếu có một người rẽ sai thì có lẽ sẽ kích hoạt cơ quan đáng sợ nào đó. Còn thân đồng tử thì có lẽ là lão đạo sĩ gạt hắn mà thôi, đơn giản chỉ là tìm một người đi xuống mộ đạo quỷ dị này mà thôi, nếu không một mình chẳng thể vượt qua nổi, lão đạo sĩ trộm mộ nhiều rồi nên biết rất rõ, có lẽ mấy ngôi mộ thế này lão ta cũng gặp nhiều. Dây thừng âm dương này không có giới hạn độ dài, dù hai người cách nhau rất xa vẫn không bị ảnh hưởng. Triệu Bân dùng hỏa độn, tạo thành một quả cầu lửa để chiếu sáng, một đạo có rất nhiều ngã rẽ. Cứ rẽ đủ đường hệt như cái mê cung, rẽ đến mức hắn chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc. May là trước khi đi lão đạo sĩ rẽ trái rồi rẽ phải. Suốt đường đi hắn chỉ theo đúng một nguyên tắc đó, chẳng dám đi lung tung. Dù thế hắn vẫn thấy mình đang đi trong cái mê cung, vì có một chỗ hắn cứ đi tơi đi lui 7-8 lần, nói là mê cung cũng không hẳn, phải là trận pháp mê cung, đi kiểu nào cũng giống đang xoay vòng vòng. Kỳ môn trận pháp. Đi một chỗ hết 10 lần, Triệu Bân chợt dừng lại. Nhiều ngã rẽ thế này, chỗ nào cũng giống nhau như đúc, đi qua đi lại, cứ như chẳng hề đi đâu cả, có thể thấy đây là một trận pháp, nó không phải là mê cung trận đơn giản, chẳng có gì khó đoán, người tạo ra ngôi mộ này khá là rành về trận pháp, lão đạo sĩ có lẽ cũng thuộc loại đó. Nghĩ cái gì thế, đi đi. Dây thừng âm dương lập tức sáng lên, phát ra lời lão đạo sĩ. Xem. Đây đâu phải là dây thừng bình thường, Triệu Bân dừng lại mà lão đạo sĩ bên kia cũng biết. Triệu Bân nhìn lướt qua, tiếp tục rẽ trái rẽ phải. Đường vào mộ trống rỗng, còn chẳng có nổi cây đuốc soi sáng, chỉ có tiếng gió thổi qua thổi lại, Triệu Bân thấy lạnh thấu xương, cũng do tấm lòng lương thiện của hắn gây họa, nếu trước đó hắn chuồn đi mất thì có thể trốn được, chỉ sợ lão đạo sĩ giận chó đánh mèo lên người trong thôn nên mới chạy tới tham gia vào trò này. Dù sao Nhược Thủy bọn họ cũng có ơn với hắn, nếu bỏ chạy thì chẳng ra thể thống gì. Không biết thời gian trôi qua bao lâu mới thấy cửa ra. Triệu Bân đi ra thì lão đạo sĩ đã ở đó. Lão ta ra sớm hơn, tiện tay hút hít thuốc để tranh thủ bình tĩnh lại. Triệu Bân không nhìn tới lão ta mà nhìn về phía trước, đó là một hồ nước đen ngòm, có mùi tanh tưởi, thiên nhãn có thể thấy mấy thứ bẩn tưởi dưới hồ. Cái gọi là thứ bẩn tưởi không sạch sẽ đó chính là tai họa, chẳng hạn như lệ quỷ, kiệt tác của người tạo mộ, có thể là tà vật được ném vào hồ để làm cơ quan. Qua được trận pháp rồi, có thể thả ta đi được chưa? Bấy giờ Triệu Bân mới nhìn về phía lão đạo sĩ, trong này toàn bẫy là bẫy. Đến cũng đã đến rồi, ta dẫn người đi xem mặt. Lão đạo sĩ áo liệm cất tẩu thuốc đi, xách Triệu Bân đi. Triệu Bân còn chưa kịp phản ứng thì lão ta đã thò chân xuống hồ nước, đúng như những gì Triệu Bân đoán, dưới hồ nước có mấy thứ không sạch sẽ nên lão đạo sĩ vừa xuống đã nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, một đám 7-8 bóng đen từ bên trong đi ra, cả người máu chảy đầm đìa, dương nanh múa vuốt đánh tới, bị phất trần của lão đạo sĩ diệt từng cái một. Triệu Bân thì nhàn rỗi hơn nhiều. Hắn lướt vòng vòng mộ đạo khúc khuỷu, bên trong có rất nhiều côn trùng, cứ lúc nhúc. Có thể nói là chúng mạnh hơn mấy con dưới mộ vua âm nguyệt nhiều, không sợ lửa, dù là lão đạo sĩ cũng bị hành một trận ra trò nữa là. Triệu Bân thảm hại hơn nhiều, một con cổ trùng chui vào người cắn đứt một kinh mạch của hắn. Trong lúc đó, Triệu Bân nhìn lão đạo sĩ không dưới chục lần. Đến trộm mộ nhà người ta còn mang theo một tảng đá vướng chân như ta, lão cũng nhàn rỗi quá thể. Lão đạo sĩ lại không nghĩ thế, trong mắt hắn. Tên võ tu này không phải là tảng đá vướng chân, sắp tới lão ta còn cần Triệu Bân hỗ trợ đây. Đi tới đây thì lão ta đã hiểu, người tạo một là một cặp vợ chồng, rất nhiều cơ quan trong này có đôi có cặp, một mình lão ta đi thì không thể qua được. Nhắc cái gì là cái đó tới ngay. Trước mặt là một vách núi đen, đứng trên vách núi nhìn xuống, sâu không thấy đáy. Nối liền giữa hai vách đá chiến là chiếc cầu hình vòm bằng đá, dài khoảng 100 mét. Triệu Bân thấy thế thì lập tức hiểu ra, tên vô dụng là hắn đã có tác dụng rồi, nếu là trộm mộ bình thường ắt hẳn sẽ chọn một trong hai để đi, kết quả cũng chẳng tốt là bao, bởi vì hai cây cầu này cũng như hai cánh cửa trước đó, phải có hai người cùng đi mới được. Đi nhanh thôi.
Lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Bân một cái. Triệu Bân đi tới, hắn nhìn xuống dưới không chỉ một lần, một màu tối đen, nếu hắn dùng bùa lơ lửng để qua thì có phải sẽ né được cơ quan không? Đi được nửa đường thì suy nghĩ đó bị bác bỏ, dưới vách núi có những thứ cực kỳ đáng sợ, dám bay lên hắn sẽ bị tóm xuống. Cả chặng đường khá là an toàn, hai người bình yên sang bờ bên kia. Lại là một cánh cửa đá chặn trước mặt, lão đạo sĩ áo liệm tìm mãi mới thấy cơ quan, cái gọi là cơ quan đó không nằm trước cửa mà nằm trên hai cây cầu đá, làm hại hai người phải quay lại một chuyến. Cửa đá mở ra, lập tức có một bức tượng đập vào mắt. Đó là tượng đá hình người được xếp cực kỳ ngay ngắn, hệt như tượng binh mã trông cực kỳ sống động. Đừng đụng, nhất quyết không được đụng vào chúng. Lão đạo sĩ nhắc nhở, nhẹ nhàng lách qua khe hở. Cần gì lão ta phải nói, Triệu Bân cũng hiểu, kiến thức cơ bản vào mộ không được đụng linh tinh thì hắn biết. Cuối cùng, chính là ngôi mộ. Bảo bối ơi, ta tới đây. Lão đạo sĩ áo liệm lại cười hơ hớ, cậy mạnh đẩy cửa mộ ra. Triệu Bân cũng dõi mắt vào trong xem, cảnh tượng trong mộ nhanh chóng đập vào mắt hắn khi cánh cửa mở ra. Ôi mẹ ơi! Lão đạo sĩ áo liệm cảnh giới địa tàng mà cũng không nhịn được bật thốt lên. Chẳng trách lão ra lại như thế, bởi vì bên trong ngôi mộ ngoài chiếc quan tài ra thì chẳng có cái gì được chôn theo cả. Tiếng lão ta bật thốt ra cũng cực kỳ khí phách. Triệu Bân cũng theo vào. Khác với lão đạo sĩ, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Mộ chính thật sự chẳng có vàng bạc châu báu gì, chỉ có một tế đàn cổ xưa, trên tế đàn là một quan tài bằng đồng khổng lồ, nhưng lại bị khóa bằng dây xích sắt, trên quan tài có rất nhiều hoa văn cổ xưa, không thể nhận diện được là năm nào. Ngôi mộ lớn thế này cơ mà, chơi nhau à? Lão đạo sĩ áo liệm phùng mang trợn má, hùng hùng hổ hổ, gương mặt già nua đen ngòm. Mất bao nhiêu công sức, kết quả là chẳng có gì ngoài cái quan tài, đúng là một trò đùa. Trộm mộ nhiều năm như vậy, chỉ có ngôi mộ này có lắm cơ quan, mà cũng chỉ có ngôi mộ này. Giống còn hơn chữ giống. Triệu Bân nhìn trái ngó phải, tiến tới trước tế đàn. Quan sát bốn phương tám hướng xong hắn mới nhìn tới chiếc quan tài đồng trên tế đàn. Đến tận lúc này hắn vẫn chưa biết người được chôn bên trong là ai. Tới gần xem thử mới biết một bên khác của quan tài đồng dán đầy bùa chú, khoảng hơn trăm loại, có mấy loại hắn nhận ra được. Phần lớn dùng để phong bế âm khí, cũng nhờ số bùa chú đó, quan tài đồng này mới được dán thật kín, không hề có chút âm khí nào tràn ra, chỉ từng đó thôi là đủ thấy ngôi mộ này mạnh hơn mộ vua Âm Nguyệt nhiều. Hắn lặng lẽ mở thiên nhãn, muốn nhìn thử người bên trong quan tài. Khả năng thấu thị của thiên nhãn luôn hiệu quả trong tình huống bình thường, nhưng đến đây lại chẳng thể dùng được, hắn có thể nhìn xuyên qua lớp ngoài nhưng bên trong cũng chỉ là sương mù âm u tối hù. Nhìn một lát mắt trái đã đầy máu tươi, có lẽ hắn đang xem thứ không nên xem, hoặc là trong quan tài có cấm chế, không phải ai cũng có thể xem được, đề phòng người có thiên nhãn, mà hắn chính là tên xui xẻo đó, đụng phải cấm chế, thiên nhãn nhanh chóng đen ngòm, còn đau nhức dữ dội. Lão đạo sĩ áo liệm đi tới, quan sát hắn một phen và hết sức khó hiểu, đang yên đang lành mắt lại chảy máu. Lão ta thì chẳng nhẹ nhàng kín kẽ tí nào, lão ta đi vòng quanh quan tài đồng. Khi thì lấy tẩu thuốc gỡ gỡ lên quan tài, tiếng bộp bộp vang vọng, lão ta lại nghe tiếng, thỉnh thoảng tai còn tốt hơn mắt rất nhiều, ít nhất lão đạo sĩ không gặp phải cấm chế, càng nghe càng nghiện, càng nghe hai mắt càng sáng, có lẽ lão ta đã phát hiện ra trong quan tài có cất giấu bảo bối, điều đó thì lão ta nghe rất rõ. Tiền bối, ai được chôn trong đó thế? Câu hỏi đó, không biết Triệu Bân đã hỏi hết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường đi. Có lẽ là vua của tộc Man. Lão đạo sĩ vừa gõ vừa trả lời. Vua Man. Triệu Bân khẽ thì thào, hắn cũng có nghe về vua Man, đúng là thời gian tồn tại của nó lâu hơn thời chiến quốc, chỉ là không biết đây là vua Man đời thứ mấy, nhưng dù là đời thứ mấy thì cũng là cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Có sử sách ghi lại về việc này. Mỗi đời vua Man đều là một sự tồn tại vô địch, có thể một mình đấu với rất nhiều, cực kỳ khỏe mạnh, một cái tát vụt qua, không ai có thể chịu nổi. Có liên quan tới tộc Man thì hẳn là có từ rất lâu rồi, từ tận thời hoang dã cơ. Có lẽ do quá cổ xưa nên bây giờ rất khi thấy người tộc Man, phần lớn đã chết hoặc ẩn cư rồi. Không ngờ trong đại hạ lại có một ngôi mộ của vua Man. Soạt. Đột nhiên, dây thừng âm dương bị đứt, trông có vẻ là bị ai đó cắt đứt.
Lão đạo sĩ không gõ nữa mà đứng dậy theo bản năng, nhìn về phía cửa mộ, có hai bóng người đã vượt qua cầu đá, một ông lão áo đen và một thanh niên khoác áo bào màu máu, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong dữ tợn. Thi quỷ, đi tới đâu cũng gặp phải lão già đó. Lão đạo sĩ áo liệm bĩu môi, có lẽ lão ta cũng biết lão già áo đen kia. Người tộc xác chết. Đó là cảm giác đầu tiên của Triệu Bân, dù là lão già áo đen hay thanh niên áo đỏ kia đều có một loại âm khí, nếu đã gặp người của tộc xác chết một lần thì chắc chắn sẽ nhận ra được hơi thở đó. Phải cảm ơn ngươi đã thay lão phu tìm được một ngôi mộ lớn thế này. Lão già áo đen cười âm u, đã đến cửa ngôi mộ, lời lão ta nói cực kỳ rõ ràng, lão ta theo bọn họ vào đây. Một kẻ hành nghề trộm mộ, một tay cừ khôi trong việc trộm mộ. Một kẻ chỉ cần tiền tài, một kẻ thích thú với xác ướp cổ. Chẳng qua bàn về tìm kiếm mộ lớn thì lão đạo sĩ áo liệm kia vẫn chuyên nghiệp hơn một chút. Nếu không, người của tộc xác chết cũng chẳng theo lão ta, một khi đã theo thì nhất định sẽ tìm được ngôi mộ lớn. Nói trắng ra thì ta cực kỳ ngứa mắt với ngươi đấy. Lão đạo sĩ áo liệm hít một hơi thật sâu, xúc động muốn chửi mẹ nó, luôn bị người ta xem như công cụ, thế mà cả chặng đường dài chẳng hề phát hiện ra đang có người theo dõi, nói thế thì có khác gì lão ta đang đi dò đường cho người của tộc xác chết đâu. Bàn về làm những chuyện tổn hại âm đức, ta với ngươi. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Lão già áo đen không hề tức giận. Lão ta thì không dành về trộm mộ, nhưng đào xác ấy à? Thế thì lão ta lại chuyên nghiệp đấy. Khi xuống đến cây cầu đá đó thì hai mắt lão ta đã bắt đầu sáng lên, thanh niên áo đỏ bên cạnh lão ta cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng nọ. Không cần phải mở quan tài ra họ đã biết bên trong quan tài là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, 90% trong đó là cảnh giới thiên võ, với tộc xác chết mà nói thì đó chính là rất nhiều tài phú, một khi khống chế được thì có thể hoành hành ngang dọc. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Vừa nói chuyện, tay lão già áo đen vừa ấn quyết. Sau đó, hai bên lão ta có quan tài đá đột ngột nhô lên từ dưới mặt đất, thuật trầm quan hàng thật giá thật, người trong tộc xác chết thường có cùng một kiểu tác chiến, có con rối xác chết sẽ phấn đấu anh dũng thay họ, đánh ai cũng chơi trò một đám đánh một đứa. Hai con rối xác chết mà lão ta triệu hồi có cấp bậc khá cao, đều là cảnh giới địa tàng. Danh con, tìm thấy cơ hội thì lập tức chạy. Lão đạo sĩ áo liệm nói, vẻ mặt nặng nề hơn rất nhiều, đào mộ thì lão ta là cao thủ nhưng đánh nhau thì lại hơi yếu, lại càng không bàn đến việc một chọi bốn, chẳng có gì bất ngờ, hôm nay lão ta phải ngã xuống ở đây. Nếu hai người bọn họ không chặn cửa thì ta đã chạy từ lâu rồi. Đó là lời trong lòng Triệu Bân. Hắn đâu có muốn tranh gáo nước này, có trời mới biết được bây giờ lại có người xuất hiện. Gặp được người của tộc xác chết trong mộ không phải là chuyện tốt lành gì, nếu không cẩn thận, vua man trong quan tài sẽ bị bọn họ thức tỉnh, nếu vua man thì biến, đó không phải là chuyện đùa. Nếu thế, muốn phá được thế cục này chắc chỉ có thể mời vua Âm Nguyệt ra. Đều là cảnh giới thiên võ, vua Âm Nguyệt không đầu có thể sẽ không giữ được lâu. Vua man đều là những người có thể chọc thủng cả trời. Giết! Thi quỷ hừ lạnh, ra lệnh giết. Hai xác chết rối rùng di chuyển, một trái một phải ập tới, lướt qua Triệu Bân và tấn công chủ yếu vào lão đạo sĩ, trong mắt thi quỷ, một cảnh giới chân linh nho nhỏ chỉ là con tôm con tép, tát cái là chết. Lão đạo sĩ áo liệm cũng chẳng sợ, cầm thanh kiếm thép bắt đầu chém giết. Hai xác chết cũng chẳng thua kém gì, lão ta là người chuyện trộm mộ không giỏi chiến đấu nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đánh nhanh thắng nhanh. Xác chết cười nói. Cũng tham gia vào cuộc chiến, tấn công vào lão đạo sĩ là chính, thầm muốn giải quyết thật nhanh và mang chiếc quan tài đồng đi, ai bảo nơi này là đại hạ, vì trận chiến ở biên giới phía đông nên tộc xác chết đã trở mặt thành thù với đại hạ, thấy người của tộc xác chết sẽ đánh giết bằng được mới thôi nên. Làm xong đi vội. Soạt. Thanh niên áo đỏ cũng di chuyển, tốc độ nhanh như gió, bóng hình như ma quỷ, đó là cảnh giới huyền dương hàng thật giá thật, người hắn ta tấn công là Triệu Bân, binh đánh binh. Tướng đấu tướng, giải quyết một tên chân linh nho nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Keng. Triệu Bân vung tay ném một phi đao ra, nó được dán bùa lôi quang. Thanh niên áo đỏ bị trúng, chói mắt khiến tầm mắt biến thành màu đen. Soạt.
Triệu Bân bước chân cực kỳ nhanh, như một bóng ma lướt qua thanh niên áo đỏ, như một làn khói rời khỏi ngôi mộ, nhanh chóng ra ngoài và xua người trong thôn đi, tranh để hai kẻ tộc xác chết đại khai sát giới. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng tìm kiếm cao thủ đại hạ. Dù thế nào cũng không thể để bọn họ mang xác chết của vua Man đi được, nếu lại có chiến tranh, chúng lại đưa vua Man ra chiến trường thì có trời mới biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Đi đâu đấy? Thanh niên áo đỏ nhe răng cười, nhanh chóng truy sát. Ầm, ầm, ầm. Đá cắt bay tứ tung trong ngôi mộ chính, lão đạo sĩ áo liệm một đánh ba bị đè không thể ngóc đầu dậy nổi. Hai con rối xác chết địa tàng, một cảnh giới địa tàng, ba đánh một như thế, lão đạo sĩ không giỏi chiến đấu liên tục đổ máu, muốn đánh giết ra ngoài nhưng lại bị chặn đẩy ngược về, thi quỷ sẽ không để lão ta đi, nếu lão ta ra ngoài hét lớn một tiếng, kéo những cao thủ đại hạ xuống đây thì sao? Soạt. Triệu Bân lướt đi như ma quỷ, tốc độ như một làn gió. Ra khỏi ngôi mộ, hắn bước trên một con đường lớn, hai bên là tượng binh mã. Ngươi không thể đi được. Thanh niên áo đỏ cứ đuổi theo không ngừng, kiếm khí liên tục bắn ra. Triệu Bân không xoay người lại, hắn lấy kiếm ngự hồn tay cố gắng vung lên. Keng, keng, keng. Long Uyên phòng ngự kín kẽ, kiếm khí chém tới đều bị nó đỡ lại, kiếm và kiếm khí chạm vào nhau phát ra tiếng keng keng vui tai, tạo thành những đốm lửa như pháo hoa rực rỡ. Xuyên qua cửa đá chính là vách núi đen. Đứng trước cây cầu hình vòm, Triệu Bân dừng lại, hắn đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là muốn vượt qua vực thẳm này thì cần đến hai người, mỗi người một bên mới an toàn vượt qua được, vấn đề là hắn chỉ có một mình, dù đi cây cầu nào cũng sẽ chạm vào cơ quan. Bay qua. Triệu Bân nhìn xuống vực thẳm, ném một phi đao sang bên kia. Phi đao bay tới giữa không trung thì bị vực thẳm nuốt chửng, nói chính xác hơn là bị hút xuống dưới vực. Đổi cách nói khác thì bay qua là chuyện không tưởng rồi, có lẽ dưới vực sâu có cấm chú, sẽ bị hút xuống, có trời mới biết dưới đó tồn tại thứ đáng sợ thế nào, nói không chừng dưới đó chôn đầy bùa nổ, hay là khói độc cực mạnh gì đó, thứ nào cũng có thể lấy mạng hắn, nên muốn sang bên kia bờ nhất định phải bước lên cây cầu hình vòm này. Hắn chắn chắn, không chỉ có một đường ra. Nhưng ngượng ở chỗ hắn lại không biết con đường khác nằm ở đâu. Lão đạo sĩ áo liệm kia chắc chắn sẽ biết, tiếc là hắn quên không hỏi. Chạy đi, sao không chạy nữa xem nào. Thanh niên áo đỏ cầm huyết kiếm chậm rãi đi đến, chặn Triệu Bân ở vách núi đen với nụ cười âm u đáng sợ, chạy nhanh thì được gì, một mình ngươi có thể vượt qua vực thẳm này ư, hai người mới có thể đi được. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn định chạy vội ra ngoài, nhanh chóng di tản hết người trong thôn và gọi cao thủ tới. Bây giờ xem ra hắn phải giải quyết tên này trước mới đi được, xong rồi hắn có thể tìm một đường khác, không được thì có thể hợp sức với lão đạo sĩ liều mạng với thi quỷ, dù thế nào cũng không thể để người của tộc xác chết mang vua Man đi, đến một năm nào đó, hắn không muốn nhìn thấy vị vua đó trên chiến trường. Trên đường xuống suối vàng, đi vui vẻ nhé. Thanh niên áo đỏ cười âm u, tạo ấn, thi triển thủy độn. Sau đó... Sóng biển cuồn cuộn dữ dội nhanh chóng ập tới chỗ Triệu Bân, hắn ta nghĩ rằng một trận sóng lớn có thể đẩy Triệu Bân xuống vách núi đen, dưới vực sâu có cấm chú, xuống đó rồi. Đừng hòng ra nữa. Thủy độn của cảnh giới huyền dương mà muốn làm gì ta? Triệu Bân hờ hững nói, hắn như một tia chớp nhanh chóng lướt qua làn sóng. Sau đó, Uy Long trưởng nhanh chóng đánh thanh niên áo đỏ lùi về phía sau. Tên này là thứ quái thai gì thế không biết? Thanh niên áo đỏ lập tức hoảng hốt, cảnh giới chân linh nho nhỏ mà có thể phá được thủy độn của hắn ta, còn sở hữu một trưởng với sức mạnh như thế, cảnh giới huyền dương như hắn ta mà chân nguyên hộ thể suýt bị đánh nát. Hắn ta chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân lại đánh tới. Thanh niên áo đỏ hừ lạnh, hai mắt trở nên âm u, có tia máu hiện lên. Vấn đề là tốc độ của hắn ta không bằng người, bị hổ gầm long ngâm của Triệu Bân. Chấn động cả đầu óc. Bước chân không còn vững được nữa, nếu đã không vững thì thôi chẳng cần đứng nữa, Triệu Bân đã ập đến, vừa đến gần lập tức giữ lấy cánh tay hắn ta ném lên, nhưng lần này, không phải là ném xuống đất mà là ném qua vách núi đen, ném tên này xuống vực thẳm thì trận chiến này sẽ kết thúc. Định, cho ta! Thanh niên áo đỏ hét lớn. Hắn ta không biết đang thực hiện bí pháp gì,
tới bên cạnh vách núi đen thì khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Triệu Bân khéo hiểu lòng người, định cũng chẳng sao, thêm một nhát nữa là được, sau đó uy long trưởng mạnh hơn cả lúc nãy đẩy thanh niên áo đỏ vừa mới đứng vững xuống vực sâu. Không, không không, thanh niên áo đỏ gào thét. Vấn đề là sức hút của vực thẳm quá đáng sợ, hắn ta không thể chống lại nên bị hút thẳng xuống. A! À. Sau đó, dưới vực sâu phát ra tiếng hét thảm thiết. Triệu Bân nghe thấy rất rõ ràng, dưới đó thật sự có một thứ rất đáng sợ, nhưng không biết đó là gì. Hắn không bỏ trốn ngay mà đi ngược trở về, tìm một con đường khác. Ầm, ầm, ầm. Trận chiến trong ngôi mộ vẫn chưa hề dừng lại. Dù cửa mộ bị khép kín nhưng tiếng vang ầm ầm vẫn vang lên không dứt, đứng bên ngoài cách đó rất xa vẫn nghe thấy, không cần xem cũng biết lão đạo sĩ đang bị cho ăn hành, trộm mộ thì chuyên nghiệp lắm nhưng lực chiến lại tệ hại, càng không bàn đến chuyện ba đánh một, hơn nữa thi quỷ còn trên cấp lão ta. Mở, mở cửa ra cho ta. Triệu Bân bùng phát chân nguyên, muốn đẩy cửa đá ra nhưng mãi mà nó vẫn không nhúc nhích gì. Có lẽ cửa đá đã bị thi quỷ khóa trái, đóng cửa thả chó trong truyền thuyết, sau đó hắn đã thử rất nhiều cách, chẳng hạn như lấy kiếm chém, lấy bùa nổ. Nhưng vẫn không thể làm gì cánh cửa đá này. Lão đạo sĩ, cửa ra nằm đâu thế? Triệu Bân gọi một tiếng. Cầu hình vòm, bên trong có tiếng trả lời, đó là lão đạo sĩ áo liệm. Cửa ra nằm đâu? Triệu Bân lại hỏi, cầu hình vòm, vòm cái đầu lão, một mình ta qua được chắc. Tượng binh mã, khôn vị. Câu trả lời của lão đạo sĩ đầy vội vàng, hay có thể nói là thi quỷ với hai con rối xác chết tấn công quá dữ dội nên lão ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Triệu Bân, nhanh chóng ra ngoài và nhanh chóng gọi cao thủ đến. Tuy lão ta trộm mộ nhưng lại vì nghiệp lớn, nói thế nào cũng là con dân đại hạ, không thể để người tộc xác chết mang vua man đi. Tượng binh mã. Triệu Bân không gọi nữa mà quay đầu nhìn lại phía sau. Binh mã xếp hàng cực kỳ ngay ngắn, theo lời lão đạo sĩ áo liệm nói thì trong này có một đường thoát khác, hắn dùng bùa lơ lửng bước thẳng lên trời, quan sát khu vực này, đúng là có vấn đề, mỗi một bức tượng binh mã đều được sắp xếp có mục đích, nó được xếp theo cửu cung bát quái, chẳng qua là bị ngược, có lẽ đây là cái bẫy mà người tạo mộ lập ra. Khôn vị đổi càn vị. Hai mắt Triệu Bân híp lại thành một đường, thế thì làm ngược lại, tìm càn vị là được. Tiếng vụt vụt vang lên. Một thanh giáo nhọn, bắn về phía này từ hướng cầu hình vòm bên kia. Triệu Bân tái mặt, nhanh chóng giơ kiếm chặn trước, thanh giáo nhọn đó nhắm về phía hắn. Keng! Thanh giáo đánh thẳng vào kiếm Long Uyên, tạo thành tia lửa sáng chói. Long Uyên cũng không chịu thua kém gì, chống đỡ. Triệu Bân thì bị chấn động đến nỗi hai tay run lên, hắn bị đẩy thẳng ra ngoài. Khi rơi xuống đất hắn mới trông thấy mấy chục người từ cầu hình vòm kia bước vào, tất cả đều là người của tộc xác chết, mặc áo bào dài, mặt mũi âm u như linh hồn từ chốn âm ti tìm đến, hơi thở lạnh lẽo. Không ngờ lại có nhiều cao thủ tộc xác chết trà trộn vào như thế. Triệu Bân đứng vững, sắc mặt rất tệ, có cảm giác chẳng lành. Nhiều người tộc xác chết thế này, vậy thì thôn dân bên ngoài ngôi mộ có gặp phải tai họa gì hay không? Giết tên đó. Ông lão áo màu bạc đứng giữa là người đầu tiên tấn công. Mấy chục bóng người cũng nhanh chóng lao theo, vọt tới chỗ Triệu Bân. Soạt. Triệu Bân dùng bước phong thần lướt qua những bức tượng binh mã và đi thẳng đến càn vị. Nhiều cao thủ thế này thì hắn không thể đánh lại, vậy thì đành phải ra ngoài tìm cứu viện. Tiểu bối chân linh à, cố gắng làm gì thế? Ba người tộc xác chết đã đến. Nở nụ cười dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Triệu Bân như một tia chớp, hắn không hề tham chiến, tốc độ đẩy nhanh đến cùng. Còn để cho ngươi chạy được chắc. Cao thủ tộc xác chết cười lạnh, tạo thành hình quạt bao vây hắn. Ầm, ầm, ầm. Một người trốn, một đám đuổi theo, hiện trường trở nên hỗn loạn. Thuật độn thổ của Triệu Bân cũng có thể phát huy tác dụng, may là nơi này đủ lớn để hắn thi triển, không cứng đối cứng. Chỉ liều mạng độn thổ, mấy chục cảnh giới huyền dương vẫn không thể bắt được hắn. Tất nhiên, bị thương là chuyện chắc chắn. Đám người này toàn là cảnh giới huyền dương, hơn phân nửa số đó là tầng cao nhất. Giết! Ông lão áo bạc hét to, vung tay áo lên. Cao thủ tộc xác chết đuổi theo cũng hừ lạnh, làn mưa kiếm khí nhanh chóng ập tới.
Keng keng. Triệu Bân cố gắng trốn chạy, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Mấy bức tượng binh ma cũng bị chém trúng, hắn là người sống, có thể né được, chúng nó thì không, cứ đứng lù lù ở đó thì chắc chắn sẽ thành cái bia, kiếm khí như bão táp ập đến, chém chúng nó ngã trái ngã phải. Lần này thì toang rồi. Tất cả tượng binh mã dưới địa cung đều sống dậy trong nháy mắt, xoay cổ, tiếng sột soạt vang lên từ người chúng như đá với đá đang ma sát với nhau, cho bụi trên vai rơi xuống, binh mã anh dũng cầm giáo nhọn đánh tới, tất nhiên mục tiêu là kẻ xâm nhập. Triệu Bân và cao thủ tộc xác chết đều là đối tượng bị đánh. Ầm, ầm. Binh mã bảy binh bố trận đều giống nhau, tiếng ầm ầm vang lên. Cút. Cao thủ tộc xác chết hừ lạnh, chém ngang. Triệu Bân dùng hết tất cả mọi bản lĩnh của mình, nhưng vẫn không đối chiến mà lách qua những khe hở. Thứ đáng sợ không phải là tượng binh mã, mà là cơ quan chúng kích hoạt. Tiếng vụt vụt vang lên, mặt đất bằng đá tạo thành những đường vân với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Đứng từ trên quan sát thì nó là một lá bùa chú không lê được khắc xuống nền đất, bùa chú to như thế thì người bình thường không thể vẽ được. Khả năng của lá bùa đó cũng rất đáng sợ, nó có thể trói chặt. Triệu Bân đang chạy nhanh thì bị giảm tốc độ, trước đó như một cơn gió thì bây giờ chạy bước nhỏ cũng cực kỳ khó khăn. Không chỉ hắn mà còn cả cao thủ tộc xác chết. Mỗi một người trong số đó đều bị bùa chú trói buộc. Trước đó một đám đuổi theo cực kỳ hung hãn. Giờ tốc độ đều chậm lại, nhìn từ xa thì không còn chạy đuổi theo nữa mà. Là đi để đuổi nhau, không biết còn tưởng là họ đang tản bộ đấy. Người tạo mộ vung tay mạnh thật đấy. Mặt Triệu Bân đỏ bừng, mỗi một bước chân đều cực kỳ nặng nề. Vẫn chưa kết thúc, sau khi lá bùa khổng lồ được hiện lên, thì trên trần có tiếng ầm ầm, thanh giáo nhọn vụt xuống như mưa rền gió dữ, sức sát thương rất mạnh, mục tiêu nào bị nhắm chúng đều sẽ bị xuyên thủng. Triệu Bân tái mặt, người của tộc xác chết cũng thế. Mẹ nó chứ, nhiều giáo như thế, có khác gì một trận thảo phạt đâu. Thứ khiến bọn họ cảm thấy ghê tởm hơn chính là trên mỗi thanh giáo đều được dán đầy bùa nổ, hệt như nỏ mạnh được bắn trên chiến trường, dù sức mạnh yếu hơn nhưng với bọn Triệu Bân mà nói vẫn là tai vạ ngập đầu. Nên biết rằng bọn họ còn đang bị bùa trói buộc dưới này, tốc độ bị giảm đi rất nhiều. Chỉ cần không né kịp thì sẽ bị cắm thành xiên thịt. Bùa trói buộc dưới chân, thảo phạt từ trên đầu, người tạo ra cơ quan này phối hợp có thể nói là hoàn hảo. A! À, tiếng kêu rên vang trời, thật là thê thảm. Là người của tộc xác chết không kịp trốn nên bị thanh giáo xuyên thủng, bị nổ tan xương nát thịt. Mở! Triệu Bân cắn răng, cố gắng thi triển khí thế thiên võ. Dùng uy thế đó, không phải để hù ai. Cũng chẳng phải chiến đấu gì, mà là phòng ngự. Keng, keng. Thấy khí thế của thiên võ, tất cả những thanh giáo ngập trời đang lao về phía hắn đều bị hất bay ra ngoài. Sau đó, nổ tung thành những đốm pháo hoa xinh đẹp. Hắn có bí thuật này nhưng người tộc xác chết lại không có, chỉ dùng bí thuật để đỡ, có người dùng đến phong độn hòng cuốn đi hết những thanh giáo trên trời, tiếc là bấy giờ bí thuật không thể bằng được khí thế thiên võ. Chỉ vì sức xuyên thủng của thanh giáo quá mạnh mẽ, sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ, có thể sánh ngang với xe nỏ trên chiến trường, bí thuật thông thường, phong độn bình thường rất khó lay động. Nhưng bọn họ vẫn có hỗ trợ, những con rối xác chết. Trong nháy mắt, ai cũng triệu hồi con rối xác chết ra để chặn trước người như lá chắn. Phập, phập, phập. Mấy thanh giáo cắm xuống, sau đó nổ vang. Cấp bậc bùa nổ không hề thấp. Sau khi thoát được thanh giáo thì lại không thoát nổi bùa nổ, cao thủ tộc xác chết bị nổ bay đầu trời, Triệu Bân cũng không phải ngoại lệ, hắn bị vụ nổ lan trúng, cả người toàn máu là máu. Địa cung đang yên đang lành bỗng chốc nhuộm đầy máu. Sau khi thanh giáo nổ mạnh, bùa chú trói buộc bị hư hỏng nên không còn tác dụng. Trong khói thuốc súng cuồn cuộn, một bóng người lảo đảo, đó là ông lão áo bạc cảnh giới địa tàng cũng mang cả người đầy máu. Nếu không có hai xác chết rối làm lá chắn thì chắc lão ta đã bị nổ thành cho bụi, cả lão ta còn thế thì cao thủ khác khỏi phải nói làm gì, hơn phân nửa chết dưới giáo, trong đó có khá nhiều người còn chẳng còn xác, cả con rối xác chết cũng bị nổ thành thịt vụn. Nếu là võ tu cùng cấp khác, dù có là cảnh giới địa tàng thì cũng bị giết sạch. Nhưng người tộc xác chết lại là ngoại lệ. Bọn họ có thể triệu hồi con rối xác để chặn trước người, ít nhất có thể chặn được hai mạng cho họ. Nhìn lại Triệu Bân thì đúng là thê thảm,
cứ như một cục máu tươi di động, vai phải. Còn lộ ra cả xương trắng. Nhưng so với cao thủ tộc xác chết thì hắn vẫn còn tốt chán. Ít nhất hắn có thể dùng khí thế thiên võ để cản hết những thanh dao vốn sẽ cắm lên người mình, nếu đống đó rơi xuống thật, 10 cái mạng hắn cũng không đủ cho nó nổ. Dù thế, hắn cũng gặp phải dư chấn đáng sợ, cảnh giới chân linh sống được trong tình huống này chính là kỳ tích. Cửa thoát càn vị. Triệu Bân ôm cánh tay, thất tha thất thểu đi, bùa khổng lồ đã bị hủy, tượng binh mã cũng bị nổ tan tành, đường ra cũng xuất hiện sau vụ nổ, là một cánh cửa đá mở ra một nửa, có thể thấy thềm đá nối thẳng xuống nền đất. Đi đâu vậy? Cao thủ tộc xác chết nổi giận, cũng lảo đảo đuổi theo, gương mặt máu thịt be bét là thế, trông cực kỳ đáng sợ, bọn họ thảm thế này đều vì bắt Triệu Bân nên mới đụng trúng cơ quan, vất vả lắm mới tế luyện được con rối xác. Thế mà bị nổ tan tành, đã thế còn thân tàn ma dại. Tất nhiên bọn họ còn đuổi theo Triệu Bân vì một nguyên nhân khác, khí thế thiên võ. Tên cảnh giới chân linh nhỏ bé đó có thể thi triển khí thế thiên võ, tất nhiên sẽ trở thành món bảo bối sống, bắt về rồi phải nghiên cứu một phen, báo thù là chuyện nhỏ, chủ yếu là tò mò. Địa cung bị phá hủy trở nên trống trải, tất cả đều đuổi theo Triệu Bân, con đường cực kỳ thông thoáng. Ngoài này yên tĩnh là thế nhưng trong ngôi mộ chính cứ vang lên tiếng ầm ầm mãi không ngừng. Lão đạo sĩ áo liệm cũng cố gắng thật, ba đánh một mà vẫn chưa bị đánh chết. Từ Lương, bọn ta xem thường ngươi rồi. Thi quỷ nghiến răng nghiến lợi, trên vai có một vết kiếm chém, lão ta đánh giá thấp tên trộm mộ này quá nên bị đánh trở tay không kịp, may mắn là đánh trúng vai, trúng đầu xem như tiêu. Có trời mới biết tại sao một tên trộm mộ lại có cả con bài chưa lật với sức sát thương mạnh thế. Ngươi cũng không thua gì. Lão đạo sĩ ho ra ngụm máu, nếu không có hai con rối xác chết thì trận chiến này cũng dễ. Lão ta không am hiểu chiến đấu thì người của tộc xác chết cũng vậy, có xác chết rối chiến đấu hộ thì bọn họ chỉ cần núp phía sau là được. Giết cho ta. Con rối xác chết gào lên, hai con rối xác lại đánh tới. Lão ta thì theo sát phía sau. Hỗ trợ cho hai con rối xác chết của mình, không dám ngu ngốc chạy tới làm trò nữa, theo lão ta đoán thì lão đạo sĩ áo liệm này vẫn còn con bài chưa lật, không thể lao lên được. Lên! Lão đạo sĩ gào to, kéo bộ đồ liệm của mình xuống, lộ ra tấm lưng khắc hình. Một đấu ba, lão ta liều mạng. Có lẽ do chiến đấu quá hăng nên không ai phát hiện ra chiếc quan tài đồng kia đã run lên, có khe hở xuất hiện và âm khí cũng bắt đầu lọt ra ngoài. Chết nhiều năm như thế, cũng yên tĩnh nhiều năm như thế, đột nhiên bị quấy rầy, cộng thêm máu người sống, vị vua man này đã dần thi biến. Bên này, Triệu Bân vẫn lao đi không ngừng. Cái gọi là sinh môn đó chỉ là một con đường hẹp và u ám. Từ lúc bước xuống hắn đã rẽ đầu đó mười mấy lần, ngã rẽ quá nhiều khiến hắn hết cách, cứ thấy mình lại lọt vào một cái mê cung, chỗ rẽ nào cũng giống hệt nhau khiến hắn thậm chí còn chẳng biết chỗ đó mình đã đi qua chưa. Sinh môn trong truyền thuyết này quá quanh co lòng vòng. Đáng chết! Trong mê cung, rất nhiều tiếng hét tức giận vang lên. Cao thủ tộc xác chết vừa đuổi theo vừa mắng. Triệu Bân rẽ đến nỗi váng đầu hoa mắt, bọn họ cũng như mấy con ruồi bọ không biết phương hướng, cứ lao đi khắp nơi, muốn ra ngoài lại chẳng biết cửa ở đâu, mẹ nó đây chính là cái mê cung, không tìm thấy cửa mà cũng chẳng thấy Triệu Bân, vừa vào đã biến mất không thấy tăm hơi, một đám người. Cứ xoay vòng vòng đi tìm. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau cứ bám theo Triệu Bân cả dọc đường. Sau vụ nổ thì cả người của hắn đã đầm đìa máu, nội thương sắp lành lại càng thêm nặng. Hắn dùng tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể khiến cho toàn thân nhanh chóng phục hồi, gân mạch xương cốt đứt gãy đã có thể dần dần liền lại. Nói chung, trạng thái của hắn còn tốt hơn nhiều so với trạng thái của người tộc xác chết. Khí thế thiên võ thực sự có thể cứu mạng vào những thời điểm quan trọng. Cút ra đây. Đột nhiên, lại có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Triệu Bân khoác huyền bào tị thế, thu lại chân nguyên và khí thức, nếu như đây đã là mê cung không ra được, vậy thì hắn sẽ tiêu diệt tất cả, cho dù hắn có chết tại đây thì cũng sẽ lôi tất cả chôn cùng mình. Hắn vừa dứt lời thì người tộc xác chết đã tới, đang luôn miệng mắng chửi. Nguyên nhân là bởi vì sau vụ nổ thì hắn ta đã bị thương, hơn nữa còn mất đi hai con rối xác chết, vốn tưởng rằng có thể bắt được Triệu Bân và kiếm được nhiều chiến lợi phẩm, nhưng đụng phải mới biết hắn khó nhằn như thế nào.
hắn ta đã đi rất lâu mà vẫn không thể thoát ra, bởi vì hắn không tìm ra người. Keng! Tiếng phi đao được phóng tới đột ngột vang lên, phóng tới từ phía sau lưng của hắn ta, bên trên còn treo thêm một lá bùa lôi quang. Tất nhiên phi đao là do Triệu Bân phóng ra, khó khăn lắm mới gặp một con cừu đi lạc đàn, hắn nhất định phải xử lý gọn. Kẻ nào? Người của tộc xác chết quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một tia sáng vàng chói mắt, tầm nhìn của hắn ta vốn đã mờ mờ, bây giờ lại bị ánh sáng bất chợt làm cho chói mắt, khiến cho tầm nhìn trở nên đen kịt. Trước mắt của hắn ta chính là Triệu Bân đang lao tới, khí huyền hoàng của Triệu Bân bộc phát như một ngọn giáo xuyên thẳng qua lồng ngực của người tộc xác chết. Á! Người tộc xác chết kêu lên thảm thiết, lùi từng bước về phía sau. Trong bóng tối, có một đôi bàn tay nóng ấm nắm lấy hắn ta kéo lại, sau đó, hắn ta lại cảm giác được hai chân đang đứng trên mặt đất của mình bị nhấc lên, rồi ngay sau đó cả thân thể của hắn ta lại bị đập xuống nền đá cứng. Nơi đây chỗ nào cũng rất cứng, không thể độn thổ cũng không thể xuyên tường, hắn ta cứ như vậy bị Triệu Bân đập liên tục xuống mặt đất, thân thể biến dạng, xương cốt nứt gãy. Tiếng xương gãy nghe còn rõ ràng hơn cả tiếng la hét. Một gã có cảnh giới huyền dương vậy là đã hoàn toàn tàn phế. Lên đường thong thả. Triệu Bân không nhiều lời, cuối cùng đã đâm xuyên một kiếm qua cổ họng của hắn ta. Nhân tiện, hắn còn lấy đi hết đồ đạc kẻ đó và hủy xác, rồi mới xoay người bước vào một chỗ rẽ. Không lâu sau, lại có thêm người tộc xác chết kéo tới. Bọn chúng tới muộn nên cũng không phát hiện được điều gì. Chỉ cảm thấy trong làn gió âm hàn còn có mùi máu nồng đậm. Tìm, tiếp tục tìm, lão già áo bạc quát lớn. Mấy cường giả của tộc xác chết cũng rất tức giận, mỗi tên đều tự chia ra tìm tới một chỗ rẽ, tiếp tục đuổi giết. Cửa sống hay lắm. Triệu Bân rẽ trái rẽ phải liên tục, không biết mình sẽ đi tới đâu, cũng không biết lối ra nào là lối ra. Đây là một mê cung, chỉ cần đi chệch qua một chỗ rẽ là không thể thoát được. Nếu như lão đạo áo liệm còn ở đây thì tốt rồi, lão ta đào mộ quanh năm, lão ta còn thông thuộc đường đi dưới mộ hơn cả đường đi trên ánh sáng. Nghĩ đến lão đạo áo liệm, hắn cũng không ôm hy vọng gì, thì quỷ đóng cửa đánh chó, đội hình ba chọi một, lão đạo áo liệm chắc chắn không sống nổi, nếu đã bị thi quỷ lấy được thi thể, nói không chừng còn có thể bị luyện thành con rối xác chết. Người ta vẫn hay nói đi đêm thì có ngày gặp ma, lão đạo áo liệm trộm mộ cả đời đột nhập vào biết bao nhiêu lăng mộ. Đây cũng coi như là nhân quả của lão ta, về phần âm đức, tới âm tào địa phủ rồi vẫn sẽ có người tính sổ với lão ta. Chết tiệt, lại có tiếng mắng chửi đầy phần nộ vang lên, càng lúc càng gần. Triệu Bân lại đi thẳng tới trước, ngồi xổm ở chỗ một ngã ba, không nhúc nhích. Người của tộc xác chết lại tới, buồn cười là khi hắn ta đi qua ngã ba thì không hề để ý thấy Triệu Bân đang ngồi xổm. Hắn cầm thanh kiếm trong tay, nhanh chóng sắp lại gần người tộc xác chết. Keng. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm sắc bén đã hung hãn đâm tới, khi người tộc xác chết kịp phản ứng thì đã quá muộn, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã từ phía sau đâm xuyên qua ngực của hắn ta, đó chính là một kiếm tuyệt sát, phá nát tâm mạch của hắn ta ngay lập tức. Ngươi, ngươi! Người tộc xác chết nhìn vào mũi kiếm xuyên qua ngực mình, máu trào ra khỏi miệng, thậm chí còn không hét lên nổi. Phụt! Triệu Bân rút kiếm ra, thân thể của người tộc xác chết ngã xuống đất. Không ngừng co giật trào máu miệng, đến chết hắn ta cũng không thể hiểu nổi tại sao mình tới đây tìm bảo bối mà lại phải chết thảm như thế. Tên thứ hai. Triệu Bân nhanh chóng lục trong người của hắn ta, thứ gì có thể lấy đi đều tuyệt đối không bỏ sót. Á! Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho hắn phải nhíu mày. Xem ra, ở trong cái nơi gọi là cửa sống này còn có không ít cơ quan ẩn, đã có kẻ vô ý động vào cơ quan. Hơn nữa còn đang ở rất gần hắn, hắn vội vàng xử lý chiến trường, sau đó lao thẳng về phía bên đó. Đập vào mắt hắn chính là một cảnh tượng đẫm máu, một tên có cảnh giới huyền dương đỉnh phong đã bị một ngọn giáo dài đóng đinh lên vách đá, sau đó hắn ta lại rút ngọn giáo dài ra, thất tha thất thểu, mất máu tới mức đứng còn không vững. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Bân một hơi ném ra hơn 10 ngọn phi đao, một nửa trong số đó có treo bùa nổ. Một nửa còn lại thì treo bùa lôi quang. Kẻ nào? Người tộc xác chết kia quát lớn, cố gắng bám vào vách đá để đứng vững, bùa nổ cùng với bùa lôi quang nổ tung trước mắt hắn ta, bùa nổ khó có thể khiến hắn ta chết, nhưng bùa lôi quang thì khác, nó khiến cho hắn ta hoa mắt và mất cảnh giác, chuẩn bị cho trận tập sát tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Bân đã sắp tới gần,
ngọn giáo của hắn còn có lôi điện quanh quẩn, thêm vào khí huyền hoàng, hắn còn dán thêm một lá bùa hỗ trợ lôi uy, ngọn giáo xuyên thủng trái tim của người tộc sát chết kia, đóng đinh hắn ta lên vách đá một lần nữa. Một chiêu tuyệt sát hoàn hảo. Nếu như người tộc sát chết này không bị thương nặng thì sẽ rất khó để có thể một kích tuyệt sát hắn ta, nhưng ai bảo hắn ta lại bị thương nặng, hơn nữa còn bị bùa nổ làm cho bị thương thêm, chân nguyên hộ thể đều đã được huy động để chữa trị vết thương cho nên mới tạo ra cho Triệu Bân một khoảng trống lớn để đâm vào. Á! Trong mê cung của lăng mộ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả đều là kiệt tác của Triệu Bân, hắn giống như một bóng ma, đi tới đâu cũng phải tiêu diệt một người tộc xác chết, giữa những cơn gió âm hàn phía dưới lăng mộ, mùi máu tanh lại càng thêm nồng đậm. Chết tiệt! Lão già áo bạc giận dữ rú lên, lão ta là cảnh giới địa tạng vậy mà vẫn không thể phát hiện ra Triệu Bân khi hắn đến. Cái tên đó thỉnh thoảng lại có thể tìm ra người tộc xác chết sau đó thoát ẩn thoát hiện ở sát bên, trong khi ngay cả người tộc xác chết cũng khó có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Vậy mà hắn lại có thể liên tục hạ thủ, khiến cho bọn chúng chết không kịp thấy xác. Lão ta rất tức giận, nhưng cũng rất khiếp sợ. Tất cả đều bị thương nặng. Tất cả đều bị nổ đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Làm thế nào mà một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh lại có thể tiếp tục giết chết nhiều cảnh giới huyền dương như vậy? Bất cẩn quá. Ở một hướng khác trong lăng mộ, Triệu Bân đang ôm chặt cánh tay phải đang chảy máu, nghiêng ngả bước đi. Sau đó lại giết thêm một cường giả của tộc xác chết nữa, vẫn là một chiêu tuyệt sát hoàn mỹ, nhưng xui xẻo thay, hắn vừa quay đầu là đã đạp trúng cơ quan ẩn, khiến cho một cánh tay của hắn bị thổi bay. Nhưng cũng còn may là hắn có tẩy tủy dịch cân kinh, các kinh mạch trên cánh tay lại từ từ liền lại từng tấc một. Chiến tích của hắn đúng là nghịch thiên. Hắn lại tiếp tục truy tìm người tộc xác chết, sau đó hạ sát từng kẻ một. Bên trong lăng mộ tăm tối chưa nhìn thấy kho báu đâu mà đã thấy xác người nằm la liệt, nhưng trên người của những cái xác hắn cũng kiếm được rất khá. Hắn cứ dạo qua một vòng là sẽ có một kẻ phải chết. Sau một hồi, cánh tay của Triệu Bân đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn phải mò mẫm trong mê cung. Hẳn là còn một kẻ cuối cùng nữa. Hắn lẩm bẩm một mình. Kẻ cuối cùng mà hắn nói tới chính là lão già áo bạc. Bởi vì tất cả người tộc xác chết đều đã bị hắn tiêu diệt trừ lão già cảnh giới địa tạng đó. Lão già áo bạc là một kẻ rất lợi hại, ít nhất thì tu vi của lão ta cũng cao hơn hắn nhiều. Địa tạng không thể đem đi so với huyền dương, đừng nói đến chuyện tiêu diệt lão ta, ngay cả phòng thủ trước lão ta cũng còn khó nữa là. Á! Khi hắn đang chạy thì hắn bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Triệu Bân dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía một hướng khác. Nghe giọng này thì hẳn là của lão già áo bạc, cũng chỉ còn lại có một mình lão ta mà thôi, tại sao lão ta lại kêu la thống khổ như vậy, chẳng lẽ là lão ta đã đạp trúng cơ quan khủng khiếp nào đó sao? Nghĩ vậy, hắn lại thận trọng mò mẫm, lần theo nguồn phát ra âm thanh, hắn lại ngồi xổm ở một ngã ba, chỉ ló ra nửa cái đầu, nhìn con đường tối tăm trong lăng mộ, nhưng lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu, tiếng hét đó đúng là của lão già áo bạc. Lão ta thật sự đã đạp trúng cơ quan ẩn, phần bụng đã bị rách toát ra, ruột gan xả hết xuống đất, xương trắng lộ ra hêu hếu. Lão ta quỳ rạp trên mặt đất, dây giụa yếu ớt, máu tươi chảy ròng ròng, chạy ra tận ngã ba nơi hắn đang ngồi. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu Bân ló đầu ra, tay cầm kiếm Long Uyên đi tới. Ngươi! Lão già áo bạc trừng cặp mắt đỏ rực, vừa nhìn thấy Triệu Bân liền muốn đứng dậy. Tuy nhiên, lão ta chỉ còn lại một nửa thân thể, vùng vẫy vài giây rồi lại nằm sấp xuống một cách yếu ớt. Tiền bối, lên đường thong thả. Triệu Bân không chút thương tiếc, dùng kiếm chém phăng đầu lão già áo bạc. Nhưng tự nhiên, thân thể còn sót lại của lão già áo bạc, thậm chí cả cái đầu mới vừa bị chặt cũng đã hóa thành một đám khói. Thuật phân thân. Sắc mặt Triệu Bân ngay lập tức thay đổi. Ông! Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ông ông ở phía sau lưng mình. Đợi hắn xoay người thì một cây trường mâu đã phóng tới, có lẽ do phóng tới qua vội cho nên hướng bay của nó không chính xác, nó chỉ xuyên thủng bả vai của hắn, nhưng lực mạnh tới mức có thể lôi theo hắn một đường bay lên, đóng đinh hắn trên vách đá phía sau lưng. Trong đám cảnh giới chân linh, lão phu cho rằng ngươi là mạnh nhất. Lão già áo bạc xuất hiện giống như một bóng ma bước ra khỏi bóng tối. Nụ cười âm hiểm đến đáng sợ.
Đúng vậy, thi thể vừa nãy chỉ là phân thân của lão ta. Để tạo ra phân thân này, lão ta cũng phải trả một giá không nhỏ, phân thân chết cũng khiến cho lão ta bị phản phệ. Tuy nhiên, kết thúc này vẫn rất tốt. Nếu không phải như vậy thì Triệu Bân cũng sẽ không bị dẫn tới đây. Lối đi này cũng rất đặc biệt, lão ta đã lựa chọn một ngõ cụt để bày trận, dù Triệu Bân có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta, đám người tộc xác chết kia bị tiêu diệt hết cũng tốt, một mình lão ta sẽ độc chiếm thành quả này. Phụt! Triệu Bân rút trường mâu ra khỏi vai, loạng choạng ngã xuống đất, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Hắn đã giết nhiều người tộc xác chết như vậy, phút cuối cùng lại bị người khác ám hại. Chỉ trách hắn lúc trước đã dùng thiên nhãn nhìn lén quan tài đồng cho nên mới bị phản phệ, cho đến tận bây giờ thiên nhãn vẫn chưa khôi phục, nếu như thiên nhãn khôi phục thì hắn đã có thể nhìn ra đây chỉ là một phân thân của lão ta, như vậy thì hắn sẽ không thảm thương thế này, ít nhất thì cũng không gục ngã tại đây. Cảnh giới chân linh chống lại cảnh giới địa tạng, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Do hắn quá bất cẩn, không ngờ đến lão già áo bạc lại có thể thông hiểu thuật phân thân trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn mới nhìn thấy loại bí thuật này, khiến cho hắn trở tay không kịp. Giao bí pháp thi triển khí thế thiên võ ra đây thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Lão già áo bạc cười âm hiểm, lão ta không hề vội vàng, chỉ đi từng bước một về phía trước, hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Tên tiểu võ tu đối diện lão ta chỉ là một thằng nhóc phát mũi chưa sạch nhưng lại ẩn giấu rất nhiều bí mật. Lão ta không thể không khai thác từng chút một, càng khai thác sâu hơn thì càng cảm thấy thú vị. Đây đã là ngõ cụt rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy được sao? Về phần lão ta nói chừa cho hắn một con đường sống, chắc chắn lão ta sẽ không làm như vậy. Cho dù Triệu Bân có giao ra bí pháp thì cũng sẽ bị giết, không tra tấn hắn đến chết thì lão ta sẽ không xua tan được sự phẫn nộ của mình. Sau khi lấy được bí pháp và giết chết hắn rồi thì lão ta sẽ lại có thêm một con rối xác chết. 2. Triệu Bân thở dài, trong mắt lão già áo bạc, đây là hành động chấp nhận hiện thực tàn khốc của hắn. Có giao ra hay không? Lão già áo bạc âm hiểm cười, bước từng bước tới gần. Giao. Triệu Bân ngồi xuống, còn ho ra một đống máu. Đương nhiên, hắn đang muốn làm phân tâm lão già áo bạc. Trong thời điểm chiến thắng người ta thường hay mất cảnh giác, đó chính là cơ hội của hắn. Triệu Bân từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách cổ, thật ra đó là một cuốn sách cổ bình thường, nhưng trong cuốn sách cổ lại có dán thêm một lá bùa nổ. Bùa nổ cao cấp đó không phải của hắn mà là của một tên người tộc xác chết. Nếu như khoảng cách đủ gần thì lão già áo bạc sẽ phải trả giá. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tất nhiên hắn sẽ không khoanh tay chịu trói ở đây, hắn vẫn còn sức để chống đỡ. Bỏ chạy đâu đó chừng 100 mét thì bắt gặp âm khí cuồn cuộn. Nó đang bốc lên từ dưới lòng đất, va vào người khiến hắn bay vụt lên, đến khi đập mạnh vào vách tường thì mới rơi xuống, khi rơi xuống đất. Nơi đó là một vũng máu. Rầm, rầm. Vua Man đã đến, bước chân nặng trịch khiến cả địa cung phải rung chuyển. Hắn ta là xác ướp cổ, hai tròng mắt trống rỗng, mặt mũi chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn ta cũng là một vị vua, cơ thể vạm vỡ cường tráng với hơi thở mạnh mẽ. Phụt. Uy thế đáng sợ của thiên võ lại ập đến và đè Triệu Bân ngã quỵ xuống, xương cốt trong người cứ gãy giòn tan, máu trào ra khỏi miệng, tất cả đều từ nội tạng bị nghiền nát thành từng mảng, e là vua Man còn chưa đến chỗ hắn thì uy áp thiên võ đã nghiền nát hắn thành một đống thịt vụn. Không phải là do hắn không đủ mạnh mà là do vua Man quá khủng bố và đáng sợ, hắn chỉ là con kiến, một con kiến có thể bị nghiền thành cho bụi trong nháy mắt. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân cắn răng. Hai tay nhuộm màu máu, cố gắng chịu đựng uy áp, run rẩy tạo thành hình chữ thập. Đây là con đường chết, hắn cần một sự tồn tại mạnh mẽ hơn để biến chết thành sống. Sự tồn tại đủ mạnh mẽ đó chính là vua Âm Nguyệt. Trong tất cả những quân bài hắn úp xuống, chỉ có vua Âm Nguyệt mới đủ sức để đối đầu với vua Man. Bị dồn vào đường cùng. Buộc lòng phải mời vị vua đó ra, để cứu vớt tình huống. Ầm. Sau tiếng vang đó. Một chiếc quan tài đá cổ xưa nhô lên từng chút một. Vua Âm Nguyệt bị gọi đến đây, đó không phải là khí phách bình thường, nắp quan tài lẽ ra phải đẩy lên đã bị ông ta đá bay, còn mỗi quan tài đá cũng bị uy thế thiên võ của ông ta nghiền thành từng mảnh nhỏ. Ông ta cũng là vua, hơn nữa còn là một vị vua cực kỳ hiếu chiến.
một vị vua, gặp phải uy áp thiên võ, ý chí chiến đấu trước khi qua đời cũng được kích thích. Ông ta đã lờ đi Triệu Bân, cũng quên mất rằng Triệu Bân đã chạm đến sự uy nghiêm của mình, quấy nhiễu sự yên bình của mình, đối mặt với Mua Man thì con kiến hôi như Triệu Bân chẳng là gì, ông ta hứng thú với Vua Man hơn. Dầm. Vua Man đang di chuyển, cuối cùng cũng đã dừng lại, vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, nhìn thấy Vua Âm Nguyệt thì ánh mắt trống rỗng bỗng có thêm chút hoang mang, dường như vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào đó đã có thêm chút biểu cảm. Dầm, ầm ầm. Tiếng địa cung đang sụp xuống, lại là sự rung chuyển khiến đá vụn rơi xuống nhiều hơn. Hai vị vua của toàn dân. Vua Man cầm diều chiến, cơ thể cường tráng, sức mạnh vượt trội. Vua Âm Nguyệt thì tay cầm cây kích khổng lồ, khí thế hung hãn, càn quét bốn phương. Khí thế của hai thiên võ chạm vào nhau, khiến cho cả vùng trời sấm chớp giật đùng đùng, không gian cũng bị bóp méo, khí uẩn vô hình đã làm cột đá dưới địa cũng đổ nát, cũng đánh bay cả Triệu Bân. Hai vị vua đối đầu với nhau. Khoảnh khắc đó, xứng đáng được ghi nhận vào sử sách. Đều là vua, đều là cảnh giới thiên võ, đều là sự tồn tại vô địch thiên hạ, dù là Vua Man hay Vua Âm Nguyệt đều là người được tôn thờ vào thời đó, đến hôm nay, thế gian vẫn còn những truyền thuyết về họ. Vua và vua chạm mặt nhau, tia lửa lóe lên trong không khí. Mạnh thật! Triệu Bân liên tục ho ra máu. Sự mạnh mẽ của hai vị vua đã khiến hắn phải khiếp sợ. Với khí thế đó, Tử Y Hầu chẳng đáng là gì, họ còn là xác ướp cổ, nếu Vua Man và Vua Âm Nguyệt còn sống thì còn đáng sợ đến mức nào nữa, vô địch thiên hạ trong truyền thuyết quả nhiên không phải là nói điêu. Ầm, ầm. Hắn ngước lên, Vua Man và Vua Âm Nguyệt cùng di chuyển, một người vung cây kích, mạnh mẽ bá đạo, một người giơ cây diều chiến lên, hung hãn vô cùng. Khí thế thiên võ nhanh chóng vọt lên đến tận cùng trong nháy mắt. Keng! Hai vị vua cùng tung đòn tấn công mạnh mẽ đầu tiên. Tiếng va chạm keng keng, những âm thanh đó còn kèm theo tia lửa chói mắt. Phụt! Triệu Bân lại hộc máu, bị ép đến mức máu chảy ra từ mắt mũi miệng và cả tai. May là có võ hồn, nếu không chắc hắn đã đánh mất ý thức từ lâu rồi. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Lấy điểm cây kích và diều chiến chạm vào nhau làm trung tâm, một vầng sáng đen ngòm lan ra khắp bốn phương tám hướng, đánh sập tất cả các cột đá chống đỡ địa cung, cũng làm sập cả ngôi mộ chính. Triệu Bân lại phun máu. Cũng may hắn đang nằm dài ngay đó, nếu đang đứng thì chắc vầng sáng đó cũng tiễn hắn đi xa. Nhìn lại hai vị vua, diều chiến của Vua Man chém ngang, như lưỡi dao sắc bén cắm vào vách tường, cây kích của Vua Âm Nguyệt cũng bị đánh bay ra ngoài. Cắm xiên xuống nền đất, cứ vang ong ong. Không phân cao thấp à, Triệu Bân khẽ thì thào. Vua Man không cử động, cứ đứng đó như một bức tượng, Vua Âm Nguyệt cũng thế, như một bia khổng lồ, một người ở thời hoang dã, một người ở thời chiến quốc, cây kích cứng rắn đó lẽ ra phải đối phó được diều thời cổ xưa. Muốn vào trong tìm Triệu Bân nhưng ngẫm lại vẫn thôi, Vua Man đã thi biến, có vào đó cũng chẳng có đường ra, khó lắm mới trốn ra được đây. Không nên nhảy lại vào hố lửa. Làm bạn với một vị vua như thế, cũng là niềm vinh hạnh của võ tu đó. Lão ta đang cố gắng tìm kiếm lý do cho mình, có thể nói là nhuần nhuyễn như thật, Triệu Bân nghe xong có khi lại chửi tục. 2. Lại là một tiếng thở dài, cuối cùng lão ta cũng xoay người. Đi ngang qua một khu rừng thì lão ta dừng lại nghỉ chân, thì chợt trông thấy một cô gái đang quỳ dưới đất đào hố, đó là Nhược Thủy. Mục đích rất rõ ràng, muốn đào một cái hố, muốn tìm cánh cửa vào trong. Lão đạo sĩ áo liệm không dám xuống mộ, nhưng cô bé thì khác. Dù thế nào cũng phải đưa xác đại ca ca ra ngoài. Lão đạo sĩ áo liệm vung tay đưa Nhược Thủy vào mộng đẹp. Lão ta đi rồi, còn mang theo cả Nhược Thủy, nhà đầu này có tư chất rất tốt, lại có tuệ căn, là một mầm non tu luyện rất tốt, ở trong cái nơi rừng sâu núi xa này quá cực khổ. Lão ta sẽ tìm cho Nhược Thủy một sư phụ, còn nghề trộm mộ thì chỉ truyền nam không truyền nữ, nếu không lão ta đã đích thân chỉ dạy. Trước khi đi, lão ta để lại cho thôn rất nhiều tiền. Làm thế có lẽ vì áy náy, dù sao cũng là một mạng người. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Thôn xóm vẫn là cái thôn nhỏ, không có Triệu Bân, cũng chẳng còn Nhược Thủy. Đến đêm thứ 4 Triệu Bân mới mở mắt. Trên người đã không còn vết thương nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt,
hơi thở cũng yếu ớt không sao tả được, có lẽ do nội thương, đi suốt một đường toàn cạm bẫy, đến đâu cũng bị thương, lần này có thể sống được đã là may mắn trong sự bất hạnh, nội thương cần thêm thời gian để điều dưỡng. Nhìn ra chỗ cách đó không xa, hai vị vua vẫn còn đứng đó. Triệu Bân đứng dậy, lấy Long Uyên khắc thành hai quan tài đá. Tất nhiên là chuẩn bị cho hai vị vua, địa cung đã sụp, cổ mộ đã bị tàn phá, cũng không thể đứng đó mãi được, hắn mất rất nhiều sức mới có thể đưa hai vị vua vào trong quan tài, tuy là cảnh giới thiên võ đã chết nhưng cơ thể cũng rất nặng, cũng may hắn có bùa nhẹ thân, nếu không thì chắc chẳng chuyển nổi. Sau khi sắp xếp hai cái xác xong, hắn lại đặt cây kích và dìu chiến vào. Sau đó lại yên tâm ngồi vẽ bùa, mỗi một quan tài đá đều bị hắn dán bùa chú. Chờ đến khi tất cả được chuẩn bị xong hết, hắn mới thực hiện thuật trầm quan, nhấn chìm hai chiếc quan tài vào cõi vĩnh hằng, đó mới là nơi hai vị vua thuộc về, hai vị tướng luyến tiếc lẫn nhau, có lẽ sẽ không phản đối. Cuối cùng mới là dọn dẹp chiến trường. Dưới địa cung đã bị tàn phá, còn sót lại rất nhiều xác chết của người tộc xác chết. Hả? Đang quan sát thì Triệu Bân đột nhiên cảm nhận được dao động khác thường. Hắn ngoái đầu lại theo bản năng, sau khi cảm nhận thì cuối cùng dừng lại ở phần mộ chính. Cái gì thế này? Triệu Bân khẽ nói, chậm rãi đi tới. Trước đó khi hai vị vua đối đầu nhau thì ngôi mộ cổ đã sập xuống. Hắn chuyển từng tảng đá lớn ra, dù ngôi mộ chính đã bị hủy nhưng tế đàn đặt quan tài đồng vẫn còn đó, hơn nữa nó còn cả huyền cơ, ở giữa có chỗ lõm xuống. Nơi đó có một cái hộp ngọc màu vàng. Dao động khác lạ đó phát ra từ chiếc hộp ngọc này. Vật chôn theo. Triệu Bân nhỏ giọng nói, giơ tay lấy ra. Không chạm còn đỡ, vừa đụng vào thì hộp ngọc đã nổ tung khiến hắn ngã khỏi tế đàn. Đến khi hắn bỏ dậy thì trông thấy giữa những mảnh vỡ của hộp ngọc có vầng sáng màu vàng. Không đúng, không phải vầng sáng mà là chất lỏng màu vàng, rực rỡ, sáng lóa, chói hết cả mắt. Đó, là cái gì? Triệu Bân ngửa đầu lên, ngạc nhiên nhìn. Giấu kín thế này, trước đó còn bị quan tài đồng đè lên, có lẽ không phải là vật phàm. Soạt! Vừa ngước lên thì chất lỏng màu vàng đó, lại hóa thành vầng sáng lao về phía hắn. Triệu Bân còn chưa kịp phản ứng thì chất lỏng màu vàng đã chui vào đan điền. A! À, Triệu Bân hừ một tiếng đầy khó chịu, bụng chặt lấy bụng dưới. Đến khi hắn đứng vững lại, nhìn vào trong cơ thể thì thấy chất lỏng màu vàng kim đã thẩm thấu vào đan điền, không chỉ thẩm thấu vào mà còn gây ra không ít chuyện bên trong. Khí hải chân nguyên vốn dĩ yên tĩnh bỗng cuồn cuộn sóng trào, một luồng sức mạnh cực lớn đẩy đan điền của hắn lớn ra từng tấc. Ư, Triệu Bân lại rên rỉ, cảm giác đau như bị dao khoét lan từ bụng dưới ra khắp cơ thể. Bù, dường như có một âm thanh vang lên. Không phải tu vi đã tăng cấp mà là đan điển của hắn đã chướng lên đến mức giới hạn rồi đột ngột vỡ tung. A, à, Triệu Bân đau đớn gào thét rồi ngang ngược về sau. Tuy đan điển đã rách toạc nhưng chân nguyên của hắn thì không hề bị phân tán, ngược lại. Nó biến thành một vùng khói trắng giống như tạo ra một thế giới khác, bên trên là mây mù răng lối, bên dưới là khí hải sáng choang. Đến lúc này, những biến đổi lớn mới dừng lại. Nhưng trạng thái của Triệu Bân thì không hề tốt chút nào, hắn bò trên mặt đất, thở hổn hển, không ngừng rên la. Có lẽ vì quá đau, đau đến mức gân xanh trên trán hắn nổi hết lên, đau đến mức hai mắt hằn lên gân máu khiến tròng mắt như biến thành màu đỏ, còn khuôn mặt thì cũng trở nên dữ tợn đầy đáng sợ. Không biết đến lúc nào thì cơn đau mới từ từ thuyên giảm. Triệu Bân vẫn còn đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, dường như hắn đã đi một vòng ở quỷ môn quan. Lúc này, khi hắn nhìn vào đan điền lần nữa thì hắn đã ngây ra rất lâu, đan điền đã bị nứt nhưng chân nguyên không chỉ không bị tan đi mà ngược lại còn biến thành một vùng biển màu vàng lấp lánh. Mỗi lần sóng cuộn trào lên thì hắn đều thấy hừng hực toàn thân, đó là khí huyết, là khí thức cực kỳ lớn mạnh, sinh linh lực cũng mạnh thêm không ít. Đây là, đan hải sao? Triệu Bân lên tiếng, giọng nói vẫn còn khàn khàn, biểu cảm trên mặt là sự khó tin. Đan hải cũng giống như võ hồn, chỉ có tu luyện đến cấp thiên võ thì mới có tư cách khai thông. Đan điền và đan hải. Nghe thôi cũng biết đan hải cao hơn đan điền một cấp rồi. Không ngờ dung hòa chất lỏng màu vàng kim, làm nổ tung đan điền thì lại có thể tạo ra được đan hải. Niềm vui bất ngờ này khiến hắn không kịp trở tay. Vậy, rốt cuộc là gì?
Triệu Bân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng giống như đang nằm mơ. Chỉ một loại chất lỏng màu vàng kim mà có thể tạo ra được đan hải, thế này cũng bá đạo thật đấy. Đồ của thần tiên sao, Triệu Bân thầm hỏi trong lòng. Tiếc là Nguyệt Thần đã bế quan, nếu như cô ta còn tỉnh thì hắn có thể hỏi cô ta rồi. Một lúc lâu sau, Triệu Bân mới phản ứng lại, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, sức mạnh cực lớn khiến hắn vô cùng phấn khích. Trong máu như có ngọn lửa hừng hực đang cháy, hắn rất muốn tìm ai đó đánh một trận. Cũng đúng thôi, đan điền và đan hải không cùng một đẳng cấp. Nếu như đã không thuộc cùng một đẳng cấp thì đương nhiên sức mạnh mà chúng chứa đựng cũng sẽ không giống nhau. Nếu như đan điền là vật chứa thì đương nhiên đan hải cũng vậy. Lượng chân nguyên mà chúng có thể chứa tất nhiên không thể nào so sánh với nhau được, đương nhiên chân nguyên có thể sử dụng cũng vượt xa so với đan điền. Có điều đan hải của hắn chỉ là cấp chân linh, cũng giống như võ hồn của hắn, đan hải cũng bị tu vi giới hạn, chờ đến khi tăng cấp thì đan hải cũng sẽ lớn lên theo. Đúng là tạo hóa. Triệu Bân mỉm cười đầy ngô nghê, chuyến này đúng thật là không uổng công. Nếu lão đạo áo liệm biết được thì không biết lão ta sẽ nghĩ gì, tốn công tốn sức trộm mộ, không lấy được gì thì thôi đi, còn bị thương khắp người, sau đó bị một tiểu võ tu hớt tay trên bảo bối quý giá nhất trong mộ. Đã nói mà. Sao mộ phần của cao thủ cấp thiên võ lại không có vật bồi táng được chứ, hơn nữa còn không phải là vật tầm thường. Điểm này thì Triệu Bân cảm nhận rất sâu sắc. Trong mộ của vua Âm Nguyệt, hắn đã lấy được nhẫn ma, luyện ra được một giọt huyết ma, bên trong nhẫn ma còn có không gian chứa đồ rộng lớn bằng cả ngọn núi. Hắn đến cổ mộ của vua Man cũng là một cơ duyên, mặc dù không biết chất lỏng màu vàng kim đó là gì nhưng nó lại giúp cho đan điền của hắn biến thành đan hải. Tiền bối. Ta không phải cố ý muốn lấy bảo bối của ông đâu. Triệu Bân đứng thẳng người, cười gượng gạo. Hắn chắp tay về phía ngôi mộ chính mà lại. Hắn chỉ tò mò, chỉ muốn biết bên trong cháp ngọc đó là gì chứ không định lấy đi. Quỷ mới biết sao chất lỏng màu vàng kim đó lại có thể chui tọt vào đan điền của mình, còn gây ra một sự biến đổi động trời trong khoảnh khắc bất ngờ như thế. Trả lại cho tiền bối cái này. Triệu Bân cười gượng. Lấy một cây giáo từ trong túi đựng đồ ra rồi đặt lên trên giàn tế. Cũng giống như hôm đó, khi lấy nhẫn ma ở mộ của vua Âm Nguyệt, hắn lấy đi một thứ thì sẽ để lại một thứ khác. Theo như cách nói của vua Âm Nguyệt thì đấy là nhân quả. Cuối cùng, hắn vái lại, rồi mới quay người bỏ đi. Hắn lại đến chỗ cây cầu vòm, một trong số những cây cầu vòm đó đã bị sụp, chỗ liên kết của hai cây cầu bị phá hỏng vì trận đánh của hai vị vua. Chỗ nào hai người họ không đi qua thì mới sóng yên biển lặng. Lúc đi trên cầu, Triệu Bân vẫn liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc này nhìn xuống vực sâu thì nó đã không còn là một vùng tăm tối nữa mà có thể nhìn thẳng thấy đáy. Bên dưới, cũng có một lá bùa ngàn trượng cực lớn. Sở dĩ vực sâu có sức hút mạnh đến thế là do lá bùa ngàn trượng đó tạo ra. Ngoài lá bùa ngàn trượng ra thì còn có rất nhiều cơ quan khác. Hắn cũng nhìn thấy người thanh niên áo đỏ trước đây. Hắn ta đã bị những cây giáo đâm đầy người, chết rất thê thảm. Nếu như dùng bùa ngàn trượng mạnh cỡ này trên chiến trường thì chắc sẽ rất hiệu quả. Triệu Bân lẩm bẩm, có một sức hút cực kỳ lớn làm hắn rất khó khăn trong việc đi trên cây cầu. Để về nghiên cứu thử nào. Triệu Bân vừa nói vừa tăng tốc đi qua cầu, cũng không biết dân làng thế nào rồi. Đường ra ngoài khá suôn sẻ, hai vị vua đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn. Các cơ quan trong mộ gần như đều đã bị hủy hết, không có khả năng ngăn cản nữa nên hắn có thể dễ dàng vượt qua. Lúc hắn chui ra khỏi mộ thì đã là nửa đêm, may mà chỗ này không có người, nếu như có người thì nhất định sẽ phải giật mình, đột nhiên có người bà từ dưới đất lên, hơn nữa còn dính máu khắp người, trong đêm tối mịt mù, người không biết còn tưởng là một con ma chui ra từ địa ngục nữa đấy chứ. Lúc quay lại thôn làng thì mọi người đã ngủ say, không khí rất yên ắng. Triệu Bân dùng võ hồn cảm nhận thì thấy tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi mình Nhược Thủy. Đi đâu rồi? Triệu Bân chau mày, đẩy cửa nhà thôn trưởng ra. Thanh niên à, cậu muốn dọa chết ta sao? Ế, không phải cậu đã chết rồi sao? Có ma. Trong phòng, lão thôn trưởng nói luôn miệng, nói một lúc thì hét lên, trông ông ta lớn tuổi vậy đấy mà leo xuống giường là sải bước chạy ngay. Ai mà dám tin ông ta là một ông già đã hơn 70 tuổi chứ? Triệu Bân đưa tay ra, kéo ông ta lại rồi hỏi, Nhược Thủy đâu? Đã bị cái tên lão đạo áo liệm đó bắt đi rồi,
nói là dẫn cô bé đi tu hành, lão thôn trưởng nói lý nhí. Ông ta vừa nói ra thì Triệu Bân liền bất giác mỉm cười, đưa Nhược Thủy đi cũng tốt, cô nhóc đó đúng là một hạt giống tốt để tu hành. Đương nhiên lão đạo áo liệm cũng có thể nhìn ra được điểm đó, chắc là ông ta sẽ không ngược đãi cô nhóc mà ngược lại sẽ cố gắng bồi dưỡng. Nhắc đến lão đạo áo liệm thì sắc mặt hắn tối sầm xuống. Dắt hắn xuống mộ rồi lại một mình ra ngoài, vậy mà cũng không biết thử xuống dưới tìm hắn. Nói đi cũng phải nói lại, hắn nên cảm ơn lão ta vì đã không tìm hắn, nếu không thì hắn cũng không thể có được tạo hóa khơi thông được đan hải. Cậu thanh niên, cậu còn sống thật à? Lão thôn trưởng hỏi với vẻ thăm dò và quan sát hắn từ trên xuống dưới. Các thôn dân tụ tập lại cũng đều ngạc nhiên, đã nói là chết rồi mà sao vẫn còn sống thế? Diêm Vương không nhận. Triệu Bân mỉm cười, hắn thấy các thôn dân đều bình an thì quay về lại trong núi, men theo đường hầm vào trong cổ mộ. Hắn rất hứng thú với lá bùa ngàn trượng cực lớn trong đó, đợi sau khi nghiên cứu thông suốt thì sau ngày nhất định sẽ rất hữu dụng. Nếu đến cả xe nỏ cũng làm được, để hai thứ bổ trợ cho nhau thì mới thật sự là hoàn hảo. Triệu Bân quay lại cổ mộ thì chạy thẳng đến chỗ cây cầu vòm, rồi dùng bùa lơ lửng bay vào trong vực sâu. Bùa ngàn trượng giống như một cục nam châm, bất luận là người hay vật, chỉ cần vào trong phạm vi đó thì tất cả đều bị giữ chặt. Dù là sự trói buộc hay sức hút thì đều có tác dụng bổ trợ, hỗ trợ cho cây giáo tuyệt sát. Trước đây, trong địa cung, hắn và người của tộc xác chết là ví dụ rõ nhất, may mà người của tộc xác chết còn có con rối từ xác chết đỡ thương. Nếu như là võ tu bình thường thì dù là cao thủ cấp địa tạng, kết cục cũng sẽ bị nổ tan tành. Còn về hắn, nhờ có khí thế thiên võ bá đạo nên mới có thể giữ được mạng. Trong chớp mắt, hắn đã đáp xuống vị trí thấp nhất của vực sâu, tuy các cơ quan đã bị hư hại nhưng uy lực tàn dư của bùa ngàn trượng vẫn còn, ngoài ra còn có lực hút và lực kiềm hãm. Có điều, với hắn mà nói thì chúng không là gì cả. Hắn đứng trên bùa ngàn trượng, nhìn tới nhìn lui. Nói là bùa chi bằng nói là những hoa văn được khắc trên mặt đất, được tổ hợp theo một loại trận pháp. Bùa ngàn trượng này được sắp xếp theo hình cửu cung bát quái, quy tắc cũng giống như những lá bùa bằng giấy, đường nét của mỗi hoa văn đều được vẽ rất kỳ công, cần phải đưa chân nguyên vào trong, đường vân nào cần đưa vào bao nhiêu, tất cả đều được yêu cầu rất khắt khe. Vi diệu, đúng là rất vi diệu. Hắn cầm quyển sách trắng trong tay, chân đi tới đi lui, tay kia thì cầm bút. Chép lại các đường nét. Hắn phải chép y nguyên lại, đem về từ từ nghiên cứu, chắc là cũng có thể làm ra được. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai. Hắn làm một lúc nhiều việc, đi đến đâu cũng không quên rèn luyện cơ thể. Đặc biệt là sau khi khơi thông được đan hải thì hắn lại tu luyện điên cuồng hơn. Không còn cách nào khác, chân nguyên trong đan hải quá dồi dào, một khi sức chiến đấu được phát huy hết cỡ thì e là cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ không chịu nổi sức mạnh lớn như thế. Hắn đi qua, thu xác của thanh niên áo đỏ vào trong nhẫn ma rồi tiếp tục sao chép. Thế là hắn mất hết một ngày mới chép xong các nét vẽ. Hắn im lặng nghiền ngẫm, trong thời gian đó, hắn còn cầm bùa vàng thử vẽ lên thử nhưng có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, hắn vẽ một lúc thì bùa vàng lại phát nổ. Hắn từng nghĩ chắc là do giấy vẽ bùa không chịu được các nét vẽ của bùa ngàn trượng. Hoặc cũng có thể là do bùa ngàn trượng quá bá đạo, chỉ có mặt sàn dày và chắc thì mới chịu nổi thôi. Hắn cũng từng thử vẽ trên mặt sàn nhưng vẫn rất khó thành công, vì bùa ngàn trượng có quá nhiều nét vẽ, chỉ cần bất cứ nét nào bị vẽ sai hay có bất cứ nét nào bị truyền chân nguyên không đúng thì đều có thể khiến lá bùa mất tác dụng. Vì vậy, hắn cần thời gian để thử nghiệm thêm. Giống như đi mê cung mà không có người dẫn đường thì chỉ có thể tự mình lần mò. Chỗ hắn có một người biết tuốt nhưng cô ta lại bế quan mất rồi, trời mới biết khi nào cô ta sẽ tỉnh lại. Vì vậy nên tất cả đều phải dựa vào mình. Ngày thứ ba hắn mới rời khỏi đó, đi đến mê cung trong con đường dẫn đến mộ. Trước đây hắn có đi thế nào cũng không ra được. Bây giờ địa cung đã bị đổ nát, rất nhiều cơ quan bí mật đã bị lộ. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được manh mối, hắn phải không ngừng suýt xoa khi nhìn thấy con đường đúng, hắn đã đi qua rất nhiều lần rồi nhưng khổ nỗi giữa đường lại mắc sai lầm. Có quá nhiều ngã rẽ, chỉ cần rẽ sai một cái là sai cả con đường. Hả? Triệu Bân vừa mới ra ngoài thì đã ngửi thấy mùi máu tanh, nó bay ra từ chỗ thôn làng. Tối nay là một đêm tàn khốc,
Lúc hắn quay về đến thôn thì chỉ thấy máu chảy lênh láng, phần lớn nhà đá đều đổ sập, xác chết nằm đầy dưới đất, trẻ con đều bị ghim trên tường, đàn ông thì bị chặt đầu, phụ nữ thì áo quần rách dưới, không khó để tưởng tượng, họ đã bị hiếp đến chết. Vẻ mặt Triệu Bân trắng bệch, hắn đứng lặng thinh không cử động. Dù hắn đã từng ra trận, từng nhìn thấy xác chất thành núi máu chảy thành sông nhưng khi nhìn thấy cảnh này hắn cũng không kiềm được mà run tay, không thể áp chế được không khí lạnh lẽo và chết chóc, bọn họ đều là những con người bình thường, người nào mà lại tàn bạo đến thế. Cậu thanh niên, trong gió đông buốt lạnh, có một tiếng gọi run rẩy và yếu ớt vang lên. Triệu Bân quay lại nhìn, vẫn còn người còn sống. Là lão thôn trưởng đó, ông ta bị treo trên cây, khắp người đều là máu. Triệu Bân phóng lên như một cơn gió, nhẹ nhàng thả ông ta xuống, rồi truyền chân nguyên vào trong người đối phương, tiếc là không có tác dụng gì. Nói ông ta vẫn còn sống thì không chính xác, toàn thân ông cụ đều là máu này đã chết rồi, bây giờ ông ta vẫn còn có thể nói chuyện được chắc là do chấp niệm đã giúp ông ta gắng gượng, chút hơi thở cuối cùng trong lúc hồi quang phản chiếu mà thôi. Là ai? Hắc Long Sơn. Lão thôn trưởng nói không ra hơi, chắc là vì muốn đợi Triệu Bân. Ông ta đã đợi đến lúc như ngọn đèn cạn dầu, chỉ muốn nói ra ba chữ đó trước khi chết. Ông ta không biết Hắc Long Sơn ở đâu, chỉ là nghe mấy tên cường đạo đó nói, thôi. Ông ta bị treo trên cây, tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ hoạt bát bị ghim lên tường, từng đứa một, và cũng tận mắt nhìn thấy mấy anh nông dân bị chặt đầu. Đấy là sự căm hận và cũng là nợ máu. Chính chấp niệm này đã giúp ông ta gắng gượng đến bây giờ. Ông ta nói xong ba chữ đó thì cuối cùng cũng nhắm mắt. Mọi người sẽ không phải cô đơn trên đường đến suối vàng đâu, Triệu Bân khẽ nói, trong lòng cảm thấy áy náy. Nếu hắn ra ngoài sớm hơn một ngày thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thê thảm này. Dưới ánh trăng, hắn đào một cái hố lớn giữa núi, chôn cất tất cả những người trong thôn, hắn còn lập một bia mộ, bên viết người dân thôn Sơn Hà tên của thôn nhỏ này là thôn Sơn Hà. Dưới ánh trăng. Bóng hắn càng lúc càng khuất xa. Phụ thân từng nói, nhận ơn một, báo đáp lại 10. Bất luận và báo thù hay là báo ơn thì hắn đều phải đến Hắc Long Sơn một chuyến. Quạc! Đại bằng sải cánh bay cao, đưa Triệu Bân bay về phía bắc. Hắn không thông thuộc chỗ này nên phải tìm người để hỏi thăm thử Hắc Long Sơn ở đâu, đó là nơi như thế nào, đợi tìm hiểu rõ rồi thì sẽ tóm hết cả ổ bọn chúng. Trốn rừng núi hoang vu không có lấy một bóng người. Trên không thì có rất nhiều luồng sáng, đó đều là tòa kỵ, phần lớn là hai, ba ông già dắt theo một người trẻ, tất cả đều trùm áo đen. Triệu Bân không đến gần để hỏi thăm, vừa nhìn là biết họ đến Thiên Tông để tham gia sát hạch, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó của họ, rõ ràng không phải bản địa, có hỏi cũng như không mà thôi. Trời dần sáng, hắn mới dừng chân trước một thị trấn cổ khá nhỏ. Thị trấn cổ cũng không phải nhỏ lắm, cũng có thể xem nó là một ngôi thành nhỏ. Sáng sớm, cổng thành không ngớt người qua kẻ lại, phần lớn là thợ săn và lính đánh thuê, ai nấy cũng sát khí đằng đằng. Ngoài ra, còn có bảo tiêu, hô hào khẩu hiệu rất chuyên nghiệp, còn lại là những hộ buôn bán nhỏ, bán đủ các loại hàng. Cậu nhóc, mua tranh chữ không? Hễ đến chỗ đông người là lại có người đến giao bán bảo bối, chẳng hạn như người này, ông ta đã nắm chặt lấy Triệu Bân, ông ta là một ông già gầy nhom, để râu chữ bát. Mang một giỏ đựng sách trên lưng, bên trong để đầy tranh chữ. Người không biết còn tưởng ông ta là một lão tú tài tham gia thi cử nhiều năm nhưng vẫn chưa đỗ cao nữa. Có biết Hắc Long Sơn ở đâu không? Triệu Bân không nói lời thừa, cũng không có tâm trạng mua tranh chữ. Này, nhìn này! Ông lão râu chữ bát túm lấy Triệu Bân, chỉ vào tấm biển trên cổng thành. Triệu Bân ngước mắt nhìn theo, chữ viết trên biển rất mạnh mẽ Hắc Long Sơn. Đây chính là Hắc Long Sơn sao? Triệu Bân chau mày, hắn còn tưởng Hắc Long Sơn là hang ổ của bọn cướp nữa cơ. Cuối cùng, không ngờ lại là tên của một thị trấn nhỏ. Một thị trấn cổ bình thường sao lại gọi là Hắc Long Sơn? Đặt tên kiểu gì thế không biết. Tranh chữ mới ra lò đây, đảm bảo hài lòng. Ông lão râu chữ bát đã mở một bức tranh chữ ra, hơn nữa còn lén la lén lút. Triệu Bân liếc mắt nhìn sơ. Đấy đâu phải là tranh chữ, rõ ràng là tranh đồi trụy. Nếu như hắn đoán không lầm thì số tranh chữ trong giỏ sách của ông lão râu chữ bát đó đều là loại này hết, mới sáng sớm mà đã đứng chặn ở cổng thành bán dạo rồi. 100 lạng, cũng không đắt mà, mua một tấm không.
Ông lão dầu chữ bát xếp tranh chữ lại, nhích mày, cười xảo quyệt. Triệu Bân không trả lời, hắn đi vào trong trấn, trước khi đi, còn liếc nhìn tấm biển trên cửa thành. Lão thôn trưởng nhắc đến Hắc Long Sơn nhất định không phải là nói bừa, chắc chắn kẻ giết người trong thôn có quan hệ với thị trấn nhỏ này, không chừng đám cướp đó đã chạy đến đây để phi táng đồ, không chừng đây là xào huyệt của bọn chúng. Thời đại chiếm núi Xương Vương đã qua rồi, không làm nữa để tránh việc trở thành mục tiêu của quan phủ. Ẩn nấp trong thị trấn nhỏ là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thị trấn lúc sáng sớm cực kỳ náo nhiệt, tiếng giao bán hàng vang lên không ngớt. Triệu Bân lặng lẽ bước qua, hắn nhìn quanh, nghe ngóng khắp nơi, không chừng hắn sẽ nghe thấy gì đó có ích. Nhưng suốt dọc đường, hắn chỉ nghe được có mấy chuyện nhỏ nhặt thường xảy ra hàng ngày, nào là lợn nái nhà ai đẻ con hay con gái nhà ai đẹp, hắn đi gần hết nửa con đường mà chưa nghe được thông tin gì có ích. Lúc đang đi thì có người tông phải hắn rồi vội vã đi mất. Triệu Bân đưa tay ra, kéo hắn ta lại, đó là một kẻ mặt mày hốc hác, xấu xí. Chưa đến 17-18 tuổi mà ánh mắt đã có vẻ không bình thường, nhìn kỹ mới biết, hắn ta vừa sinh ra đã bị lé. Kéo ta làm gì hả, người đó hét lên. Triệu Bân không muốn nói lời thừa thãi mà thò tay vào trong ngực hắn, lấy ra một miếng ngọc bội, đấy là ngọc bội của hắn, vốn dĩ được treo ở bên hông, lúc nãy đã bị tên này tiện tay trộm mất, hắn ta chính là một tên trộm vặt. Cha, sao đồ của ngươi lại chạy qua chỗ của ta thế, tên trộm mắt lé kinh ngạc nói. Triệu Bân không nói gì, quay người đi vào một quán rượu. Trong quán rượu có người mà hắn muốn tìm, lúc nãy hắn đã nghe thấy chuyện mà hắn đang muốn nghe. Suýt chút là gặp hạn rồi. Tên trộm vặt mắt lé phía sau chạy nhanh như bay. Bên này, Triệu Bân đã tìm đến một bàn gần bên cửa sổ, người hắn muốn tìm đang ở cách đó không xa, đấy là hai người đàn ông lực lưỡng, một người mặt mày đầy râu, người kia cạo đầu bóng láng, hơn nữa tu vi cũng không phải là yếu. Tên đầu chọc đã là cao thủ cảnh giới huyền dương. Tối qua, lúc quay về, bọn mày lại đánh một phố à, người đàn ông chọc đầu mỉm cười và nói. Một ngôi làng nghèo, tên Sơn Hà gì đó, lão đại dẫn đầu mà cũng không có gì sơi múi, người đàn ông có dâu uống cạn một chén rượu, lúc đặt chén rượu xuống thì mỉm cười với vẻ gian tà rồi nói, nghèo thì hơi nghèo thật nhưng được cái phụ nữ khá ngon, chỉ có điều tính tình mạnh mẽ quá, ông vẫn chưa chơi đã thì đã cắn lưỡi tự tử mất rồi. Lần sau có chuyện tốt thế thì nhớ gọi ta. Hai người họ nói chuyện vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ bạo tàn. Triệu Bân nghe thấy rất rõ, hắn chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu trong chén rượu. Về cơ bản hắn đã chắc chắn tên có dâu đó là một trong số những người đã tàn sát dân làng, nhưng hắn không vội ra tay, nếu như đã là một bọn thì phải tính sổ hết cả bọn. Hai tên đó uống rất giỏi. Đến khi màn đêm buông xuống mới thấy họ đứng dậy. Lảo đảo rời đi. Triệu Bân đặt ít bạc vụn lên bàn, lặng lẽ theo sau. Đã có lúc hắn không kiềm chế được, muốn giết chết bọn chúng ngay trên đường nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, hắn phải tìm thấy xào huyệt, tóm hết cả ổ. Hai người đàn ông say bí tỉ ở phía trước không hề phát giác ra. Đến khi rẽ qua một ngã rẽ thì hai tên đó đã đi thẳng vào một phủ đệ. Phủ đó rất lớn, trên biển có ghi hai chữ Chu Phủ, nhìn thôi cũng thấy hoa mắt. Rõ ràng là nhà giàu có, không chừng còn là một phú hào ngu dốt, hai con sư tử đá trước cửa to khiếp người. Chạy đi đâu thế hả? Lão đại đang tìm hai người đấy. Thị vệ gác cổng nhìn thấy hai người họ từ xa thì đã lên tiếng mắng. Uống thêm mấy chén ấy mà. Người đàn ông có dâu và người đàn ông chọc đầu cười gượng gạo, vội và lấy lại sự tỉnh táo. Trước khi vào phủ thì họ còn không quên chỉnh lại quần áo rồi mới nhắm mắt vào trong. Với bọn họ mà nói thì gặp lão đại sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị mắng. Hay cho một Chu Phủ, hay cho một lão đại. Triệu Bân lạnh lùng thốt lên trong một góc tối trong con hẻm. Phủ đệ đó không hiền hòa như ngoài mặt của nó, nhất định là xào huyệt của bọn cướp. Câu lão đại ban nãy của tên gác cổng chắc chắn là chỉ kẻ cầm đầu băng cướp và chắc chắn cũng là tên cầm đầu trong vụ thảm sát dân làng. Triệu Bân thi triển độn thổ. Tiến vào nơi được gọi là Chu Phủ. Đúng như những gì hắn đoán, phủ đệ này không hề đơn giản, bên trong có rất nhiều cấm chú, cũng có rất nhiều bóng người lướt qua, hết đội này đến đội khác, có lẽ chính là người tuần tra, bên hông là đao đầu quỷ, trong lúc tuần tra vẫn không quên tán gẫu với nhau, bàn về những mánh khóe vào nhà cướp của, âm thầm nghĩ để hôm nào đó lại làm thử một phen. Triệu Bân ẩn nấp bên dưới, thoải mái tránh khỏi tuần tra.
So với Liễu gia, thì cấm chú của Chu phủ này chỉ là vật trang trí. Hả? Triệu Bân đột nhiên dừng lại, ngửa đầu ngước lên xem, trông thấy một bóng đen đang lướt qua, mặc một bộ y phục dạ hành nhưng với thiên nhãn của hắn thì chẳng thể giấu đi đâu được cả. Cẩn thận xem xét, đó chính là lão già dâu chữ bát chào hàng Xuân cung đồ ở cửa thành đây mà. Lão ta không hề đơn giản như vẻ ngoài, có thể thấy là một tên không an phận, nhảy vào một mái đình nghỉ mát, cầm cái tẩu thuốc gõ tới gõ lui, gõ 2-3 lần, còn lắng tai lên nghe như thể đang tìm thứ gì đó. Soạt. Triệu Bân ngước lên nhìn, lại là một bóng đen còn lén lút và nhanh hơn cả dâu chữ bát, cũng mặc y phục dạ hành. Mở to mắt ra xem thì đó chính là tên trộm mắt lác đã trộm ngọc bội của hắn sáng nay. Tên này lén lén lút lút, danh ma nhanh nhẹn như chuột, trông cũng có vẻ là vào đây tìm thứ gì đó. Triệu Bân ngước lên nhìn, hắn ta đã lẻn vào một căn phòng, có thể thấy hắn ta đang lục tung cả căn phòng lên. Trong phủ này có bảo bối gì ư, Triệu Bân thầm nói. Hơn nửa đêm không lo ngủ nghỉ gì, lại chạy tới phủ nhà người ta tìm đồ. Soạt. Vẫn còn người, là một người áo đen, lướt đi như ma quỷ, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu. Đó, là một sát thủ. Triệu Bân nghe nói, hai mắt híp lại. Gặp phải ám sát quá nhiều lần như thế, hắn cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của những kẻ đó, đã là sát thủ thù mục đích của kẻ đó khi đến đây cũng dễ đoán, có lẽ là ai đó đã mua mạng người. Thế thì cộng thêm hắn sẽ tròn 4 người. Triệu Bân nhìn lướt qua, lại tiếp tục đi về phía đại đường. Đại đường đèn đuốc sáng trưng, tập trung rất đông người, hình như trưởng lão đang họp mặt, nói chính xác hơn là mấy kẻ trộm cắp đang chia của, cái gì mà đồ sứ châu báu, cái gì mà ngọc thạch sách cổ, chất thành cả ngọn núi nhỏ, giá trị xa xỉ. Người ngồi ở vị trí cao nhất chính là một lão già mặc mãng bào. Phong thái uy nghiêm đó chứng tỏ người này chính là đầu sỏ của băng cướp. Huyền Dương tầng cao nhất. Triệu Bân liếc mắt một cái đã nhận ra tu vi của lão ta, cảnh giới cao như thế, có lẽ đủ sức để thành lập một gia tộc nhỏ, thế mà vẫn muốn làm trộm cắp, sang gia tộc nào đó làm khách khanh trưởng lão còn kiếm được nhiều hơn đi cướp của thế này. Nhiệm vụ tiếp theo chính là bắt trẻ sơ sinh, càng nhiều càng tốt. Lão già mặc mãng bào nằm nghiêng người trên ghế, thoải mái nói, vẻ mặt cũng cực kỳ nhàn nhã. Nghe thế, vẻ lạnh lẽo trong mắt Triệu Bân tỏa ra bốn phía. Bắt trẻ sơ sinh thì chắc dùng để tu luyện, có rất nhiều võ tu tà ác, thường cắn nuốt trẻ sơ sinh. Để tầm bổ cho khí lực của mình. Dễ thôi. Đám trộm cắp kia nở nụ cười khát máu. Triệu Bân vẫn không cử động, những kẻ đó đúng là phường trộm cắp, nhưng tu vi cũng không thấp. Một khi đối đầu nhau thì chắc chắn sẽ có người thoát được, đó không phải là điều hắn muốn giết sạch hết đám người này. Báo thù cũng được, báo ơn cũng thế, thay trời hành đạo cũng chẳng sao. Đêm nay hắn sẽ đại khai sát giới. Sau khi chia của, đám trộm cắp đó lập tức giải tán. Triệu Bân cũng bắt đầu di chuyển, chạy tới chỗ tên dâu Ria xồm xoàm. Tên xấu xa đó thì nhàn nhã thích ý lắm, đọc đường đi cứ cười khẽ mãi thôi. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, xuất hiện như âm hồn. Ngươi, tên dâu Ria xồm xoàm chợt tái mặt, sao dưng không lại xuất hiện một người thế này? Phụt. Triệu Bân đã tấn công tới, chẳng có một tiếng la hét nào đã, một kiếm cắt ngang qua cổ. Tên đó ôm cổ ngã ầm xuống đất, cũng muốn kêu la thảm thiết nhưng lại chẳng phát ra nổi âm thanh gì, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Triệu Bân, đến chết vẫn không biết người giết mình là ai. Người đầu tiên, Triệu Bân hờ hững nói, sau đó lại biến mất, trước khi đi, xác tên đó còn bị mang đi. Sau đó không bao lâu, màu máu lại xuất hiện. Chính là đại hán đầu chọc sáng nay, chân trước vừa mới bước qua cửa phòng thì sau lưng đã gặp phải một đòn tuyệt sát, gã đầu như quả dưa hấu ngã nhào, hai mắt trợn ngược, khoảnh khắc đó, dường như gã ta có thể trông thấy một bóng người. Tên thứ hai. Triệu Bân gom xác chết lại rồi biến mất trong bóng đêm. Kẻ thứ ba bị nhắm tới chính là thanh niên có vết sẹo trên mặt, trông có vẻ rất yêu quý thanh đao của mình, đang ngồi trên lan can lau. Đó là một thanh đao tốt, ít nhất là Triệu Bân nghĩ thế. Đao là đao tốt, nhưng người thì hắn lại không dám khen. Triệu Bân cũng lao ra giết người trong nháy mắt, cũng là một kiếm cắt ngang cổ họng, thanh niên mặt sẹo cũng hệt như đại hán trước đó, ôm cổ đang tuôn máu, thanh đao sắp rơi xuống đất được Triệu Bân bắt được. Cũng là ám sát, nhưng bớt đi chút âm thanh.
trời không trăng không sao, gió nhẹ lên cao. Triệu Bân hóa thân thành sát thần, như hồn ma xuất quỷ nhập thần, đến nơi nào thì nơi đó sẽ có kẻ bị giết, có thể ở trên giường, cũng có thể đang tu luyện, hoặc đang đếm bạc. Đám người đó làm đủ chuyện trên đời nhưng với Triệu Bân mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, dù có đang bận hưởng lạc nam nữ gì thì cũng giết sạch không tha. Mùi máu tanh. Dâu chữ bát vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó nhếch mũi lên. Mũi của tên trộm mắt lác cũng khá là nhạy bén. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, sau đó không quan tâm đến nữa, đều đến đây để tìm đồ cả, tốt nhất không nên đụng mặt nhau, cả tên sát thủ áo đen kia nữa, không biết tới đây để ám sát ai, đã đảo quanh phủ mấy vòng rồi vẫn chưa thấy dừng lại, một kẻ quanh năm giết người thì làm gì có chuyện không ngửi thấy mùi máu. Tên thứ 67. Triệu Bân vẫn vung Long Uyên lên, biến mất trong bóng tối. Trong số những tên cướp bị giết thì người uất ức nhất chắc là kẻ đang đi tiểu, vừa mới lôi thằng nhỏ ra, chưa kịp nghe tiếng ào ào thì đã bị Triệu Bân đẩy lên đường xuống suối vàng, nín suốt cả một đường. Phủ đệ dưới ánh trăng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Trước đó, đi đâu cũng có thể nhìn thấy những tên cướp đi tuần tra, nhưng bây giờ ấy à? Hoàn toàn không thấy một bóng người, tất cả đều nằm trong chiếc nhẫn ma của Triệu Bân đấy. Ngoài mùi máu tanh ra, Triệu Bân chẳng tạo thêm một chút tiếng vang nào, cả tiếng hét thảm cũng không có, cả hắn cũng thấy mình có tiềm năng làm sát thủ lắm. Ai? Không biết nơi nào phát ra tiếng gào to, ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Triệu Bân độn thổ ngước lên xem, thấy tên trộm mắt lác đi quá nhanh nên chúng phải chấm chú, gặp phải phi đao và bị mấy tên cướp phát hiện. Một đám chạy ầm ầm qua đó. Năm xuôi tháng hạn. Tên trộm mắt lác lướt đi như một cơn gió, chờ đám cướp chạy tới thì hắn ta đã không còn bóng dáng. Lại dám tới đây để trộm đồ, muốn lật trời hết rồi mà. Trong đám đông ầm ĩ, có một tên trộm gào to cực kỳ vang dội. Triệu Bân xem mà tặc lưỡi không thôi, đó không phải là tên cướp, mà là dâu chữ bát, tiếc là một đám đông như thế mà chẳng ai nhận ra. Không bắt được trộm nên ai cũng ngáp cái rồi bỏ đi, trong đầu vẫn nghĩ sao là lạ, chẳng thấy bóng người tuần tra đâu. Một đám đi ngủ hết rồi hay sao ấy? Phụt, phụt. Đoạn nhạc đêm qua đi, giết chóc lại tiếp tục. Triệu Bân chẳng có chút thương hại nào, đi đến đâu giết tới đó, có quá nhiều người đang ngủ thì phải xuống chầu Diêm Vương, trong chiếc nhẫn ma lại có thêm một cái xác, đi ngang qua một ngọn núi giả thì hắn trông thấy thích khách áo đen. Không biết tại sao tên đó cứ dạo vòng vòng trong phủ lúc nửa đêm, rốt cuộc là muốn giết ai. Nhưng lão già dâu chứ bát đã không còn bóng dáng. Hay có thể nói là tìm được con đường bí mật và đã lẻn vào đó trộm đồ rồi. Ngoài hắn ra vẫn còn tên trộm mắt lác, không ngờ vẫn vòng trở về để tiếp tục tìm kiếm. Tìm một hồi thì hắn ta cũng biến mất luôn, có lẽ đã tìm thấy đường rồi. 131 người. Lời Triệu Bân nói chỉ có mình hắn nghe thấy. Hầu hết cướp trong phủ đã bị hắn tiễn về miền cực lạc. A! À, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Sau đó, hắn trông thấy một bóng người đầy máu đột nhiên nhảy ra. Là tên thích khách ám sát đó, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu nhưng vì sức không đủ mạnh nên bị đánh ngược trở ra. Đến tận bây giờ Triệu Bân mới biết mục tên đó muốn ám sát là ai, đó chính là tên đầu sỏ. Huyền Dương tầng thứ nhất mà cũng dám chạy tới giết ta ư. Lão già mặc mãng bảo bước ra, sát khí từ lão ta khiến hoa cỏ xung quanh nổ tung. Tên ám sát ho ra một ngụm máu, xoay người bỏ chạy, ám sát thất bại, không chạy đi còn ở đó chờ bị giết à. Ngươi, đi được chắc. Lão già mặc mãng bảo cười lạnh. Một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay lão. Phập. Thích khách áo đen đã nhảy lên giữa không trung bị kiếm khí xuyên thủng ngực. Khi rơi xuống đất thì đã biến thành một cái xác, Huyền Dương tầng thứ nhất, quả thật không phải là đối thủ của tầng cao nhất. Lão già mặc mãng bào cầm đao đứng đó, không nhìn tới thích khách mà nhíu mày nhìn xung quanh. Tại sao tiếng động lớn thế mà chẳng thấy một tay sai nào chạy tới đây? Sau khi cẩn thận cảm nhận, lão ta tái mặt, cả phủ đệ này đã không còn hơi thở của người sống nữa, một đống người như thế đều bốc hơi hết à. Tiền bối tìm gì thế? Giọng nói thản nhiên vang lên, Triệu Bân bước ra từ trong bóng tối. Nhìn thấy Long Uyên hắn đang cầm vẫn còn dính máu tươi, đều là máu của những tên cướp.
Sao lại thế được? Lão già mặc mãng bào không thể tin nổi. Triệu Bân không hề che giấu hơi thở để giấu đi chân nguyên, lão ta có thể thấy được tu vi của hắn, chỉ là một cảnh giới chân linh nho nhỏ, một tên võ tu bé tí mà sao có thể giết được nhiều người như thế. Nên biết rằng người ở chỗ lão ta có hơn phân nửa là cảnh giới huyền dương. Trong đó có một kẻ tầng thứ 8, mà cũng bị giết ư. Hay là tên này vẫn còn che giấu đồng đội? Nghĩ thế, lão ta lại cẩn thận cảm nhận. Đừng tìm nữa, chỉ có một mình ta. Triệu Bân cực kỳ bình thản, nhưng sát khí từ hắn lại lạnh thấu xương. Đến từ đâu? Lão già mặc mãng bào lạnh lùng nói. Thôn Sơn Hà. Bước chân Triệu Bân vẫn chưa từng dừng lại, lão ta hỏi, hắn đều trả lời, ít nhất cũng để lão ta biết tại sao mình chết. Bây giờ thì lão già mặc mãng bào đã hiểu ra rồi. Con mẹ nó, tên này với thích khách áo đen lúc nãy còn chẳng cùng hội cùng thuyền cơ. Còn thôn Sơn Hà thì tất nhiên lão ta cũng biết, thôn họ giết sạch tối qua chính là thôn Sơn Hà, lão ta đã đích thân dẫn người đi. Họ cũng không cố tình nhắm vào nó, chẳng qua là đi ngang, nổi thú tính, tìm mấy ả đàn bà mua vui rồi tiện thể giết sạch cả thôn. Không ngờ vẫn còn để lại dư nghiệt. Hơn nữa, lại còn là một võ tu, tuy chỉ là một cảnh giới chân linh nhưng sức mạnh lại không tầm thường. Nếu đã đến đây thì đừng hòng đi nữa. Lão già mặc mãng vào nhe răng cười, chân nguyên quay cuồng mãnh liệt, bước chân nặng trịch khiến tảng đá vỡ nát, lão bay vụt lên, một đao chém tới. Lão ta chính là huyền dương tầng cao nhất, đã đề phòng từ trước, mặt đối mặt chiến đấu thì làm gì có chuyện thua, dù lực chiến có mạnh mẽ cách mấy thì đối phương cũng chỉ là một tiểu bối chân linh mà thôi. Keng! Triệu Bân không lùi mà còn tiến lên, nhanh chóng dùng tới cơ thể kỳ lân, chém một kiếm. Bịch! Tiếng kiếm và đao chạm vào nhau, vang vọng, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhìn lại hai người đang đánh nhau, Triệu Bân vẫn đứng lù lù bất động, thế mà lão già mặc mãng bào đã bị một kiếm hất bay ra ngoài, tay cầm đao đấu quỷ cứ run run lên mãi không ngừng, nổ thành từng mảnh nhỏ, lão ta cũng bị cứa một đường ngay cổ, phun máu, trước đó lão ta chỉ thấy không thể tin nổi, giờ bây giờ đã là khiếp sợ, chỉ là chân linh tầng thứ 8 thôi. Lão ta là huyền dương tầng cao nhất. Cũng bị một đòn đánh bại. Ai cũng biết tu vi có cao có thấp, trong đó còn chia ra mạnh và yếu. Nếu như Triệu Bân mở đan hải, dùng cơ thể kỳ lân thì sẽ có đủ tư cách để đánh với huyền dương tầng cao nhất thì đã sao, cũng phải xem người đó là ai, cả Xích Hiên lão ta cũng chưa chắc đã đánh lại. Soạt, lão già mặc mãng bào chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng xoay người trốn vào phòng. Triệu Bân dùng bước phong thần đuổi theo vào trong. Đây là tên cuối cùng, chưa chết chẳng dừng. Khiến hắn ngạc nhiên là trong phòng lại có điều cất giấu, phía dưới là một địa cung. Lão già mặc mãng bào lách vào như một làn khói. May là tốc độ của hắn nhanh, trước khi cánh cửa đóng lại đã nhanh chóng nhảy vào. Địa cung cũng chẳng nhỏ, ít nhất thì nó to hơn địa cung Liễu gia, chất đầy tiền tài châu báu. Lão già mặc mãng bào lảo đảo nghiêng ngả, mãi tới khi lùi tới chân tường mới phun ra một ngụm máu. Này chàng thanh niên, cho ta một con đường sống được không, đan dược, bạc, bí thuật. Chỉ cần là thứ ta có thì ngươi cứ mặc sức lấy. Khi tàn sát người trong thôn ngươi có từng nghĩ đến việc cho họ con đường sống không? Triệu Bân hờ hững nói, hắn cầm Long Uyên đang nhỏ máu đi từng bước tới, sát khí lạnh thấu xương. Đột nhiên, đang đi tới thì bỗng thấy dưới chân có gì đó run lên, đó là một lá bùa được dán dưới đất, cùng loại với bùa khổng lồ. Chẳng qua nó nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại có cùng tác dụng, có thể hút sinh lực và trói buộc, có lẽ hắn quá sơ ý nên giảm lên, bước chân nhanh chóng khựng lại. Khoảnh khắc đó, một cái lồng sắt rơi từ trên trời xuống. Chẳng có gì để bất ngờ, hắn bị nhốt vào trong, nó không phải là lồng sắt bình thường, mỗi một thanh sắt đều có những đường vân kỳ lạ, nó hợp lực với lá bùa dưới chân, tăng cường lực giam cầm, cũng tăng thêm độ cứng của lồng sắt, hắn chém một kiếm nhưng không thể phá vỡ. Đuổi đi, sao không đuổi theo ta nữa? Thấy Triệu Bân đã bị nhốt, lão già mặc mãng bào đứng thẳng dậy rồi nhe răng cười, máu tươi nơi khóe miệng cũng được lau sạch, đúng là lão ta có vết thương nhưng cũng chẳng đáng ngại, lão ta tỏ ra yếu thế để dẫn Triệu Bân vào bẫy mà thôi. Sự thật chứng minh, khổ nhục kế này vẫn dùng tốt, Triệu Bân đã đi tới cơ quan và bị nhốt, để đề phòng, lồng sắt này đã được bỏ thêm cấm chú, lão ta đã tốn rất nhiều tiền. Triệu Bân chẳng nói gì. Chỉ chém hết nhát này đến nhát khác.
Tiếng Long Uyên va chạm với lồng sắt leng keng vang vọng. Tiếc là chỉ có tia lửa lóe lên, chẳng thể cắt đứt thứ gì, cũng do lá bùa dưới chân trói hắn quá chặt, không thể tăng lực chiến lên mức cao nhất, buộc lòng phải công nhận là cơ quan này cũng khá là bá đạo. Tiểu bối chân linh đừng mất sức làm gì, lão già mặc mãng bào cười lạnh, bước ra từ trong góc, khi đi ngang thanh giáo đen ngòm còn tiện tay cầm lên, vẻ mặt dữ tợn được bỏ thêm chút tàn nhẫn, chỉ là một đám dân đen mà thôi, chết thì chết, hại ta phải mất đi nhiều huynh đệ như vậy. Cuối cùng Triệu Bân cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn lão già mặc mãng bào. Hẹn gặp lại dưới suối vàng nhé, lão già mặc mãng bào nở nụ cười khát máu, thanh giáo đâm tới, kèm theo một lời nghe có vẻ là cảnh cáo, kiếp sau, đừng dây vào những người không nên chạm. Chắc phải khiến tiền bối thất vọng rồi, Triệu Bân hờ hững nói. Khoảnh khắc đó, hắn cố gắng dùng khí thế thiên võ đánh bay bùa giam cầm. Lão già bất ngờ không kịp đề phòng nên bị khí thế thiên võ đâm cho lùi về sau bịch bịch, sau đó lão ta nhìn hắn với ánh mắt khó tin, một cảnh giới chân linh nho nhỏ. Lại có con bài tẩy chưa lật, có thể triển khai khí thế của thiên võ. Răng rắc. Lão ta nhìn lên, Triệu Bân đã vung kiếm chém lồng sắt. Đúng là yêu nghiệt. Lão già mặc mãng bào không còn muốn đánh nữa, xoay người chạy đi, không phải là chạy ra ngoài mà là chạy xuống dưới. Dưới địa cung vẫn còn cất giấu bí mật, một cánh cửa đá mở ra, có thể nhìn thấy những bậc thang đá nối thẳng xuống nền đất. Ầm. Cửa đá còn chưa kịp đóng lại thì đã bị một kiếm chém tới và nhanh chóng lách vào. Xuống chút nữa, đó là một con đường tối đen và lạnh lẽo, hệt như mộ đạo, nhưng ngã rẽ thì bình thường hơn, sau khi Triệu Bân tiến vào thì cảm giác đầu tiên. Chính là mê cung này có trận pháp. Soạt, soạt. Hai người một trước một sau. Quỷ mị như hồn ma. Lão già mặc mãng bào liều mạng trốn, Triệu Bân lại đuổi theo mãi không ngừng. Lão bị điên à, đuổi theo ta làm gì? Thằng danh này, còn dám lén lấy đồ của lão già này, trả đây cho ta. Nói linh tinh, ta không trộm. Dưới thông đạo rắc rối phức tạp ấy cũng không hề yên tĩnh, tiếng mắng mỏ vang lên mãi. Đó là dâu chữ bát và tên trộm mắt lác. Không biết đang làm gì mà một tên trốn một người đuổi. Có cả người khác ư. Triệu Bân cũng bình thường thôi, nhưng sắc mặt lão già mặc mãng bào lại cực kỳ khó coi. Tối nay phủ đệ lão ta đúng là náo nhiệt, trước đó là thích khách áo đen chạy tới ám sát lão ta, sau đó là Triệu Bân chạy tới tìm lão ta để trả thù cho người trong thôn, chờ xuống tới đây mới biết vẫn còn hai tên dỗi hơi, nghe tiếng mắng có lẽ không phải cùng một ruột, con mẹ nó. Chúng xuống đây thế nào? Tính ra thì ít nhất cũng có một nhóm bốn người. Nói không chừng vẫn còn người thứ năm, chỉ là lão ta chưa phát hiện ra mà thôi. Rầm, ầm. Tiếng mắng chửi, cộng thêm tiếng ầm ầm vang vọng. Triệu Bân đuổi theo lão già mặc mãng bào, ánh kiếm ánh đao lóe lên, một cảnh giới chân linh, một cảnh giới huyền dương lại chiến đấu với nhau đầy khí thế dưới thông đạo tối tăm, cũng chẳng khó để nhận ra lão già mãng bào luôn ở thế yếu. Lão ta đánh giá thấp Triệu Bân, cũng đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của hắn, chính xác là một tên yêu nghiệt. Dừng lại. Bên này, tên trộm mắt lác dừng lại. Dâu chữ bát theo sau nhanh chóng thò tay vào áo tên trộm lấy ra một viên linh châu, có thể thấy là của lão ta, chẳng qua đã bị tên tay chân không chịu yên kia lấy mất, nhét vào ngực, nếu đây không phải là địa bàn của người khác, thời gian cũng không thích hợp thì lão ta sẽ tính sổ với tên này. Ai đang đánh nhau thế? Hai người nhìn trái ngó phải, có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ. Hơn nửa đêm, trời thì tối đen, ai dưng không lại chạy tới đây tản bộ. Lão già, lão vào đây tìm cái gì thế? Tên trộm vừa nghe vừa xem, miệng lại hỏi han. Đều là người thông minh cả, giả điên làm gì, dâu chữ bát nói xong thì ghé tai vào tường nghe thử, sau đó chắc chắn là tiếng đánh nhau, không biết ai đang đánh. Chỉ biết trong đó là lão già mặc mãng bào, hơi thở đó lão ta vẫn còn nhớ rõ. Còn người kia, thì chưa biết. Trốn càng nhanh càng tốt thôi. Thế cũng phải tìm được đường ra đã. Hai người trò chuyện với nhau một lát lại thấy xấu hổ. Trăm phương nghìn kế tìm xuống tận đây, chưa tìm thấy bảo bối thì thôi đi, còn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này. Có trời mới biết ai đã tạo ta trận pháp mê cung này, vòng qua vòng lại mấy chục lần vẫn không thấy cửa ra. Cũng do hai người họ có tu vi thấp quá, hay có thể nói là mắt không đủ sắc nên vẫn chưa tìm thấy manh mối.
không nên ở đây lâu. Tên trộm mắt lác nhanh chân bỏ chạy. Dâu chữ bát cũng không dừng lại, tìm thấy cửa thoát mới là việc chính. Ầm, rầm, tiếng chiến đấu vang vọng, vẫn chưa dừng lại. Lão già mặc mãng bào bị đánh dồn vào đường cùng, hết cách nên đành phải bỏ trốn, trong lúc chạy vẫn không quên kích hoạt cơ quan, nào là khói độc rồi là phi đao, tên nhọn gì đó. Dưới thông đạo có rất nhiều, chỉ để ngăn cản Triệu Bân đuổi giết lão ta, đánh lâu như thế, lão ta phát hiện mình thật sự không thể đánh lại tên chân linh đó. Định đi đâu? Triệu Bân lướt nhanh như gió, lại đuổi tới. Lão già mãng bào bay lên lộn ngược lại, bắn mấy cái phi đao ra, trên phi đao có mấy lá bùa, có lẽ là Triệu Bân đuổi theo quá nhanh nên đụng chúng, lôi quang chói mắt nhanh chóng hiện lên. Ai đi bên bờ sông lại không bị ướt giày? Hắn thường xuyên lấy bùa lôi quang ra làm chói mắt người khác, hôm nay hắn cũng bị chói mù cả hai mắt. Cũng tại thiên nhãn của hắn, đến nay mắt vẫn chưa khỏi, nếu không hắn có thể xem thường bùa lôi quang này. Ngươi cứ chờ đó. Lão già mãng bào không tiến lên tặng thêm một đao mà xoay người chui vào một ngã rẽ. Cuối cùng chính là ngõ cụt, hay có thể nói là người ta thấy nó là ngõ cụt, thật ra nó lại có cơ quan, lão ta mở cơ quan ra, rất nhiều tường đá nhấc lên. Lão ta nhanh chóng chui vào. Khi Triệu Bân đuổi tới thì cửa đá đã ầm ầm rơi xuống. Triệu Bân hừ lạnh, giơ kiếm lên chém, nhát kiếm đầy mạnh mẽ. Cửa đá cứng hơn những gì hắn đoán, nhát kiếm mạnh là thế nhưng không thể chém được. Là do ngươi ép ta. Bên này, lão già mãng bào nghiến răng nghiến lợi. Dưới này vẫn là địa cung, trong địa cung không có sắp đặt thứ gì, chỉ có một tế đàn to chừng 100 mét, giữa tế đàn là mộ hồ máu. Màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt, có khói đen và sát khí ma lượn lờ. Lão ta chẳng cần phải nghĩ, nhảy xuống dưới. Hồ máu yên tĩnh không một gợn sóng, lão ta nhảy vào phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Cảnh tượng sau đó hơi quỷ dị, nước dưới hồ hòa vào trong người lão ta. Tiếng rên rỉ vang lên. Gương mặt lão già mặc mãng bào trở nên đau khổ, tiếng hô hào thảm thiết, vẻ ngoài của lão ta cũng dần thay đổi. Mái tóc màu xám trắng trực tiếp hóa thành màu đỏ, đôi mắt già nua đục ngầu nhưng đầy tàn nhẫn trở nên cuồng bạo và khát máu, ngoài ra còn có ma văn quỷ dị hiện lên trên người lão ta như được khắc vào từng nét một, từ xa nhìn lại, lão ta bấy giờ trông rất giống một tên ác ma. Khi lão ta đang bận lột xác thì nghe thấy tiếng ầm ầm. Nó vang lên từ bốn phía, có một cửa đá được nhấc lên, một bóng người bước vào. Đó không phải là Triệu Bân. Mà là dâu chữ bát với tên trộm mắt lác, họ đang tìm đường ra, đang tìm thì thấy thứ này, hơn nữa, còn tìm được. Cơ quan mở cửa đá. Ai vậy? Ta đi đây. Thấy cảnh tượng trong địa cung, hai người cùng gào lên. Có lẽ do nhìn thấy lão già mặc mãng bào trông quá đáng sợ. Hai người lập tức xoay đầu bỏ chạy. Các người đi được ư? Lão già mặc mãng bào hừ lạnh, giơ tay lên, năm ngón tay mở ra. Một tay tóm dâu chữ bát, tay kia giơ về phía tên trộm mắt lác, lốc xoáy hiện lên, có thể hút lấy thứ gì đó, hai người vừa mới xoay đi thì bị hút về, hai kẻ cùng một ruột xuống đây trộm đồ bị lão ta kéo lại, bóp cổ. Đây, chính là huyết trì ma đó ư. Mặt dâu chữ bát đỏ lên, vùng vẫy dữ dội, lão ta tới đây để tìm thứ này. Bên kia, tên trộm mắt lác cũng giơ chân đạp lung tung, đến để tìm nó. Bây giờ đã tìm được rồi nhưng tình huống này có hơi khó xử, hắn ta bị bóp suýt lòi cả tròng mắt ra ngoài. Cũng trong khoảnh khắc đó, một cửa đá khác nổ tung. Triệu Bân cũng đã đánh vào, cơ quan bị khóa trái, bị cưỡng ép mở ra. Thấy cảnh đó, hắn bất giác nhíu mày, trông hình dạng của lão già mặc mãng bào cực kỳ giống trạng thái ma hóa, nhưng lão ta lại không phải ma hóa, nước dưới huyết chỉ cũng không phải là ma huyết. Có lẽ một người nào đó đã giam cầm ác niệm của ma, dùng bí thuật hòa vào nước rồi tạo thành huyết trì. Đến rất đúng lúc. Lão già mặc mãng bào nhe răng cười. Cút mẹ ngươi đi. Dâu chữ bát lên tiếng mắng to, thực hiện bí thuật cố gắng thoát ra. Tên trộm mắt lác cũng không để yên, lại dùng thuật co rút xương để trốn thoát. Không một kẻ nào được đi. Lão già mặc mãng bào cười âm u, một tay kết ấn quyết. Sau đó, cả địa cung rung lên ầm ầm, nó xoay vòng vòng, dù là cánh cửa nào cũng bị chặn lại hết, ai mở cửa vào hay đá cửa vào cũng bị nhốt trong này, Nói cách khác là Triệu Bân, dâu chữ bát cùng với tên trộm mắt lác kia ấy.
vù vù. Cùng với tiếng lệ quỷ gào khóc, lão già mặc mãng bào đứng dậy. Lão ta trông có vẻ thoải mái lắm, từ tốn xoay xoay cái cổ, từ đầu đến chân có huyết sát lượn quanh, mái tóc màu máu xóa tung bay trong gió, khí thế bạo ngược của máu khiến địa cung này rung lên ầm ầm. Lão ta không còn là võ tu cảnh giới huyền dương nữa, mà là một cao thủ địa tạng đúng chuẩn, đôi mắt đỏ ngầu âm u đến đáng sợ. Ao máu của ma giới, đúng là bá đạo. Lão già râu chữ bát khẽ nheo mắt, nói xong còn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nói thế nào nhỉ, tên này trông quen ghê, chẳng phải mới gặp ngoài cổng thành vào ban ngày ư. Đúng là có duyên mà. Tên trộm mắt lác lầm bầm một tiếng, đương nhiên cũng nhận ra Triệu Bân. Ngay lúc ban ngày, hắn ta còn trộm đồ của Triệu Bân trên đường phố, bị bắt tận tay. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Khi hai người họ nhìn sang thì Triệu Bân cũng thay đổi hình thái, hắn mở thêm ma đạo trên thể kỳ lân. Không mở cũng không được, không mở không đánh nổi lão già đối diện, lão ta quá cuồng bạo. Chỉ trong thoáng chốc, mái tóc đen như thác đổ của hắn đã biến thành màu đỏ như máu, giữa mi tâm xuất hiện thêm ký hiệu ma giới, ma khí cuồn cuộn, trong sát khí hung dữ còn tiềm ẩn động cơ giết người lạnh như băng. Ôi chao! Lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lác đều nhướng mày. Vốn tưởng là có một ma đầu thôi, nào ngờ tên này cũng thế. Không giống nhau. Lão già râu chữ bát lầm bầm. Không giống nhau. Tên trộm mắt lác cũng lầm bầm, có thể nhìn ra lão già mặc mãng bào đã bị ma lực trong ao máu nuốt sạch tâm trí. Ngược lại, tuy ở trong trạng thái hóa thành ma đầu nhưng Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên là hắn còn tỉnh táo. Thế thì đáng sợ quá. Một võ tu cảnh giới chân linh nhỏ bé mà có thể chống trụ được khả năng ăn mòn của ma lực. Thú vị đấy. Lão già mặc mãng bào bật cười, thè cái lưỡi đỏ lòm liếm qua hàng răng trắng ẩn, vừa bạo ngược vừa hung tàn. Lão ta đã bị nuốt hết thần trí, huyết khí giống như chất độc và bùa chú, không ngừng xúi dục lão ta giết người, mà những kẻ có mặt ở đây. Có ai thì giết tạm kẻ đó vậy, đừng kẻ nào hòng trốn thoát, ai rồi cũng bị lão ta cắn xé thôi. Keng! Triệu Bân lười nói nhiều, một lưỡi kiếm phong lôi nhanh chóng lao tới. Vì đòn tấn công này mà lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lác không khỏi giật mình khi uy lực của nó quá mạnh. Máu me chợt xuất hiện. Lão già mặc mãng bảo bị đâm trúng, nhưng cũng chỉ là bị đâm trúng thôi. Nhát kiếm đỉnh cao nhất của Triệu Bân cũng chỉ đâm rách lớp da bên ngoài của lão ta, bất kể Triệu Bân dồn sức thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Có lẽ vì ác niệm và tàn niệm của ma giới đang dở trò, giảm bớt sức mạnh của phong lôi nên uy lực từ nhát kiếm của hắn bất kể là phong hay lôi đều bị loại bỏ sạch sẽ. Quá yếu ớt. Lão già mặc mãng bào bật cười man dợ. Trúng một nhát kiếm từ Triệu Bân, lão ta trả lại cho Triệu Bân một cái tát. Phụt. Triệu Bân khẽ rên lên, bay ngược ra ngoài, điên cuồng phun máu. Ngược lại, lão già mặc mãng bào bị lưỡi kiếm đâm chảy máu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã liền ra. Khả năng hồi phục ngang ngược đến mức đó không chỉ khiến lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lác sững sờ mà đến cả Triệu Bân cũng ngạc nhiên. Giết! Lão già mặc mãng xà ra tay rồi, cuốn theo sát khí cuồn cuộn lao ra khỏi đàn tế, ngó lơ đám người còn lại, chỉ tấn công một mình Triệu Bân, dùng ma sát hóa thành một thanh đao rồi từ trên trời bổ xuống. Thanh đao này rung lên huỳnh huỳnh khiến lỗ tai người xung quanh đau đớn, nó mang theo một thứ ma lực khiến người ta không thể kháng cự được. Triệu Bân đứng vững, dùng kiếm Long Uyên để đỡ đòn. Thanh đao ma thuật chém ngay vào kiếm Long Uyên không hề lệch, tạo ra ánh lửa lóe sáng khiến kiếm Long Uyên rung lên, cũng khiến Triệu Bân phụt máu, hai chân run rẩy như sắp quỳ gục xuống. Giúp đi, lão già râu chữ bát hô lên một tiếng. Lão ta cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh chứ, nếu Triệu Bân bị tiêu diệt, hai người kia cũng không chạy nổi, thế nên hợp lực giết lão già kia mới là điều đúng đắn. Tên này đứng rất xa, hai tay chập lại, dùng một bùa chú khổng lồ rất bàng môn tà đạo đập lên người lão già mặc mãng bào qua không gian. Kiếm quyết, kim quang toàn. Tên trộm cũng không rảnh rỗi, một lưỡi kiếm vừa dài vừa mảnh lao ra khỏi tay áo của hắn ta, được hắn ta nắm chặt lại, vài ba bước chân đã lao ra tấn công. Thanh kiếm dài của hắn ta giống như một luồng sáng màu vàng, tuy hắn ta bị lác nhưng nhắm vẫn chuẩn lắm, một mũi kiếm chọc ngay vào lưng lão già mặc mãng bào. Một loạt thao tác như hổ như rồng,
thế nhưng sát thương gần như bằng không. Câu nói này mà để miêu tả tên trộm mắt lác thì hợp đến mức không thể hợp hơn được nữa. Nhát kiếm mà hắn ta tự nhận là mạnh nhất và hoa lệ nhất thậm chí không phá nổi hàng phòng ngự của lão già mặc mãng bào, chỉ có lá bùa của lão già dâu chữ bát có tí uy lực, khiến lão ta phải hừ một tiếng. Cút! Lão già mặc mãng bào quát lên, sát khí ào ào tuôn ra khiến tên trộm mắt lật nhào, đồng thời làm lá bùa của lão già dâu chữ bát nát tươm, không phải vì đòn tấn công của hai người này không đủ mạnh, mà vì lão ta đã bị ma hóa, khả năng chiến đấu rất bá đạo. Uỳnh! Triệu Bân gắng gượng chống đỡ bằng ma đạo, bay ra sau để trốn. Thế nhưng lão già mặc mãng bào còn nhanh hơn, như hình đuổi theo bóng, không đợi Triệu Bân đứng vững, lão ta bồi thêm một nhát. Triệu Bân không dám đỡ lại, lách mình tránh né, một trưởng uy long vỗ lên lồng ngực của lão ta. Đòn tấn công của hắn cũng đủ lực đấy, chỉ ít thì đánh vỡ được chân nguyên hộ thể của lão già mặc mãng bào. Tiếc rằng không tạo ra tổn thương nào thực sự cho đối phương. Chân nguyên hộ thể không phải trò đùa, nó đã giảm bớt 8 phần công lực của trưởng này. Ngươi, còn có thể cho lão phu, bao nhiêu trò vui đây. Lão già mặc mãng bào không hề lo sợ, chân nguyên hộ thể đã vỡ lại được ma sát bổ sung ngay. Lão ta vung đao chém tới, uy thế không hề giảm mà còn tăng lên, ma hóa không tầm thường, ma khí rất nặng. Keng, đùng, keng. Đao và kiếm va chạm tạo ra tiếng vang giòn giã. Vị ma đầu kia với ma đạo bên này bắt đầu một trận đại chiến, một người kiếm pháp siêu đỉnh, một người không có quy tắc, một người theo đuổi kỹ thuật, một người đánh dùng sức mạnh để tấn công. Vì trạng thái nhập ma của lão già mặc mãng bào mạnh hơn Triệu Bân, đánh được mà chịu đòn được, lại còn không biết đau nên không cần phòng ngự, cứ tấn công là xong. Cục diện trận đánh rất dễ nhận ra. Triệu Bân rơi vào thế hạ phong, bị áp chế về trạng thái, đồng thời cũng bị áp chế về tu vi. Sau khi hòa mình vào dòng nước ma quái của ao máu, bây giờ lão già mặc mãng bào đã là cao thủ cảnh giới địa tạng, tuy mới ở tầng 1, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Kẻ ăn gian đúng là thứ xúc sinh. Lão già dâu chứ bát sách thanh kiếm, nhếch miệng cảm thán. Bất kể là lão già mặc mãng bào hay Triệu Bân đều mạnh đến mức khó tin, quan trọng nhất là Triệu Bân mới ở cảnh giới chân linh. Cách cả một cảnh giới lớn mà hắn dám đối đầu với cao thủ địa tạng. Cứ cảm thấy ta như một trò đùa. Tên trộm ho khan một tiếng, không có so sánh thì không thấy đau thương. Tên cẩu thả như hắn ta còn chẳng chặn nổi ma sát của lão già mặc mãng bào chứ đừng nói gì đến chiến đấu. Triệu Bân thì giỏi rồi, có thể đối đầu trực diện với lão ta. Không phải chưa từng gặp võ tu cảnh giới chân linh nào giỏi đánh đấm như vậy, nhưng yêu nghiệt như Triệu Bân thì đúng là mới thấy lần đầu. Đừng xem nữa, mau qua phụ giúp đi. Lão già dâu chữ bát quát lên. Thu kiếm về, niệm ấn quyết. Đâu cần lão ta phải nhắc, tên trộm cũng dùng tới bi thuật, trên mi tâm xuất hiện một ký hiệu cổ xưa, khí thế tăng vọt, chắc hẳn là một loại cấm thuật. Hắn ta cũng niệm chú, không phải là tấn công, mà là trói buộc. Hai người này cũng chỉ có thể hỗ trợ thôi. Đành chịu, lão già mặc mãng bào quá mạnh, nếu cứ lao lên một cách ngu ngốc chắc không chịu nổi ba đòn đánh của lão ta, về cơ bản chỉ cần một nhát chém là đi đời rồi. Tu vi của lão già dâu chữ bát không hề thấp, nhưng lão ta lại không giỏi chiến đấu. Phong. Cấm. Hai người khẽ quát lên, không biết ai trước ai sau. Cả hai đều dùng bí thuật giam cầm, nhắm chuẩn vào lão già mặc mãng bào. Khỏi phải nói chứ, thứ này thực sự có tác dụng, động tác của lão già mặc mãng bào chậm hẳn. Keng. Triệu Bân lao tới, chém vào lão ta, tạo ra một vết máu. Có người đánh yểm trợ đúng là khác hẳn, nếu không, nhát kiếm này cũng khó mà trúng được. Thế nhưng, lão già mặc mãng bào chịu đòn cực giỏi, cũng không biết đau. Lão ta ngó lơ vết thương trên người, dùng một cái tát đánh cho Triệu Bân bay lật ra sau. Hắn nhanh chóng trở về, dùng nhát kiếm đâm xuyên lão ta, trên thân kiếm có cả sấm sét, uy lực cực mạnh. Cấm. Hai nhân tài đánh bổ trợ lại dùng đến thuật giam cầm, đã vậy còn rất đúng lúc. Lão già mặc mãng bào bị trói buộc thêm lần nữa, bàn tay vừa thò ra đã đờ lại, không thể túm được mũi kiếm của kiếm Long Uyên. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng đủ để Triệu Bân tránh né, nhát kiếm của hắn chọc thủng chân nguyên hộ thể của lão ta, cũng vì chân nguyên hộ thể nên nhát kiếm này đi lệch hướng, vốn định đâm vào lồng ngực, cuối cùng chỉ xuyên qua bả vai. Á! Lão già mặc mãng bào phát điên nên vung trường đáp trả.
Triệu Bân phản ứng nhanh nhạy, kịp thời rút kiếm trốn về sau, tránh được một chưởng, trong quá trình trốn chạy cũng không quên vung kiếm Nguyên Long. Trong tầm mắt của lão già mặc mãng bào liên tục lóe lên ánh chớp, nhưng bị lão ta chặn lại hết. Ma đao trảm thiên quyết. Ai bảo lão già mặc mãng bào bị che mờ lý trí, lúc xuất chiêu lão ta không quên hô tên bí thuật kìa, hô cực kỳ bá khí luôn, mà uy lực của nhát chém này cũng rất đáng sợ, ánh đao đen thui kéo dài tới 5-6 trượng, nhìn thôi đã khiếp hãi, chí ít thì lão già dâu chữ bát và tên trộm mắt lác cũng phải run rẩy trong lòng. Soạt. Triệu Bân nhanh như chớp, không đỡ nổi nhát chém này thì trốn thôi. Tuy đã trốn được, nhưng hắn cũng chịu dư chấn, trên lưng có thêm một vết thương, sát ý thấm sâu vào thể phách, đồng thời ma quang cũng lượn vòng quanh vết thương, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương càng thêm khó lành. Cấm! Lão già dâu chữ bát hô lên đầy kiên định, thuật giam cầm lại giáng xuống. Tên trộm cũng không rảnh tay. Đánh chính diện không được nhưng quấy rối thì chuyên nghiệp lắm nên hắn ta dốc sức phối hợp. Lão già mặc mãng bào bị phong bế đến mức đờ đẫn. Triệu Bân được nghỉ xả hơi, vung kiếm tạo ra một luồng kiếm khí. Thế nhưng uy lực không đủ, chỉ có thể bắn ra tia lửa ở bề ngoài của đối phương. So ra thì đòn tấn công của lão già mặc mãng bào cuồng bạo hơn nhiều, một chưởng ấn năm ngón tay đen thùi lùi đánh cho xương cốt trong cơ thể hắn kêu lên răng rắc. Bản thân hắn ộc máu còn dính cả vụn nội tạng của chính mình. Ngay lập tức, cơ thể của lão ta bỗng phân ra làm hai bóng người màu đỏ như máu. Nói cho đúng hơn thì là hai huyết nhân, lần lượt tấn công lão già dâu chữ bát và tên trộm mắt lác, hai con tép diêu này tuy khả năng chiến đấu không đáng kể nhưng cứ liên tục gây rối ở phía sau khiến người ta rất bực mình. Phân thân. Thấy huyết nhân nhào về phía mình, tên trộm sợ đến tè ra quần. Chủ yếu là huyết nhân kia trông khá gớm ghiếc, toàn thân bê bết máu, không thể nhìn rõ được dung mạo, chỉ có đôi mắt tàn bạo và hung tàn, rớt rãi chảy ra cũng toàn là máu tanh lòm. Đó là ma thai huyết sát. Lão già dâu chữ bát nhắc nhở một tiếng, dường như đã từng thấy huyết nhân này. Công pháp này chỉ có người trong ma giới mới biết, trông giống phân thân nhưng đáng sợ hơn nhiều, xét từ góc độ nào đó, thứ này rất khó tiêu diệt. Chỉ cần lão già mặc mãng bào chưa bị tiêu diệt thì chúng cũng không hề hấn gì. Ép ta phải liều mạng đây mà. Tên trộm kêu gào rồi tiếp tục dùng cấm thuật. Ngay sau đó, đôi mắt lắc lệch của hắn ta không còn lắc nữa, nó trở lại bình thường khiến lão già dâu chữ bát phải nhướng mày. Đã bảo rồi mà, thứ này không đơn giản, nếu không, hắn ta cũng không tìm tới đây. Soạt. Khi lão ta nhìn lại, một huyết nhân đã lao tới cách đó không xa. Mở miệng ộc đầy máu. Ma thai huyết sát đúng là rất đáng sợ, nhưng khả năng chiến đấu kém xa lão già mặc mãng bào. Không đánh được bản tôn mà ta còn không đánh nổi ngươi nữa hả? Lão già dâu chữ bát quát ầm lên, trước tiên thu lại thanh kiếm của mình, sau đó lôi nó ra, cắt rách đầu ngón tay, quệt máu lên thân kiếm. Thanh kiếm đen chuỗi bỗng chốc tỏa ra hào quang, chuyên trị tà sát của ma giới. Khỏi phải nói. Uy lực của nó cũng không tầm thường, huyết nhân vừa lao tới bị lão ta chém bay ra ngoài, còn chưa kịp định thần thì lão ta đã tiếp tục đuổi theo, chẳng có quy củ gì, cứ nhấc kiếm lên là chém. Kêu đi, cho ngươi kêu tiếp nè. Ở bên khác, tên trộm mắt lác cũng thể hiện hết uy lực của mình. Thân pháp của hắn ta rất kỳ quặc, không bao giờ đánh chính diện mà cứ xách thanh bảo kiếm của mình chạy khắp địa cung, nhắm thấy cơ hội thì chọc lên người huyết nhân. Chọc hết lỗ này đến lỗ khác, máu tươi chảy ra đầm đìa. Giống như lão già dâu chữ bát đã nói, huyết nhân không biết đau, lại còn khó giết, vết thương lành lại rất nhanh cũng nhờ vào bản tôn, nhưng khả năng khôi phục không bằng được lão già mặc mãng bào. Đùng, đùng. Địa cung càng thêm náo nhiệt, đất đá bay tán loạn. Ban đầu là 3-1, bây giờ là 3-3, hai người đánh ma thai huyết sát, một người đánh bản tôn, cục diện chắc hẳn cũng ngang hàng đấy. Lão già dâu chữ bát chiếm thế thượng phong, liên tục chém cho huyết nhân kia lộn nhào, tên trộm thì chạy khắp địa cung vì không dám đối đầu trực diện, không phân cao thấp cùng huyết nhân kia. Giờ nhìn sang Triệu Bân trông có vẻ hơi thê thảm. Tất cả đều rơi vào trạng thái ma hóa, hắn bị khống chế tất cả các mặt, khó chặn được sự tấn công của ma đầu. Mặc dù bị đè ép nhưng vẻ mặt hắn rất thản nhiên, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Dù ma đầu mạnh nhưng không phải không có điểm yếu,
Ao máu thật sự có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu nhưng phải thỏa mãn điều kiện, đó là phải hoàn toàn dung hợp thì mới có thể thành công, như thế mới thật sự khống chế nó. Mà hiển nhiên lão già mặc mãng bào không thuộc loại này, lão ta vẫn chưa luyện hóa hết mà lại tùy tiện dùng đến chân nguyên, thế nên chẳng những mất đi lý trí mà còn đang dần bị ma lực phản phệ. Lão già mặc mãng bào lại đến, trong nụ cười tàn ác lại có thêm đôi phần đau đớn. Giống như những gì Triệu Bân nói, đúng là lão ta đã bị phản phệ, khí tức ma sát đã bất ổn, lúc thì cuồn cuộn, lúc thì yếu ớt, ma lực đáng sợ nằm sâu trong máu đã ăn vào khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của lão ta. Đến cả căn cơ cũng bị ăn mòn, như vậy cũng có nghĩa dù đánh thắng, dù thoát khỏi tiến trình ma hóa thì lão ta cũng không thể thăng cấp tu vi trong cả phần đời còn lại, bất cần một chút là sẽ biến thành người tàn phế. Muốn có sức mạnh to lớn thì phải trả giá. Triệu Bân hiểu rất rõ chuyện này, khi trạng thái ma hóa rút đi thì chẳng khác gì bị phế. Cũng có thể xem đấy là một loại phản phệ, thời gian dài tạo gây ra tình trạng suy nhược đến cực độ. Lão già mặc mãng bào vung đao ma lên rồi chém ra. Triệu Bân im lặng, lập tức độn thổ, né đòn chí mạng đó. Lão già mặc mãng bào vẫn chưa kịp ép Triệu Bân ra ngoài thì hắn đã tự chui ra rồi. Hắn phóng về trước. Xuất chiêu hồ gầm long ngâm cộng hưởng với võ hồn, trong tiếng rồng ngâm còn có thêm tiếng sấm nổ. Lão già mặc mãng bào gì giọng hừm lên, búng người về phía sau. Triệu Bân đuổi theo, chụp lấy cánh tay của đối phương rồi nhấc bổng lão ta lên. Sau đó, một tiếng ầm vang lên, mặt đất cứng rắn cũng bị đập nát, đá vụn văng khắp nơi, mà đầu điên cuồng cũng phải hộc máu. Bí thuật ném người dùng ở đâu cũng hiệu quả. Mà gia chủ Triệu gia cũng đã luyện chiêu này tới mức độ điêu luyện, suốt chặng đường cũng có cả tá người bị hắn đập như vậy rồi. Lão già mặc mãng bào giận dữ hét lên, ma khí cuồn cuộn dâng trào, muốn đánh bật Triệu Bân ra. Gào. Tiếng rồng ngâm này vượt gió phóng đến, ma sát tuôn ra lúc nãy đều bị tiếng gầm đó đánh tan. Ma đầu cấp địa tạng lại choáng váng đầu óc, nhưng khoảng không đó cũng đã đủ để Triệu Bân làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như đập lão ta xuống đất thêm lượt nữa. Trên thực tế, hắn cũng đã làm như thế rồi, hơn nữa, lần này hắn còn vung lên cao hơn cả lần trước, chân nguyên bộc phát, kết hợp sức của hông và chân, nện lão ta xuống đất thành một cái hố hình người. Gào, Sau cú đập này, cảnh tượng đã trở nên máu me hơn. Triệu Bân nổi máu, túm chặt lấy cánh tay của ma đầu, nện hết lần này đến lần khác, mỗi lần như thế. Hắn đều dùng hổ gầm long ngâm khiến đầu óc ma đầu ong ong cả lên, ngũ tạng của lão già mặc mãng bào cũng đau đớn khôn cùng. Lão ta liên tục nôn ra máu, càng lúc càng nôn dữ dội hơn, nhìn dưới đất thì có rất nhiều hố sâu hình người, cái sau còn sắc nét hơn cả cái trước, những mảnh đá vụn văng ra đều dính máu của ma đầu. Còn có thể, đánh như vậy sao? Lão già râu chữ bát nuốt nước bọt ừng ực. Lúc này, đến huyết nhân truy sát lão ta cũng bất giác quay lại nhìn. Bản tôn đau đớn vô cùng thì cơ thể của lão ta sao có thể dễ chịu được, đã có dấu hiệu sắp nổ tung. Nhìn thôi cũng thấy đau. Tim của tên trộm mắt lác đập thình thịch. Triệu Bân quá kiên cường, nếu đổi lại là hắn ta thì chắc đã thịt xương lẫn lộn rồi. Lão già mặc mãng bào hét lên, cưỡng chế đánh bay Triệu Bân bằng ma lực cực mạnh. Triệu Bân lại dính chặt như cao da chó, lập tức quay trở lại nhanh chóng. Trong bộ đấu chiến thánh pháp, chiêu nào cũng rất quỷ dị, chiêu nào cũng rất bá đạo. Tay, chân, đầu gối, tất cả đều trở thành những vũ khí lợi hại, đánh xuyên chân nguyên hộ thể của ma đầu, từng chiêu mạnh mẽ, từng chiêu nhanh như chớp. Nhưng khí thế của hắn mới thật sự khủng khiếp. Mỗi lần dùng đấu chiến thánh pháp thì máu trong cơ thể đều như đang bị lửa đốt cháy, lỗ chân lông toàn thân đều đang phun ra nuốt lấy tinh túy chân nguyên, cường hóa cơ thể. Khắc sâu vào linh hồn và thể xác cứ như hắn không còn là người nữa mà đã trở thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa chứa đầy tia lửa điện, ngùn ngụt tinh thần chiến đấu không ai địch nổi. Đấy mới là tinh túy của thánh pháp. Thà không đánh thì thôi, một khi dùng là phải đánh cho đến chết. Ma đầu hét lên thảm thiết, vốn dĩ bị ma lực phản phệ, bây giờ, đến cơ hội thở cũng không có, đập vào mắt toàn là những nắm đấm điên cuồng. Loạn xạ khiến lão ta đến đứng cũng không thể đứng vững. Tên trộm mắt lác dừng lại. Lão già râu chữ bát cũng dừng lại. Hai huyết nhân cũng dừng lại.
Trận đấu ba chọi ba mà giờ có vẻ bốn người họ đã thành khán giả rồi. Đấy là cảnh giới chân linh sao? Đấy là cảnh giới địa tạng sao? Là cấp chân linh đang quần cảnh giới địa tạng sao? Tu võ đạo bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh xông về phía trước, chiến đấu ở cự ly gần ác liệt như thế, đến cả cấp địa tạng cũng không có sức kháng cự. Mặc dù trạng thái của ma đầu không được tốt nhưng cũng không đến nỗi thê thảm đến vậy chứ. Là do hắn quá mạnh. Dù lão già dâu chữ bát nhận xét như vậy. Người lão ta nói tất nhiên là Triệu Bân. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Theo lão ta, chỉ có người mang tinh thần kiên định thì mới có được biểu cảm như thế. Chắc vì đã từng trải qua nhiều sóng gió nên dù là gặp phải một địa tạng ma hóa, hắn cũng không có vẻ gì lo sợ. Lúc họ đứng xem thì hai huyết nhân đã khuỵu xuống. Bản tôn ăn đòn bị phản phệ thì bọn họ cũng bị lây, biến thành một vũng máu ngay. Học. Sau đó, Triệu Bân lại bị văng ngược ra. Tóc lão già mặc mãng bào xóa ra vì bị đánh quá dữ, cũng có thể là vì bị nện quá đau nên cơ thể đã biến dạng, không còn giống người nữa. Trước đó lão ta còn có chút lý trí, giờ thì đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên, đến chân nguyên hộ thể cũng đột ngột tan biến, ma sát điên cuồng gào thét. Không biết đây là của lão già mặc mãng bào hay là của ác quỷ địa ngục nữa, hình ảnh khiến người ta phải sởn gai óc. Nhân lúc hắn yếu, tên dâu chữ bát lạnh lùng nói. Lấy mạng tên đó, tên trộm vặt bổ sung thêm nửa câu sau. Hai người đồng loạt hành động, họ dương sát kiếm như ánh sáng thần thánh kinh người, một người đâm xuyên từ trước ngực ma đầu ra sau lưng, một người chọc thẳng từ phía sau lưng ma đầu ra trước ngực. Giết! Chút sức mạnh của lão già mặc mãng bào còn sót lại vẫn khiến hai người họ bị chấn đến hộc máu và bay ngược về sau. Bạn họ đã ngã khuỵ, còn Triệu Bân thì tông qua như một bao cát. Lão già mặc áo bào vẫn chưa đứng vững thì đã bị đụng ngã ra sau, lão ta muốn đứng dậy nhưng lại bị Triệu Bân trưởng té xuống lại. Cái tên cảnh giới chân linh đó cười lên người cấp địa tạng, một tay nắm cổ ác, một tay nắm chặt tay thành nắm đấm, khí huyền hoàng chảy giữa các kẽ tay, gia tăng thêm uy lạc. Triệu Bân đánh liên tục hết đấm này đến dâm khá. Âm, bùm, âm. Địa cung rung lắc liên hồi, mỗi lần Triệu Bân vung nắm đấm lên thì lại rung lên một lần. A! À, tiếng gào thét của lão già mặc mãng bào vừa giận dữ lại vừa tàn ác. Tiếc rằng dù lão ta có hét lớn đến đâu thì cũng không có tác dụng gì, mỗi lần muốn đứng dậy đều bị đánh cho té xuống lại. Súc sinh! Lão già dâu chữ bát ôm ngực đứng dậy. Nuốt ngụm máu đang sắp nôn ra khỏi miệng xuống lại. Tên trộm mắt lác ở phía đối diện vịn vào tường, thấy cảnh này thôi cũng cảm thấy tim đập lên thình thịch. Đừng nói gì đến việc thực sự chịu đòn, chỉ nhìn không thôi cũng thấy đau rồi. Cái tên cấp chân linh đó đâu chỉ lì đòn mà còn rất nhẫn tâm nữa. Không biết lúc nào tiếng gào thét mới dứt hẳn. Cuối cùng thì Triệu Bân cũng dừng tay. Lão già mặc mãng bào lại không hề thoải mái chút nào. Bị nện đến lún xuống đất, trạng thái ma hóa cũng rút đi, cơ thể méo mó, máu không ngừng trào từ miệng ra. Ngươi không thể giết ta là người của ma nữ. Đường đường là cao thủ địa tạng nhưng lại lộ vẻ yếu đuối và khẩn cầu, đúng là một tên sợ chết. Lão ta không ngốc, lúc này vẫn còn biết tính đường lùi, biết đâu có tác dụng thì sao. Có sao cũng phải thử xem. Nợ máu, phải trả bằng máu. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi nâng bia mộ của thôn dân thôn Sơn Hà ra. Theo sau một tiếng ầm vang lên, bia mộ đè lên người của lão già mặc mãng bào khiến lão ta chết ngay tại chỗ. Được đưa ra cùng với bia mộ còn có xác của mấy tên cướp chất thành núi. Hèn gì xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà cũng không thấy có ai trên đó xuống. Lão già dâu chữ bát và tên trộm vặt lẩm bẩm, hóa ra bọn cướp trong phủ đều đã bị Triệu Bân xử lý hết rồi. Mong mọi người ở trên trời chứng giám. Triệu Bân đặt một lò hương trước bia mộ và cắm lên ba nén nhang. Đến lúc này hắn mới lùi về sau một bước, ngã lăn ra đất. Hắn thoát khỏi trạng thái ma hóa, mặt cắt không còn giọt máu, mà máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng, cả người mất hết sức lực. Trận này hắn vẫn chưa dùng đến bùa nổ, cũng không có bùa nổ cấp cao, đánh thật sự rất vất vả, dùng hết sức chiến đấu mà vẫn bị đánh đến đứng lên không nổi. Chân nguyên ở Đan Hải cũng đã bị tiêu hao hết. Lúc này, dù chỉ là một người bình thường đấm cho hắn một cái thì cũng có thể đánh ngã hắn. Cũng may, hắn đã thắng, dùng mạng của kẻ ác đền nợ máu của thôn dân. Ngươi, đúng thật là nhân tài.
Lão già râu chữ bát lảo đảo bước đến, giơ ngón tay cái lên khen hắn khi còn ở rất xa. Nếu như không phải lão ta tận mắt chứng kiến thì ai tin được một cấp địa tạng lại bị cấp chân linh tiêu diệt chứ? Không uổng công, chuyến này. Tên trộm vặt mắt lác cười he he, sau khi đánh một trận ác liệt thì tâm trạng của hắn cũng khác hẳn. Triệu Bân không trả lời, uống mấy ngụm linh dịch rồi nhét vào mồm hết đống đan dược này đến đan dược khác. Có tiện cho biết tên không? Tên trộm vặt trọt nhẹ Triệu Bân, hai con mắt lé cũng vẫn nằm ngay ngắn. Cơ Ngân. Triệu Bân mệt mỏi trả lời, hắn đã sớm nghĩ ra tên giả cho mình rồi. Cơ Ngân, âm na ná với ghi hận, ý là phải ghi nhớ mối hận. Sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng mạng của Tử Y Hầu và Vân Phượng để tế vong linh của phụ thân mình. Nói thật, tên của ngươi chẳng hay chút nào, tên của ta vẫn nổi bật hơn, tên trộm vặt nói. Nổi bật cỡ nào? Lão già râu chữ bát cầm một vò rượu lên, uống ửng ực. Ta họ Vương, nhắc đến tên ta thì phải kể đến một câu chuyện, tên trộm vặt nói với vẻ chân thành, lúc mẹ ta sinh ta, đột nhiên có một tia lửa điện, đốt cháy căn nhà lá của ta. Rồi sao nữa? Cho nên cha ta đã đặt tên cho ta là Vương Trác. Tên hay. Lão già râu chữ bát tặc lưỡi. Triệu Bân cũng bất giác liếc mắt, tên của tên này còn nổi hơn cả nhóc mập đen. Hả? Ba người họ cùng lúc đứng dậy, đã có người đi vào. Lão già râu chữ bát là nhanh chân nhất, lão ta chạy tọt vào cửa đá ở phía đông. Bên này. Triệu Bân gọi một tiếng. Trước khi hắn đến thì đã thăm dò kỹ đường hầm và biết được lối ra rồi. Tên trộm vặt vội vã chạy theo, lão già râu chữ bát cũng không nghĩ ngợi gì mà vội bám theo sau. Không biết vì sao sau trận đánh này, bọn họ đã khá tin tưởng tên võ tu cấp chân linh này, khắp người hắn đều đầy vẻ thần bí. Họ vẫn khá tin tuyến đường do Triệu Bân chọn. Ba người họ chưa đi được bao lâu thì đã thấy một đoàn người đang đi xuống. Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo đen với ngoại hình kỳ dị, đặc biệt là mắt phải, bên trong toát lên vẻ ma quái, bên trong khí tức toàn thân chứa đầy ma sát bạo ngược, lạnh như băng. Đáng chết! Khi thanh niên nhìn thấy cảnh tượng ở địa cung thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Không khó để tưởng tượng ra trước đó đã xảy ra chuyện gì ở đây, ao máu đã không còn. Thánh tử, có người trong đường hầm. Không biết là ai vừa mới hét lên. Bắt sống. Thanh niên áo đen lập tức quay lưng, biến mất khỏi địa cung như một hồn ma. Bên này, ba người Triệu Bân đã tới lối ra, hợp lực lại, đánh thủng mặt đất. Bắt lấy bọn chúng. Tiếng la hét nháo nhào, cả đám người đuổi theo. Đi. Lão già râu chữ bát vẫn nhanh chân nhất. Tên trộm mắt lác cũng không thua kém, phát chân chạy còn nhanh hơn thỏ. Soạt. Triệu Bân thì chạy ngang qua mái hiên một căn nhà rồi nấp vào trong bóng tối. Sau đó thì thấy đại bàng sải cánh, vút qua bầu trời như một tia sáng vàng. Chạy đi đâu? Thanh niên áo đen hừ một tiếng lạnh lùng, rồi cũng nhảy lên trên mái hiên. Có một con huyết ưng bay qua, đón lấy hắn, đuổi theo Triệu Bân như một bóng đen. Cao thủ huyền dương. Triệu Bân ngoảnh lại nhìn. Hắn chỉ nhìn thôi. Trận trước đó đã khiến hắn mất gần hết sức để chiến đấu nên vẫn còn đang trong tình trạng suy yếu. Soạt, soạt. Một người phía trước, một người phía sau, vút qua bầu trời. Đại bằng không khiến hắn thất vọng, nó còn được dán thêm hai lá bùa tốc hành nữa nên tốc độ không phải dạng vừa. Keng, keng. Thanh niên áo đen ở phía sau bám chặt không tha. Kiếm khí ngập trời gào thét như gió bão, kêu leng keng đến nhức tai. Bắt sống. Ở hai hướng khác cũng có tiếng hét vang lên không ngừng. Máu huyết của lão già râu chữ bát dâng trào, lão ta chạy đến không dám quay đầu lại, lão ta không muốn bị đánh hội đồng đâu. Vương Trác thì càng nhút nhát hơn, vừa chạy vừa bò. So với hai tên đó thì trên không trung có vẻ yên lặng hơn nhiều. Triệu Bân không nói gì, thanh niên áo đen cũng không nói gì, một người chạy, một người đuổi theo suốt quãng đường 300 mét từ khi ra khỏi thị trấn nhỏ. Đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thanh niên áo đen cười gian ác, đưa tay lên, vứt ra một lá bùa vàng kim. Đó là bùa tốc hành, mà còn là bùa tốc hành cao cấp, vốn dĩ hắn ta không muốn dùng nhưng giờ lại không thể không dùng.
Cái tên phía trước chạy quá nhanh, hơn nữa còn có rất nhiều bùa tốc hành, nếu hắn ta cứ tiếp tục đuổi theo như thế thì sẽ để đối phương chạy thoát mất. Soạt. Sau khi dán bùa tốc hành vàng kim lên thì tốc độ của huyết ưng tăng mạnh. Tiếp đó là một luồng kiếm khí màu đen vụt qua không trung, tóe lên ánh lửa. Bù. Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, cố hết sức chống đỡ. Chạy sao? Thanh niên áo đen chạy đến cách hắn gần 100 trượng thì cười nham hiểm. Hắn ta khẽ nhắm mắt phải lại rồi ngay lập tức mở ra. Tên này đang nhắm vào đại bằng. Những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra sau đó, một ngọn lửa màu đen bốc cháy trên cánh trái của đại bằng, dưới ánh trăng mờ ảo, ngọn lửa vừa có ma tính vừa kỳ dị nhưng lại không nóng chút nào. Quạc! Đại bằng đau đớn thét lên. Triệu Bân vội vã lấy chân nguyên ra, định dập tắt ngọn lửa. Nhưng không sao dập tắt được. Triệu Bân chau mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn lửa kỳ lạ thế này. Đại bằng lại thét lên. Triệu Bân hiểu được ý của nó, đó là nó phải quay về linh giới mới có thể dập lửa. Đi! Triệu Bân không nghĩ nhiều mà để đại bằng rút về linh giới ngay. Còn hắn thì như một tia sáng, rơi từ trên trời xuống. Keng! Huyết ưng bay đến mang theo gió mạnh, còn thanh niên áo đen thì cũng không rảnh tay, kiếm khí rơi xuống như mưa. Bụp, bụp, bụp! Triệu Bân cố hết sức điều khiển Long Uyên. Liên tục múa kiếm trong lúc rơi xuống. Phần lớn kiếm khí đều bị chặn lại nhưng đối phương cũng không né hết được, dù sao thì Triệu Bân cũng đang yếu ớt. Đấy, mắt gì thế kia? Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào mắt phải của thanh niên áo đen. Chắc là thiên nhãn, còn ngọn lửa đen trước đó chắc là bí thuật của thiên nhãn này. Chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn của mắt và nhắm chuẩn thì sẽ có thể khiến ngọn lửa kỳ lạ đó bốc cháy trên thân đối phương. Khó lòng phòng bị. Hơn nữa, còn không thể nào dập tắt, hoặc cũng có thể nói là do hắn chưa tìm được cách. May mà đại bằng có cách phá giải. Nếu người bị nhắm trúng là hắn thì chắc cả người đã bị đốt thành tro rồi. Có điều, bí thuật đó có giới hạn về thời gian, bá đạo như thế thì chắc chắn tiêu hao khá nhiều sức mạnh của con ngươi trong mắt nên tạm thời sẽ không thể dùng lần thứ hai, nếu không thì thanh niên áo đen đã cho hắn thêm một nhát rồi. Soạt. Huyết ưng phóng xuống từ trên không, theo sau nó là một bầu trời kiếm khí. Trong lúc tấn công, thanh niên áo đen đã nương tay, hắn ta chỉ sợ mình bất cẩn giết chết Triệu Bân. Tên nhóc này chạy thoát ra từ địa cung nên phải bắt sống, phải bắt về hỏi cho rõ ràng. Nếu như hắn ta muốn giết chết Triệu Bân thì đối tượng mà hắn ta nhắm vào trước đó đã không phải là con chim tạp nham đó rồi. Bụp, bụp, bụp. Triệu Bân rơi xuống vẫn đang dùng hồn ngự kiếm. Dù thanh niên áo đen đã nương tay nhưng hắn vẫn máu me đầy người, kiếm khí cắt lên người hắn văng ra máu với màu đỏ chói mắt. Nếu đổi lại là cấp chân linh bình thường thì chắc đã bị chặt thành 8 khúc từ lâu rồi. Chống trả cũng vô dụng. Thanh niên áo đen cười lạnh lùng, khi hắn ta đưa tay lên thì một tấm lưới được tạo ra từ những lá bùa lập tức giáng xuống. Triệu Bân thấy vậy thì nheo hai mắt lại. Hắn đã từng nhìn thấy tấm lưới phù văn đó. Trước đây, lúc lão răng vàng bắt hắn luyện đan thì tên đó đã dùng đến bí thuật này. Tôi đấy, nếu không có sấm sét thì hắn đã không phá được vòng vây. Hắn không chút chần chờ, lập tức dán 2 lá bùa tốc hành lên người, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng lên, nhìn từ xa giống như một tia sáng chiếu sáng từ trên trời xuống, nhờ vậy mới thoát khỏi được tấm lưới lớn. Lâu lắm rồi ta chưa thấy cấp chân linh xuất sắc như ngươi. Thanh niên áo đen cười nguy hiểm, huyết ưng dưới chân hắn ta phóng xuống, nhanh như một tia chớp. Keng, keng. Triệu Bân phất tay áo, phi đao bay ra hàng loạt, một nửa treo bùa lôi quang, một nửa treo bùa nổ, hơn nữa, tất cả đều đã phát nổ. Tiếng nổ vang rền khắp trời, lôi điện chói mắt cũng sáng rực cả bầu trời. Ứ. Thanh niên áo đen hừ lên một tiếng khó chịu, hắn ta bị nổ trong tình trạng không kịp trở tay. Hai mắt cũng tối đen không thấy gì, vì mắt phải dùng bí thuật nên chưa hồi phục thị lực, chứ không thì hắn ta chẳng cần để bụng chút lôi quang này. Đến hắn ta còn như thế thì đừng nói gì đến tòa kỵ của hắn ta, bay nhanh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt, nó tông thẳng vào nên trao đảo. Đôi mắt tinh tường, vốn dĩ sáng long lanh mà giờ cũng tóa đom đóm, nó nghiêng ngả khiến thanh niên áo đen suýt chút té lộn nhào.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.